Hàn lập trong trước mắt đã biến thành nửa người nửa giao long, đúng lúc này, trong tiếng kinh hô hoảng sợ, một cái khe đen tối ngay trong nháy mắt đã lanh lùng xuất hiện trước mắt mọi người. Hàn lập khi nhìn vào hắc mang đó chỉ cảm thấy một cảm giác thứ hắc ám vô cùng vô tận đó đang không ngừng thôn vệ hắn một cách khủng khiếp, căn bản không thể né tránh được. chương 1053, Đệ Cửu Tầng Đã trải qua một lần từng bị không gian thôn vệ, tuy rằng trong lòng Hàn lập vẫn còn ám ảnh nhưng tay chân không hề hoảng loạn, sau khi trải qua sự gia tăng bằng hàng loạt các loại bùa chú, pháp lực của hắn lúc này đang ở trạng thái đỉnh phong của Nguyên Anh Trung Kỳ, lúc này đang tập trung cuồng chú linh lực, hóa thành một đoàn ngân mang chói mắt. Cái khe này tuy to lớn đến vậy, nhưng chỉ cần không đứng gần quá, nhất thời dùng Nguyên Cương Thuẫn hẳn là không có vấn đề gì. Hàn Lập chỉ có thể làm như vậy trong khi lòng thấp thỏm không yên. Chỉ thấy hắc ám trong nháy mắt, sau một trận choáng đầu hoa mắt, hai mắt hắn liền nhanh chóng sáng ngời, thấy dần xuất hiện một vùng hư không. Cũng may Hàn Lập đã trải qua một lần kinh nghiệm, ngay tức khắc liền khôi phục sự thanh tĩnh, dõi mắt về bốn phía vội vàng cảnh giác, kết quả trong lòng cả kinh. Tầng thứ 9, Hàn Lập không cần phán đoán, tức thì buông ra một câu. Nơi đây rõ ràng là một không gian độc lập, khoảng trung gian chỉ là vùng đất lớn lớn nhỏ trống trải khoảng vài dặm. Bốn phía đều có tầng vũ khí quay cuồng bất định, cũng không biết rõ là rộng lớn cỡ nào. Mà ở phía dưới thân hắn, lại có một tế đàn thật lớn cao hơn trăm trượng, dưới rộng trên hẹp, bốn mặt có hình bậc thang dùng khiết bạch mỹ ngọc điêu khắc thành to lớn tinh xảo dị thường mỗi phía treo một vòng đá lớn tạo thành một siêu trận vây lấy tế đàn trên mỗi thạch trụ đều chứa đựng quang mang đại phóng như đang ở trong trạng thái bị kích thích mà trên đỉnh tế đàn có một con cự lang hai đầu cỡ quả núi nhỏ một cái đầu hắc sắc đang không ngừng phun ra hắc khí đấu với những đối thủ đang lơ lửng ở không trung xung quanh đang đối chọi với nhau kịch liệt dị thường địch thủ này chính thị là yêu vật liên quan đến việc biến mất của các tu sĩ không chỉ có thế hoa thiên kỳ không biết từ nơi nào bay đến vung song trưởng lên tạo thành một đại thủ màu trắng ngà tập trung vào vùng hắc khí mà đánh xuống diệp ra đại trưởng lão thi hùng vạn năm ngân dí giả dạ xoa tất cả đều ở nơi này duy nhất không thấy hình bóng chỉ có đại đầu quái nhân mà thôi bất quá điều khiến hàn lập kinh ngạc hơn là bên cạnh cự lang có một tu sĩ không ngừng thúc giục ngân toa linh quang lóng lánh hiệp trợ cự lang người này chính là nữ tử tú lệ của hóa tiên tông lúc này mặt của nàng đã bị hắc khí làm cho đờ đẫn, điều khiển bảo vật tranh đấu với một phu nhân ở phía dưới với dáng vẻ cực kỳ kinh sợ, phảng phất như đang bị mất đi bản tính. trong khi đó, những người khác đều tự thi triển thần thông của mình, liều mạng công kích tới cự lang trước mắt. khoảng không phía trên cự lang chợt xuất hiện hoàng phong cuồn cuộn, một con hắc dao long ẩn hiện trong đó, miệng phun ra hắc phong đấu với ngân sắc cự liên cùng cùng ảo ảnh tám con yêu thú khác. ngân liên này đứng bất động trên không, toàn thân phát ra ánh sáng chói mắt. Phạn văn liên tiếp từ cánh hoa bay tới, một phù văn hình bàn tay. Cùng với ngọn hắc phong mà giao long phun ra phát sinh ra một tiếng nổ vang, đem ngọn hắc phong mãnh liệt kia đánh tan ra bốn phía. Hắc phong kỳ, bát linh thước, hàn lập đảo mắt một cái là nhận ra hai kiện thông thiên linh bảo, đồng thời đối với tình hình hai nữ nhân của hóa tiên tông, cũng cảm thấy kinh ngạc. Nguyên bản khuê linh lúc trước đã từng nói qua, các nàng ở trên mặt đất có bố trí qua một trận pháp, dường như có mưu đồ gì đó hắn lúc đó nếu không phải theo hắc sắc truyền tống trận mà thoát thân, khẳng định sẽ lén theo dõi xem rốt cục là cái gì, vì sao nữ tử kia lại bị cổ ma thánh tổ mê hoặc thần trí. Càng làm cho Hàn Lập ngạc nhiên hơn là, mặc dù đối ngạnh với nhiều đối thủ nhưng cự lang vẫn chiếm thế thượng phong, hết người này đến người khác đều bị bước lui về, căn bản không thể tới gần tế đàn một tí nào. Cự lang này phun ra một luồng hắc khí, đen bóng dày đặc như dịch thể, ngoại trừ vạn niên thi hùng dùng huyết nhận trong tay biến thành một mảng huyết quang điên cuồng chém loạn vào hắc khí, những người khác đều lấy bảo vật phòng ngự toàn thân, không dám để loại hắc khí tà ác kia lây nhiễm một chút, chỉ sử dụng pháp thuật cùng các loại công kích từ xa đánh tan hắc khí tới gần. Do đó, bọn họ tự nhiên chịu bó tay bó chân, rơi vào thế hạ phong. Nếu không phải Hoa Thiên Kỳ cùng Thi Hùng chống đỡ hơn phân nửa công kích của Cự Lang, bát linh thước trên không biến thành ngân liên, chiếm không ít sự chú ý của Cự Lang, thì chỉ cần Cự Lang phun ra một ngụm hắc khí trợ giúp hắc ô mãng thì những người năng lực thấp đã không chống đỡ nổi rồi dù sao sát hồn đi của ngân xí dạ xoa cùng với kim ba phun ra từ miệng sư cầm thú tựa hồ đối với hắc ma khí cũng có một chút tác dụng bất quá chỉ trong chớp mắt hàn lập cũng phát hiện một điểm kỳ quái song thủ cự lang này cơ hồ không rời khỏi tế đàn bay lên không với bộ dáng luôn sẵn sàng chiến đấu chỉ biết gắt gao canh giữ phần thượng của tế đàn một tấc cũng không rời điều này làm cho trong lòng hàn lập không khỏi kinh ngạc đúng lúc này một thanh âm kinh hãi dị thường cách đó không xa truyền đến không tốt phong ấn quả nhiên đã mở ra, cổ ma này thế nào lại có thể khai phá được phong ấn pháp khí. Hàn lập ngẩn ra, theo tiếng nói mà nhìn tới, chỉ thấy ở một bên cách 20 trượng, huyền thanh tử nhìn chằm chằm vào phía trên tế đàn thất thanh kêu lên, cùng với thất diệu chân nhân bên cạnh, thần sắc đồng dạng âm trầm. Hàn lập lúc này mới phát hiện, không chỉ riêng hai người này, Lâm Ngân Bình, Linh Tê Khổng Tước, Khuê Linh cùng với con rối hình người. Đang ở xa hoặc gần trong vùng không gian tầng thứ 9, tất cả đều mang bộ dáng đáng thương hại. Xem ra vừa rồi không gian vỡ vụn chỉ là chuyện ngoài ý muốn, do kích động phải cấm chế thôi, kết quả là làm cho mọi người bị chuyển qua một tầng không gian khác. Bất quá, Ngọc Dung của Lâm Ngân Bình có chút tái nhợt, xem ra dị biến vừa rồi đã làm cho nàng kinh hãi không nhỏ. Hàn Lập dùng ánh mắt lướt qua phía trên tế đàn cùng với huyền thanh tử hai người xem xét tình hình xung quanh. Sau khi dò xét cẩn thận, Hàn Lập không khỏi ồ một tiếng. Tại mặt sau cự lang có hai tấm bia đá, bị cho bụi bám lấy, hình dạng không chút bắt mắt nhưng hàn lập vừa thấy hai tấm bia đá đó trên mặt liền thoáng hiện lên vẻ chớp động một cảm giác quen thuộc truyền đến ngay lập tức trong đầu liền hiện ra tên một loại tài liệu quý hiếm sắt linh nguyễn ngọc lúc trước tại thiên nam trong vạn trượng ma uyên hắn đã thấy một tấm bia tương tự chỉ bất quá tấm bia đá thấy lúc đầu đã bị vỡ tan rồi mà hai tấm này vẫn còn nguyên trong đó phần trên một tấm có ấn tỷ lục sắc khảm vào bên trong làm cho tấm bia đá nổi lên một màu hắc quang nhàn nhạt, nhạt không ngừng rung động hàn lập thần sắc khẽ động phát hiện phía trên tấm bia đá chấp động linh quang cùng với trận pháp xung quanh tế đàn hô ứng phảng phất như là đầu mối then chốt của trận pháp mà cự lang kia tựa hồ cũng vì bảo vệ tấm bia đá kia mà một tấc cũng không rời khỏi tế đàn một tấc hàn lập kinh ngạc nhìn tấm bia đá nhất thời trong đầu có chút hỗn loạn huyền thanh tử thất diệu huynh tới thật đúng lúc cổ ma thánh tổ này đang ở tế đàn cố giải trừ phong ấn cấm chế mà tế đàn dường như đang chấn áp vật gì vậy tuy rằng không biết rõ nhưng quyết không thể để cho ma vật kia toại nguyện một phu nhân vừa thấy đám người Huyền Thanh Tử xuất hiện liền mừng rỡ kêu lên. Bản chất sự việc người đã thấy rõ. Huyền Thanh Tử, chúng ta mau xuất thủ. Tình hình tựa hồ rất không ổn. Thất Diệu chân nhân mặt vẫn trầm như trước, sau khi xoay người nói với Huyền Thanh Tử một tiếng, liền lập tức phung tay lên. Trong tay áo xuất hiện linh quang, đồng thời bắn ra ngoài bảy kiện pháp bảo, phân biệt ra đao, kiếm, châu, kính các loại bảo vật. Trong đó có một mặt gương đồng, chính là Diệu Âm Bảo kính mà Lâm Ngân Bình đã sử dụng qua đó chính là thất chân bảo uy chấn đại tấn của trung niên văn sĩ, hóa thành bảy đoàn dị quang hướng về phương cự lang mà bắn nhanh xuống. Huyền thanh tử thở dài một tiếng, không dám trì hoãn quá lâu, hướng trong tay áo rút ra một hoàng sắc cổ kiếm. Kiếm này vẫn còn trong vỏ, nhìn ảm đảm vô quang, phảng phất như cực kỳ cổ xưa, nhưng khi lão đạo hé miệng ra, phun ra một ngụm máu huyết trên thân kiếm, nhất thời như được thức tỉnh. Một tiếng long ngâm vang dậy cửu tiêu, thân kiếm phát ra ánh sáng chói lòa. Lão đạo bấm tay niệm thần chú, hai ngón tay ngưng trọng hướng trên thân kiếm một chút, nhắm ngay phía dưới nhẹ nhàng vung lên. Một đạo kiếm khí to lớn hơn 10 trượng, theo phần trên thân kiếm bỗng nhiên bắn ra, tựa như thần kiếm được dơ lên, khí thế kinh người chém thẳng xuống. Hoàng sắc kiếm khí to lớn chưa hạ xuống, xung quanh đã phát ra những tiếng ầm ầm như sấm động, những nơi đi qua đến ngay cả bầu trời to lớn đều bị một kiếm chém làm hai lưu lại một vết kiếm bạch sắc thật dài. Nguyên sát thánh tố kia biến thành cự lang, từ khi đám người Hàn Lập xuất hiện tự nhiên đã sớm chú ý tới bọn họ. Thấy một màn kinh người như thế, trong mắt làng yêu hiện ra một tia lạnh lẽo, thân thể lúc này chợt rung lên bao bọc bởi một tầng hắc khí, bốn móng vuốt sắc bén dơ lên hướng về tế đàn sông tới, thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Cùng lúc đó, cự lang hé miệng phun ra một ngụm lớn một mảng dịch hắc khí dày đặc, cuồn cuộn sông tới không chung. Cẩn thận, ma khí này cực kỳ lợi hại, bản thể của Pháp bảo nếu như nhiễm phải, lập tức sẽ bị ma hóa mất đi thần thông một phu nhân hốt hoảng hô to một tiếng nhắc nhở lúc này bảy đoàn dị mang cùng với cự hình kiếm khí đang đối đầu với ma khí một cách khó khăn trung niên văn sĩ vừa nghe lời đó liền không suy nghĩ nhiều nhìn về bảo vật của mình khẽ vung lên một chảo hư không nhất thời bảy đoàn dị mang chậm chạp dừng lại một chỗ tiếp xúc với nhau sau một lúc liên kết rốt cuộc đã xuất ra một mảng linh hà đủ loại màu sắc hướng ma khí quét tới nhưng lúc này cự hình kiếm khí đã vượt qua một bước chạm lấy ma khí bên trong Kiếm quang cùng với hắc khí đan vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa, vô số các hoàng mang ở trung tâm hắc khí bắn ra ngoài, đem đoàn ma khí kia mà xuyên thủng, sau đó đến mảng linh hà của thất diệu chân nhân, đồng dạng tiến vào, phảng phất như trong nháy mắt có thể đánh tan đoàn ma khí, sau đó đập thẳng xuống mặt cự lang. Bỗng nhiên vài tiếng phốc phốc vang lên, song thủ cự lang phía dưới không chút khách khí liên tiếp phun ra hắc lai. Nhất thời làm cho hắc ma khí quay cuồng một trận, khiến tất cả hoàng mang linh hà tất cả đều bị bao phủ bên trong. Sau khi linh quang cơ hồ hiện lên được vài cái, ngay lập tức liền thất tung, trầm mặc không một tiếng động. Lão đạo đứng trên không bất chợt động dung, vội vàng bấm tay niệm thần chú, ý muốn thôi động kiếm khi phía dưới, sau một hồi không thấy có phản ứng, giống như đã hoàn toàn tiêu thất. Lần này, thần sắc của lão đã khẽ biến động, vào thời khắc này, luồng hắc khí phía dưới hướng đến khoảng không của mọi người mà cuồn cuộn tiến tới, thanh thế to lớn dị thường. Mặc dù chưa tới nhưng đám người Hàn Lập đã cảm nhận được công kích vô cùng kinh người. Thất Diệu Chân Nhân thấy tình thế không ổn, vội vàng bấm tay niệm thần chú, thu lấy thất bảo, Huyền Thanh Tử dùng cổ kiếm trong tay chém mấy cái, cuối cùng tạo nên một màn hoàng kiếm, tạm thời chặn luồng ma khí phía trước người. Nhưng hắn lập tức quay đầu hướng về phía Văn Sĩ ngưng trọng nói: "Thất Diệu huynh, xem ra bảo vật bình thường không có khả năng đối phó với yêu ma kia. Phải mau dùng bảo vật kia thôi. Phong ấn đó tựa hồ còn một chút thời gian sẽ mở ra, không thể duy trì được nữa rồi. Bần đạo sẽ hộ pháp cho đạo hữu ra tay." Đã rõ, phiền huyền thanh huynh thất diệu chân nhân không một chút trần trừ, gật đầu đáp ứng. Sau đó một tay vỗ vào túi chữ vật, nhất thời bạch mang thiểm động, mấy viên hoàn màu xanh lục liền xuất hiện trong tay. Cùng lúc đó, Hàn Lập cũng phóng ra hơn 10 khẩu kim sắc phi kiếm hóa thành một đạo kiếm ảnh, không chờ ma khí tiếp cận liền dương hình cung hiện ra, nối theo là vô số âm thanh như sấm động, đem tất cả ma khí đánh bay tán loạn thất tung. chương 1054 cấm ma, Linh cầm trong tay một cây búa lớn màu bạc, trên mặt bố hiện lên hư ảnh một con hổ quái, từ miệng phun ra hoàng khí miễn cưỡng ngăn cản được hắc khí. Mà bên kia Lâm Ngân Bình cùng với gã thanh niên họ Từ phụ thân Linh Tê khổng tước ở cùng một chỗ, xung quanh linh quang ngũ sắc bao phủ, tạm thời cũng bảo vệ được bản thân. Hàn Lập Chỉ nhìn đảo qua những người này, rồi nhíu mày ngước lên trời nhìn bát linh xích và hắc phong kỳ. Hai kiện linh bảo này, một cái đang bị ma hóa, cái còn lại là vật vô chủ, đều không thể phát huy được hết huy lực vốn có. Bởi vì vậy mà giữa bầu trời tràn ngập hắc phong, ngân văn phiêu động, đại ngân liên cùng với ô mãng giao long, hai người đang đánh ngang tay nhau. Mà hai kiện linh bảo đang ở cao trên trời như thế gây ra chú ý, cho dù Hàn Lập trong lòng có tâm tư gì đi nữa, cũng chỉ là mơ tưởng hảo huyền. Không nói đến hóa thân cự lang của cổ ma thánh tổ, những người khác cũng sẽ không ngồi không mà xem hắn lấy đi linh bảo. Từ lúc cổ ma thánh tổ thoát ra ngoài, thần thông phát ra không phải là hắn có thể đối phó được, Hàn Lập đã muốn viễn độn đi, nhanh chóng rời khỏi chỗ hỗn loạn này. Nhưng chỗ này đều toàn là không gian phong bế, trong chốc lát, không thể nào tìm được lối thoát. Hàn Lập chỉ có thể kiên trì, hết sức tránh cho bản thân mình không bị cuốn vào trong cuộc đại chiến này mà thôi. Cho nên Hàn Lập thấy ích tà lôi có thể đối phó với ma khí đen thui dị dạng vẫn còn rất hiệu quả. Nhưng cũng chỉ dùng để bảo vệ bản thân mà thôi, tuyệt không phát ra lực lượng mạnh nhất, ngu ngu ngốc ngốc mà xông lên phía trước, ra vẻ anh hùng. Nếu như làm cho cổ ma thánh tổ chú ý đến, chăm chăm làm thịt hắn, chẳng phải là toi đời sao? Hơn nữa, gã cổ ma thánh tổ này đúng là thoát phây mà ra, cũng là chuyện không may của tu tiên giới đại tấn. Hắn cũng không có ý nghĩ muốn thay đại tấn tu tiên giả nhận lấy mối nguy hiểm này. Hàn Lập âm thầm suy nghĩ trong lòng, thần niệm lặng lẽ phóng ra, hướng về giữa tế đàn để tìm kiếm. Kết quả không ngờ được, thần niệm vừa đảo qua bên mặt ngoài tế đàn, đã bị một cổ cấm chế không biết tên bắn ngược trở lại, không cách nào đi sâu vào bên trong tế đàn. Hàn Lập trong lòng thở dài, thần thức chủ động hướng về phía dưới tế đàn đảo qua, không khỏi cảm thấy thấy nao nao. Sâu xuống phía dưới tế đàn hơn trăm trượng dưới đất, hắn lại cảm ứng có một cái kim cầu dưới đó, thì ra đó chính là đám phệ kim trùng mà hắn đã thả ra lúc trước. Những con linh trùng này cuối cùng cũng đã tới tầng thứ 9 rồi. Lúc trước khi hắn thả linh trùng ra, chủ yếu dùng để tìm kiếm vách ngăn cách không gian của tầng thứ 8, nhìn xem có thể hay không tìm ra điểm yếu để lợi dụng. Nhưng bởi vì sự xuất hiện của hắc sắc truyền tống trận mà không còn liên lạc với đám linh trùng được nữa. Hiện tại xem ra dường như chúng trong dây lát rơi vào vết vỡ của không gian, rồi bị đưa đến tầng thứ 9. Mà bởi vì lúc ban đầu đám phệ kim trùng bị vây khốn ở tầng thứ 8 dưới lòng đất bị đưa đi, thế nên liền im lặng rơi vào tầng thứ 9 ở dưới mặt đất của tế đàn. Cho nên chẳng có một ai phát hiện ra chúng. Hàn lập nhìn chăm chăm vào những cột đá to lớn ở bốn phía tế đàn đang mờ mờ ẩn ẩn, khẽ động tâm thần, thoáng chút trần trừ rồi sau đó lặng im phát ra một đạo mệnh lệnh cho đám vệ kim trùng này. Ngay lập tức, kim cầu trượt lóe lên kim quang, lập tức tan giã toán loạn, một lần nữa hóa thành hơn một ngàn con vệ kim trùng phân tán khắp nơi. Về phần trên mặt đất, lúc này vạn niên thi hùng cùng với hoa thiên kỳ hiển nhiên không muốn tiếp tục rằng co, thỉnh thoảng có người từ phía xa hướng về những cột đá to lớn này mà hung hăng đánh vài cái, tưởng rằng có thể từ chỗ đó mà phá đi trận pháp. Thế nhưng, Ngoại trừ huyết nhận của thi hùng có thể tình cờ tạo ra một vết chảy xước nhợt nhạt trên bề mặt cột đá ra, những công kích khác chẳng đáng là gì. Ngay cả đầu quyền màu trắng ngà với khí thế kinh người của thiên hoa kỳ cũng chỉ làm cho những cột đá đó khẽ lung lay một cái mà thôi. Không biết những cột đá này do loại tài liệu nào luyện chế mà thành, bộ dáng vô cùng cứng rắn. Đương nhiên nếu là thi hùng hay là lung mộng yêu phi phụ thân vào đám người hoa thiên kỳ đôi khi xen vào chậm rãi đối phó với cây cột đá nào mà nói, cũng là không có biện pháp nào mà phá hư được nhưng chết người ở chỗ khi trong bọn họ có người nào có ý muốn rút lui thì song thủ cự lang không khách khí liền lập tức phun ra hết sức mấy cỗ hắc khí dưới ma khí điên cuồng kẻ nào mà rời xa tế đàn liền bị mạnh mẽ cuốn đi làm cho bọn họ cả kinh không còn cách nào đành phải quay lại tiếp tục nai lưng ra ứng phó với ma khí mà thôi hoàn toàn không có cách nào thoát ra ngoài hàn lập một mặt thờ ơ hời hợt công kích ma khí một mặt nhìn trái nhìn phải liên tục dường như muốn tìm đường thoát thân lúc này dưới sự yểm hộ huyền thanh tử năm cái lục sắc viên hoàn đã bị thất diệu chân nhân đánh bay lên trên trời chú ngữ trong miệng gã văn sĩ tuôn ra không ngừng mười ngón tay chỉ xuống dưới liên tục phát ra pháp quyết đánh vào phía trên viên hoàn năm cái viên hoàn bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu nhỏ lạ thường đồng thời khẽ chấp động linh quang song thủ cự lang phun ra một cổ hắc khí thật lớn sau khi xuất hiện trên không trung đã cuốn lấy mọi người vốn đã thu hồi ánh mắt rồi lại một lần nữa hướng về hoa thiên kỳ và vạn niên thi hùng đang ở cạnh tế đàn đánh tới trong mắt của ma tâm hai người này mới chính thức là kẻ địch thật sự hoa thiên kỳ thì không cần phải nói nữa lung mông yêu phi cùng hắn nhiều năm tranh đoạt thân thể ngân lang từ lâu cả hai đã rõ nhau như lòng bàn tay đương nhiên phải vô cùng kiêng kỵ nhau rồi mà thi hùng bỗng nhiên xuất hiện có ý đồ lén lút ám toán tuy rằng chỉ có pháp lực của nguyên anh hậu kỳ thế nhưng chuôi huyết nhận trong tay lại vô cùng lợi hại chẳng những không sợ ma khí, lại còn có tác dụng khắc chế nữa. Nếu không, hiện tại bằng vào tu vi còn kém quá xa của thi hùng so với thân thể ngân lang sợ bằng vào một chút yêu lực là rất có thể đã phá vỡ ma khí của hắn. Điều này khiến cho nguyên sát thánh tổ để tâm, không thể nào không tăng thêm chú ý. Thực ra, nếu không phải tại tầng thứ 8 này, hắn bỗng nhiên xuất hiện, thi triển một loại đại thần thông, bất ngờ không chế được tên nhân loại kia, có hóa long tỷ tỷ, cái ấn từ ngoài khống chế trong tay pháp trận của tế đàn tầng thứ 9, không thì đã sớm lo lắng việc tổn hao ma khí, mau mau biến khỏi chấn ma tháp rồi. mà hiện giờ tùy phòng ấn của tế đàn chưa hoàn toàn khai mở thành công, chỉ giải khai một chút khe hở mà thôi. nhưng chỉ cần không thoát khỏi tế đàn thì ma khí tinh thuần không ngừng bổ sung cho cơ thể. chẳng những đánh với đám đông tu sĩ lại còn chiếm phần hơn, thậm chí ma nguyên đã khô cạn đã từ từ hồi phục lại. như vậy thử ma càng chẳng dám liều lĩnh rồi, chỉ lạnh lùng vững trái công kích, lặng im chờ phòng ấn hoàn toàn mở ra hết. có điều Lục quang trên trời cao đã bắt đầu phát huy hết sức, thử lang đã cảm thấy một loại linh lực quen thuộc đáng sợ, trong lòng không khỏi cả kinh ngẩng đầu nhìn lại. Cấm ma hoàn, cự lang nhìn thấy rõ ràng năm chiếc thúy hoàn, trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ. Hắc sắc lang thủ vội vàng bộc phát ra một tiếng rít gào kinh thiên động địa, miệng hé lớn ra, ô mang ở trong miệng dường như muốn tiếp tục phun ra thứ gì. Lúc này, trên bầu trời thất chân nhân cũng đã thi pháp xong, một tay hướng tới mặt sau một mai thúy hoàn điểm một cái, sắc mặt ngưng trọng phun ra một chữ cấm. Thanh âm không lớn, nhưng ngược lại Mai Thúy Hoàn lập tức bộc phát ra hào quang chói mắt, nhoáng lên một cái trên trời rồi biến mất. Ngay sau đó, trên đầu cự lang có một tia sáng, một đạo thúy khí trong hư không lòe ra, tiếp đó quỷ dị quấn vào trên cổ hắc sắc lang thủ, trong nháy mắt biến thành một cái cự hoàn như cũ. Mặt ngoài cự hoàn, phù văn xuất tuôn tràn, đồng thời nhanh chóng co rút lại. Lang thủ vốn đã xuất ra ma khí, trong một lúc không có cách nào có thể thoát ra, ngay lập tức phát ra một tiếng kêu gào đầy thảm thiết. Dưới cơn sợ hãi, lang chảo hướng về phía cự hoàn phản công, hàn quang chấp động dường như muốn phá nát cự hoàn ra trong một chảo. Kết quả thật mất mặt, lang chảo bắn ngược ra kèm theo đó là một tiếng kêu gào đau đớn. Mà cự hoàn lại càng siết chặt hơn vài phần, cự lang chỉ có thể gào thét thảm thiết, không có cách nào thoát ra được, trong mắt hiện lên nét thống khổ khó chịu. Nhìn thấy cảnh này, nhân, yêu xung quanh tế đàn đều mừng rỡ, đồng loạt tự mình thi triển thần thông điên cuồng tấn công ma khí. Quả nhiên bởi vì cự lang không thể nào chú ý đến, ma khí mất đi sự điều khiển, bị bọn họ đánh cho tan nát. Thi hùng, hoa thiên kỳ vội vàng hướng lên trời phóng đi. Ngân sĩ quỷ dọa xoa cùng với sư cầm thú cũng muốn tiếp cận, bỗng nhiên trong tai nhận được tiếng thi hùng truyền âm. Sau khi liếc nhìn nhau một cái, liền quay bắn người hướng nhanh về cự thạch xung quanh. Còn chưa tới gần đám cự thạch đã cùng nhau phóng ra hôi mông mông sát hồn ti cùng với kim sắc âm ba, cùng phun vào một cây cột đã nhắm sẵn huyền thanh tử và thất diệu chân nhân đang ở trên trời thấy vậy liền vui mừng hớn hở lão đạo điên cuồng dồn pháp thuật toàn thân chú vào trong kiếm sau đó hung hăng chém về phía ma khí một phát một đạo kiếm quang thật lớn bắn ra tại chỗ chém một đạo tiểu lộ sáng trong hiện ra ở phía trước cùng lúc đó dưới sự điểm chỉ liên tục của văn sĩ bốn mai thúy hoàn cũng đồng thời lóe lên biến mất không thấy rồi hiện ra lại ở phía trên tứ chi của cự lang linh quang từ bốn chiếc hoàn chấp động xuống, đồng thời lại đè chặt. Trong một lúc, cự lang cũng không có cách nào đứng thẳng trên tế đàn, liền ngã xuống đất không thể đứng lên nổi. Thấy tình hình đó, Hàn Lập chấp động hai mắt, trong lòng bỗng nhiên nhớ lại ngày trước có đạt được một hiện cổ bảo ngũ hành hoàn ở hư thiên điện. Ngoại trừ khác nhau ở uy lực mạnh yếu, thất diệu chân nhân phát ra một kích, cấm ma hoàn dễ dàng trói buộc cự lang, cùng với ngũ hành hoàn nhìn qua có phần tương tự. Chẳng lẽ ngũ hành hoàn chính là hàng nhái của cấm ma hoàn? đúng lúc này Huyền Thanh Tử bỗng nhiên hét lớn lên một tiếng đầy kinh sợ Hùng sư các ngươi dám sau đó lão đạo khoát tay chặn lại giữa bảo kiếm bỗng chốc hóa thành một đạo hồng hoàng bắn nhanh về phía ma khí mà bên kia Trung niên văn sĩ cũng không để ý tới Cự Lang đang ở trên tế đàn cũng hóa thành một đoàn hôi khí biến mất ngay tại chỗ lúc này Hàn Lập mới phát hiện Hoa Thiên Kỳ cùng với Bạch Mao Thị Hùng kia sau khi thoát khỏi ma khí đã phân ra lao về phía ô mãng do hắc phong kỳ hóa thành và ngân sắc cự liên mà chộp lấy. Mà một phu nhân kia lại bị sư muội cuốn lấy gắt gao, căn bản không thể rời đi nữa bước. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Lập khẽ nhé miệng, khẽ nhướng chân mày thế nhưng thân hình vẫn còn chưa độc, nhưng ở phía bên kia, siêu siêu hai đạo độn quang bắn ra. Đúng là Lâm Ngân Bình, nàng cùng với gã thanh niên họ từ ở trong linh tê khổng tước, cùng nhau phá không bắn tới hai kiện linh bảo ở trên trời. Trái lại ra linh thử yêu, Ánh mắt Tà Dị liếc nhìn Hàn Lập, nhất thời do dự, vẫn còn chưa ra tay tranh đoạt. Trên trời linh quang loạn xạ, đủ loại tiếng gầm rú đan xen vào nhau lóe lên không ngừng. Mới vừa rồi nhân, yêu còn cùng nhau liên thủ đối phó với cổ ma. Trong chớp mắt, liền vì hai linh bảo quay ra mạnh bạo đấu đá lẫn nhau. Hàn Lập ánh mắt nhìn chăm chú vào phần trên của tế đàn, nhìn vài lần giống như cự lang bị cấm ma hoàn vây khốn gắt gao, bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, tay áo run lên hơn 10 khẩu tiểu kiếm màu vàng phát ra tiếng kêu vù vù, từ trong cổ tay áo bắn nhanh ra. Lời tác giả, chương gần đây rất là quan trọng nhưng ta lại viết không tốt lắm, bận lo suy nghĩ này nọ, mỗi chương đều tốn nhiều thời gian hơn trước đây rất nhiều. Nên có lúc đăng bài không kịp, xin mọi người thông cảm một phần. Ta phải lựa chọn sao cho tình tiết thật hay, để người xem thấy hay hơn, hấp dẫn hơn. Chương 1055, Xích Minh Cổ ngay khi Hàn Lập phóng ra phi kiếm thì đồng thời thần thức cũng truyền âm với Ngân Nguyệt. Nếu ta chém xuống khối hắc thủ kia, thì quả thực có thể tạm thời khu trừ cổ ma thánh tổ phân thân, chắc hẳn không sai, nhưng chỉ e khéo quá hóa vụng. Vì sao ả à, lung mộng kia không một đường chém tới mà chiếm lấy thân thể? Yên tâm, nếu đã bị cấm ma hoàn khống chế, có thể thấy ma đầu này chẳng những ma khí trong cơ thể không thể vọng động, mà ngay cả ma hồn cũng vô pháp độn suốt khỏi lang thủ. Chỉ cần ma hồn kia tạm thời rời khỏi thân thể, Ta tin rằng sẽ đoạt lại được thân thể ban đầu. Còn về phần lung mông, ả à, tuy rằng thần niệm vô cùng cường đại, nhưng trong tay lai không có canh tinh lợi khí, còn những loại bảo vật bình thường, căn bản không hề hấn gì với thân thể ngân lang cả. Thời điểm trong cơ thể tràn ngập ma khí lại càng không dám, cùng ma hồn tranh đoạt khống chế thân thể, nói như vậy, có 10 phần sẽ rơi vào tình thế cực kỳ bất lợi. Đương nhiên đấy cũng là do ả à, không ngờ tới, chủ nhân lại có nhiều phi kiếm khảm nhập canh tinh như vậy, nếu không ả à, sao lại dễ dàng buông bỏ cơ hội như thế? mà đi tranh đoạt thông thiên linh bảo gì gì đó chứ. Ngân Nguyệt giải thích nhanh chóng, nghe xong lời này, Hàn Lập hít sâu một hơi, không hề trần chờ. Dù sao Ngân Nguyệt là khí linh của hắn, nếu là có thể đoạt lại thân thể, thực lực đại tăng, hắn tự nhiên trăm ngàn lần nguyện ý. Lúc này hai tay kết quyết, nhất thời toàn bộ phi kiếm phóng lên cao, kim quang lóa mắt, đã ngưng tụ thành một thể, hóa thành một thanh cự kiếm sắc vàng rực rỡ. Một tay hướng cự kiếm điểm nhẹ một cái, nhất thời một hồi tiếng sấm trầm thấp, quanh thân cự kiếm hiện ra một tầng kim sắc điện hồ, đầu mũi kiếm một đoàn ánh sáng màu bạc bạo liệt mở ra, một cái ngân thủ phóng ra. Chợt lóe một cái đã biến mất không thấy đâu. Không ngờ Ngân Nguyệt lấy khí linh bản thân trực tiếp bám lên trên cự kiếm, đầu tiên là có thể tăng thêm uy lực của cự kiếm. Cùng với đó, tại thời điểm một kiếm chém xuống hắc thủ, liền có thể trực tiếp nhập vào bên trong lang thể. Khẽ thúc dục pháp quyết, cự kiếm chợt loáng lên, hóa thành một đạo kim hồ chảm diệt thẳng vào bên trong ma khí. Nơi nào nó đi qua, điện quang lóe lên, khắc khí đều bị thổi bay, chỉ sau vài lần chấp động đã tiến tới tế đàn trên không, nhắm ngay cự lang vẫn không động đậy chảm xuống. Hành động kinh người của kim kiếm như vậy, hiển nhiên làm cho một đoàn như yêu đang vây quanh lưỡng kiện linh bảo trên không trung đều có chút bất ngờ. Lung mộng đang phụ thể trong hoa thiên kỳ kia vừa thấy cảnh này, đầu tiên là cả kinh, sau đó khóe miệng lại khẽ nhếch cười lạnh. Ả à, tự nhiên không nghĩ rằng phi kiếm của một gã nguyên anh trung kỳ, thật có thể gây được mảy may thương tổn cho thân thể ngân lang nhưng suy nghĩ của yêu vật này lập tức xoay chuyển, một màn khiến tất cả phải kinh hãi lại xuất hiện, bởi vì mắt thấy cự kiếm hùng hổ hạ xuống, vững vàng chạm thẳng vào gáy của hắc thủ. Cự lang kia căn bản vốn tưởng không thể nhúc nhích, thế nhưng ngay lúc này nhảy dựng lên, vừa vặn tránh được kiếm quang cuốn tới. Tất cả tu sĩ vây quanh hàn lập, đều há mồm trợn mắt. Không ổn, ma vật này vừa rồi là giả vờ, cấm ma hoàn cũng không thực sự vây khốn được ma đầu này. Huyền thanh tử giật mình một cái thất thanh kêu lên thất diệu chân nhân sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, nhưng vẫn không hết hy vọng, vội vàng hai tay kết quyết, trong miệng lầm rầm thúc giục năm khỏa thúy hoàn trên thân cự lang. Nhất thời, năm chiếc vòng hào quang bùng phát, tựa như co nhỏ lại. Nhưng lần này, hắc sắc lang thủ lại cúi xuống nhìn mấy chiếc vòng trên thân mình, trong mắt lóe lên, miệng cũng không phát ra bất cứ tiếng kêu rên nào, đột nhiên lại dẫm mạnh lên tế đàn dưới chân. Nhất thời, một màn ô quang tối đen như mực lấy cự lang làm trung tâm tỏa ra, đem cự lang bao phủ trong đó, sau đó tựa như được thông linh gì vậy toàn bộ thu vào trong lang thể khổng lồ tức thì bộ lông của ngân lang nguyên bản ngân quang rực rỡ bỗng chốc từ sáng chuyển sang u ám trừ bỏ ngoài phần đầu ngân lang các bộ vị khác đều hóa thành màu đen nhánh ma hóa thân thể nó từ khi nào lại hoàn thành ma hóa hoa thiên kỳ tại không trung vừa thấy cảnh này sắc mặt tái xanh bỗng chốc trắng bệch vô cùng trên mặt hiện lên một vẻ khó có thể tin được cơ hồ cùng lúc đó hắc thủ dương cổ lên trong miệng nhả ra vòng vòng gợn sóng màu đen những gợn sóng này ra khỏi miệng vô thanh vô tức, bộ dáng tựa như không có chút huy lực nào. Nhưng ngũ thúy hoàn trên người cự lang, bị những gợn sóng màu đen này bao phủ bên trong, sau đó linh quang lóe lên vài lần, vậy mà tắc tắc vỡ vụn. Hóa thành hư ảo, một chảm ban đầu không thành, kim sắc cự kiếm đang xoay quanh trên không, vừa gặp cảnh này, nhất thời như gặp phải độc vật lợi hại nhất từ trước tới nay, cố tìm đường phá không trốn đi. Cự lang trong miệng chu lên một tiếng thê lương, ma khí vốn đã bị đánh tan giờ lại ngưng tụ quay cuồng, thoáng chốc đem cửa kiếm nhẹ nhẹ bao vào bên trong, đem kiếm này vây khốn lại. Hàn lập sắc mặt đại biến, không kịp nghĩ gì nhiều, một tay thúc giục kiếm quyết, hướng về phía cửa kiếm bị vây trong ma khí hét lớn một tiếng, bỗng chốc kích phát ra một đoàn ích tà thần lôi. Tiếng sấm vang lên, một đoàn kim sắc điện hồ biến thành lôi cầu thật lớn hiện ra ở bên ngoài, lập tức phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, bạo liệt phát ra. Vô số tia hồ quang, lóe ra điên cuồng, ma khí hung hãn lập tức tan rã, tán loạn tiêu thất hiện ra một khoảng trống lớn. Xa hơn một chút, ma khí cũng trở nên ngàn thương trăm lỗ, thừa thất dị thường. Cự kiếm bị nhốt thừa dịp này vù một tiếng hóa thành một đạo kim hồng, đem ma khí còn sót lại xuyên thủng phóng ra, chớp mắt đã tiến tới bên người Hàn Lập. Ích tà thần lôi, không ngờ lại lắm đến vậy, cự lang thấy cảnh này, cũng không nén nổi lộ ra một tia kinh ngạc, liếc mắt nhìn kỹ Hàn Lập một chút. Hàn Lập không lộ biểu tình gì, nhưng trong lòng đang dùng mình. Những gợn sóng cổ quái từ miệng sói phu ra vô cùng lợi hại, nhưng tốc độ quá chậm, hơn nữa không để đi xa, không lâu sau đã tán loạn biến mất. Lúc này, thất diệu chân nhân cùng mọi người đều đổ mồ hôi lạnh, trong lòng thầm kêu may mắn. Hóa thân nguyên sát thánh tổ này thật sự là giảo hoạt vô cùng, rõ ràng có thể dễ dàng đánh nát cấm ma hoàn trên người, nhưng lại cố ý làm bộ như không chống đỡ được, ngã xuống đất không dậy nổi, để cho vài người bọn họ sống mái với nhau một hồi. Nếu không phải Hàn Lập vừa mới vô tình đánh ra, khiến nó hiện ra nguyên hình chỉ sợ bọn họ vì tranh linh bảo sẽ xuất hiện thương vong đến lúc đó những người còn lại cũng khẳng định nguyên khí đại thương tuyệt đối không phải đối thủ của ma đầu này hiện giờ bọn họ đưa mắt nhìn nhau hô một tiếng rồi tách ra thông thiên linh bảo cố nhiên quý hiếm nhưng ai cũng không có nắm chắc trong khoảng thời gian ngắn là có thể hàng phục được nó tự nhiên trước vẫn là đối phó cường địch mới được đúng lúc này cựu lang hàn quang chợt lóe lan chảo bỗng nhiên nhấc lên hướng một bên hư không vung lên năm đạo chảo mang dài hơn trượng bắn nhanh phóng ra, lóe lên rồi biến mất không tâm tích. Lập tức, một tiếng kêu thảm thiết của nữ tử truyền ra. Những người khác nhìn tới, chỉ thấy tại chỗ bên cạnh ma khí, vị mộc phu nhân kia bởi vì việc khu xử kim toa nên cùng sư muội dây dưa không dứt, không kịp đề phòng, đã bị chảo mang bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh, thoáng chốc chặn ngang chảm thành nhiều đoạn. Một khối miên bố hộ thân này cùng hộ thể linh quang, thế nhưng không thể ngăn cản được chút nào. Nguyên Anh từ thân tàn kinh hoàng phóng ra, Trần chờ một chút nước mắt nhìn kim toa trên không trung, tựa hồ muốn thu về bảo vật lại thật nhanh rồi chạy. Nhưng đúng lúc này, nàng lại nhận ra không thể nào rời đi được. Ma khí xung quanh quay cuồng một hồi, bỗng nhiên huyễn hóa ra một cái hắc sắc đại thủ giống như thiểm điện hướng Nguyên Anh nữ tử này một phen lao tới. Nguyên Anh kinh hãi, còn đang muốn tuấn di chạy trốn, thì xa xa cự lang đột nhiên lại hống một tiếng mãnh liệt. Âm thanh sắc nhọn chói tai, Nguyên Anh vừa nghe xong, trong cơ thể pháp lực nhất thời ngưng trệ mất đi khống chế đã bị cái hắc sắc đại thủ kia chặn đứng, bắt quay trở lại, nháy mắt đã bị ma khí bao phủ không thấy bóng dáng. Dừng tay, nhìn thấy màn này, vốn luôn giữ vẻ đạo cốt tiên phong, huyền thanh tử vốn luôn trầm tĩnh, vậy mà bỗng chốc sắc mặt xanh mét, sau đó trong miệng kinh sợ chỉ kịp hét to một tiếng, cả người pháp lực điên cuồng dồn lên trên thân kiếm, đồng thời cổ kiếm trên tay nhắm ngay phía dưới cuồng phách không ngừng. Trong nháy mắt, thiên a thần kiếm trong tay đã huyễn hóa ra trùng trùng kiếm ảnh, vô số đạo kiếm quang hợp thành một tòa kiếm sơn, quả thực kinh người ép thẳng xuống, bộ dạng như muốn liều mạng cũng phải cứu nguyên anh của một phu nhân ra. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Lập ngẩn ra, nhưng những người khác tự nhiên mừng rỡ, lão đạo liều mạng cứ vậy mà xông trận đầu tiên. Hoa Thiên Kỳ cùng Thi Hùng sau khi liếc nhìn nhau một cái, một đạo huyết quang cùng một cái bạch sắc cự thủ theo hướng hai bên cùng hạ công kích. Thất Diệu Chân Nhân thấy lão đạo bộ dáng như vậy, mày hơi nhíu lại, nhất thời nhớ tới một ít tin đồn có liên quan tới một phu nhân cùng lão đạo, trên mặt không khỏi xuất hiện một tia cổ quái. Nhưng sau khi cân nhắc, tay lật lên, lại hiện ra một cái tiểu cổ lớn nửa xích. Tiểu cổ này toàn thân đỏ đậm, mặt ngoài phát ra hồng mang le lói nhưng dường như chỉ dùng liệt diễm ngưng tụ mà thành vừa mới hiện thân ra, khiến cho không gian phạm vi hơn 10 trượng trong nháy mắt nhiệt độ cuồng tăng, tất cả người yêu bị vây trong phạm vi ảnh hưởng của tiểu cổ này đều trong phút chốc miệng khan lưỡi khô, giống như đứng trong hỏa lò vậy. Xích Minh cổ, vừa rồi trong lúc tranh đấu cướp đoạt linh bảo, Lâm Ngân Bình nếm phải một ít thiệt thòi vừa thấy hỏa hồng tiểu cổ này, nhất thời trên mặt cả kinh kêu lên. Thanh niên họ từ ký thân linh tê khổng tước, lúc này đang lượn quanh đỉnh đầu nữ tử, hai mắt đồng dạng thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Hàn lập ánh mắt đảo qua, lại cảm thấy trong đó ẩn chứa hỏa linh lực đáng sợ, bộ dáng tựa hồ không hề dưới tam diễm phiến. Điều này khiến hắn trong lòng không khỏi kinh hãi, sực nhớ tới vài chữ thông thiên linh bảo phỏng chế phẩm. Hàn đạo hữu ích tà thần lôi của người đối với những ma khí này phi thường hữu hiệu, hãy cùng ta phóng xuất công kích đi, Ta sẽ dùng tiểu cổ này che chắn cho các ngươi một phần." Trung niên văn sĩ một tay nhẹ cầm tiểu cổ, lại quay người lại hướng Hàn Lập còn đang ngây người nói. Hàn Lập vừa nghe lời ấy, đồng tử không khỏi hơi thu lại, mà đúng lúc này, lão đạo một hơi phóng xuất ra kiếm khí kinh người cùng với ma khí đang tăng vọt bên dưới va chạm vào nhau. Nhất thời tiếng động ầm ầm nổi lên, kiếm quang ma khí đan xen lẫn lộn, trong lúc nhất thời rằng có ở chỗ nào, bạch sắc đại thủ của Hoa Thiên Kỳ cùng huyết nhận của Thi Hùng một bên cũng gia nhập vào cự lang nọ miệng hé ra, nhưng lại phun ra từng đạo quang trụ đen kịt, ung dung chống lại công kích của hai người này. Chẳng những như vậy, toàn thân biến thành cự lang đen nhánh, còn đột nhiên vung đầu, từ trong miệng phun ra hai vật đen tuyền. Hai vật phân biệt đông tây hay hướng rơi xuống đất, lập tức ở trong ma khi lăn lộn, đã biến thành ưng xích hai ma vật thân người. Hai con ma vật này nhìn ngoại hình thì như nam tử trẻ tuổi, ngoại trừ có một đôi ưng xí đen nhánh, cái mũi dài như lưới câu, trong tay còn cầm đại đao đen tuyền hai cánh mở ra, phóng đến phía xa xa, đem đống thạch trụ phá hủy đi hơn nửa, hướng thẳng đến chỗ ngân xí dạ xoa cùng sư cầm thú. Chưa đến gần nhị yêu, hắc đao trong tay hai ma vật này đã vung lên, nhất thời liên tiếp phóng ra những luồng đao mang đen kịt hướng đến nhị yêu. chương 1056, chân ma chi khí. Nhị yêu vừa thấy hai cái ma khí ngưng tụ thành ma vật công tới, trong lòng cảm thấy kinh hãi. Ngân xí giả dạ xoa không lưỡng lự, thân mình nhoáng lên, trong nháy mắt theo gió biến mất. Sư cầm thú hung tính đại phát, quay đầu lại, trong miệng có tiếng oanh long long phát ra, một đạo sóng âm hướng về một con ma vật công tới. Con ma vật đó chỉ giơ đại đao trong tay lên ngăn cản một chút, liền lập tức bị sóng kim sắc bao phủ vào trong, thân thể tất tắc, tắc vỡ vụn vỡ ra, một lần nữa biến thành nhàn nhạt ma khí. Mà con ma vật kia tay vung lên, phóng xuất ra một đạo đao mang, ngân xí giả dạ xoa thân hình liền quỷ dị xuất hiện ở phía sau nó. Mười ngón tay bắn ra, mười đạo sát hồn ti mù mịt bắn nhanh ra, trong nháy mắt xuyên thủng thân hình ma vật nọ, đem chấn thành nát bấy. Dễ dàng diệt sát hai con ma vật, nhưng ngân sĩ giả dạ xoa lại chăm chú nhìn ma khí trước mắt, nhướng mày lộ ra vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên này yêu cũng không tin, cứ như vậy chân thật giải quyết xong hai con ma vật. Quả nhiên thấy trước mắt ma khí quay cuồng một hồi, bắt đầu khởi động, hắc quang lưu động một lần nữa ngưng kết thành hai con ma vật đi ra. Hai con ma vật vừa hiện hình ra, một con lập tức hung hăng nhào tới, đồng thời hé miệng một luồng ma khí thẳng đến ngân xí giả dạ xoa đánh tới ngân xí giả dạ xoa nhướng mày một tay đưa lên sát hồn ti lại lần nữa bắn ra cùng hắc khí trong lúc nhất thời dây dưa cùng một chỗ con ma vật khác thân hình lại biến đổi hóa thành một con đại ưng thoáng chốc lại gần bên cạnh sư cầm thú một đôi đen nhánh lợi trào cùng mỏ nhọn sắc bén hướng đến trực tiếp triển khai công kích trong nhất thời hai con cự cầm linh vũ đen tím hai màu rơi xuống là tả sư cầm thú rõ ràng là chiếm thượng phong nhưng hắc sắc đại ưng vô luận thân thể chịu thương tổn thế nào, quanh thân hắc quang lưu truyền, sẽ lập tức hồi phục như thường, giống như là bất tử thân. Ngân sĩ dạ xoa bên này cũng là cùng tình hình, vô luận sát hồn ti phá hủy ma vật bao nhiêu lần, đều là trong trong chớp mắt một lần nữa ngưng tụ hiện hình. Hai con ma vật này giống như thân ngoại hóa thân gì đó, nếu như chủ thể bất diệt, có đầy đủ ma khí duy trì căn bản là bất diệt thân, không trách được phân thần nguyên sát thánh tổ dùng bọn chúng nó để cuốn lấy nhị yêu hiển nhiên không thể trông cậy vào ma vật đánh bại bọn họ, chỉ cần cuốn lấy nhị yêu để chúng vô pháp đi phá thạch trụ là đủ, ngân sĩ giả dạ xoa đồng dạng trong lòng rõ ràng chuyện này. Nhưng này hai con ma vật mặc dù phòng ngự cực kém, nhưng hết lần này tới lần khác phun ra ma khí lại cùng cự lang không hề khác nhau, nhị yêu không thể không bất đắc dĩ kiệt lực tránh né ngăn cản, thật đúng là vô phương phân thần làm việc khác. Mà cây thạch trụ bị phá hủy quá nửa kia, chỉ chốc lát công phu, ngay tại linh quang chấp động liền tự động tu bổ đứng lên, trong nháy mắt bộ phận bị đánh nát khôi phục lại như lúc ban đầu, điều này khiến cho ngân xí giả dạ xoa càng cảm thấy tức giận. Tình hình nhị yêu bên này đều rơi vào trong mắt thi hùng, điều này làm cho con yêu này đồng dạng có chút giật mình. Hoa thiên kỳ đang dùng thần niệm ngưng tụ ra một trích đại thủ, không ngừng hướng phía dưới ma khí cuồng tạp, trong miệng bỗng nhiên đối thi hùng lạnh lùng truyền âm nói, không cần lo lắng, loại phân ra thần niệm này, luyện chế ra thân ngoại hóa thân ma công, với nó một người chính là phân thần, phóng suốt hai cái cũng là cực hạn. Bằng không ma vật này căn bản không cần cùng chúng ta như thế dây dưa, chỉ cần phóng suốt thêm mấy cái phân thần, chúng ta liền nhất định chắc chắn thất bại. Hiện tại quan trọng là ma đầu kia lại đem thân thể của nó dùng ma khí mạnh mẽ ma hóa. Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng như vậy cuồn cuộn không ngừng hấp thu tinh thuần ma khí bên trong tế đàn tôi luyện thân thể, không bao lâu quá trình ma hóa sẽ thật sự hoàn thành. Khi đó ma hồn thân thể hòa trộn một thể, bản phi liền không còn có cơ hội thu hồi thân thể. Mà thần thông này ma khôi phục xong, chúng ta tất cả liên thủ cũng quyết không là đúng thủ của nó xem ra ta phải mạo hiểm thử một lần mạo hiểm thử một lần ý của vương phi là thi hùng cả kinh cung kính mở miệng hỏi ta sẽ dùng bí thuật tìm cách chui vào trong thân thể ngân lang mạnh mẽ cùng ma hồn tranh đoạt khống chế thân thể mặc dù thân thể đã bị ma hóa không có khả năng chiếm được thượng phong nhưng là lại làm cho ngân lang tạm thời mất đi khống chế chỉ chốc lát phía dưới chuyện tình nên làm như thế nào ngươi hẳn là rất rõ ràng đi lung mộng bình tĩnh nói ta hiểu ý tứ của vương phi nhưng làm như vậy có phải hay không quá mạo hiểm thi hùng một mặt khô sử huyết quang bổ ra phía dưới một đại đoàn ma khí một mặt do dự đứng lên mạo hiểm nếu không mạo hiểm mà nói một khi phong ấn tế đàn giải khai chúng ta thật sự ngay cả một tia cơ hội cũng không có lung mộng không có tức giận nói phía dưới tế đàn này phong ấn chính là vật gì mà vương phi tựa hồ phi thường kiêng kỵ chẳng lẽ là năm đó cổ ma giới còn để lại nhân giới vài món ma khí có uy lực lớn? Thi Hùng nhịn không được hỏi, nếu chân thật là cái gì ma khí đã tốt, ma vật này nắm bắt tới tay coi như có lợi hại hơn, chúng ta cũng có thể trước tiên rút lui khỏi nơi này, sau đó triệu tập những tu sĩ khác vây công hắn, cuối cùng vẫn có biện pháp diệt sát ma vật này. Bản phi còn ở chỗ lại này tiếp tục ngạnh chống sao? Phong ấn tế đàn này, hơn phân nửa là năm đó sau khi cổ ma mở ra thông đạo nối với nhân giới truyền tống tới được chân ma chi khí lung mộng mặt âm trầm khổng nói thượng cổ ma giới chuyển đến chân ma chi khí thi hùng thất kinh người năm xưa trước khi hóa thân thành luyện thi hẳn là cũng biết một chút sự lợi hại của chân ma khí chúng nó cùng phổ thông ma khí bất đồng thượng cổ tu sĩ do bị ma hóa mà dần dần rơi dụng. thậm chí nếu trong khoảng thời gian dài có thể đem nhân giới chuyển hóa thành cổ ma giới như vậy tồn tại lung mộng ngưng trọng nói ta có nghe nói năm đó sau khi đánh một trận những ma khí này đều bị những cổ tu sĩ hoàn toàn tịnh hóa nhưng vẫn còn lại ở nhân giới liền ở phía dưới tế đàn này thi hùng vẫn khó có thể tin nói tinh lọc nếu là phổ thông ma khí bằng vào thần thông của thượng cổ tu sĩ tự nhiên có thể tinh lọc được nhưng chân ma khí lại ẩn chứa cổ ma giới ma nguyên căn truyền tới nhân giới chính ra là muốn luyện hóa nhân giới thiên địa linh khí không phải dễ dàng như thế là tịnh hóa được nếu là tại chúng ta linh giới có lẽ còn có biện pháp hoàn toàn thanh trừ nhưng tại nhân giới lại là khó khăn muôn phần ta trước khi bị phong ấn có nghe côn mô tam lão nói qua một lần muốn tại sau khi chiến đấu đem tuyệt đại bộ phân chân ma khí siêu tập giam cầm phân đến nhân giới mấy chỗ linh khí dư thừa dùng tinh thuần linh khí chân áp lại mà ta cùng phân thần cổ ma thánh tổ đã từng dung hợp thành nhất thể mơ hồ cảm ứng được phong ấn dưới tế đàn chính là loại này ma khí điều này cũng không kỳ quái côn mô sơn lúc đó đúng là nhân giới nổi tiếng nhất tiên linh chi sơn lợi dụng linh mạch núi này đến chấn áp ma khí, thật ra là việc đương nhiên. Bọn họ chính là hy vọng trải qua tinh thuần linh khí tẩy rửa, có thể đem những ma khí này dần dần tiêu tan đi, mà linh khí núi này so với lúc trước khi ta bị phong ấn thì cũng thật sự loãng đi không ít. Xem ra hơn phân nửa cũng là hữu dụng, bất quá nếu không có hơn trăm vạn năm, những ma khí đó đúng là không thể nào bị tịnh hóa hết. Hiện tại nếu là bị phóng ra, nhân loại tu sĩ sẽ một lần nữa phải phong ấn lại, đó là si tâm vọng tưởng mà thôi. Đừng nói chi là, sau khi cổ ma thánh tổ hóa thân hấp thu xong chân ma khí, chỉ sợ cả nhân giới đều không người nào có thể địch nổi. Lung mộng thoáng chốc trầm mặc, một hơi nói ra toàn bộ. Nghe xong lần giảng thuật này, thì hùng khiếp sợ dị thường. Trên mặt âm tình bất định, cho dù nhân giới hoàn toàn bị ma hóa, vậy thì như thế nào? Cùng chúng ta chẳng có quan hệ. Năm đó yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ phái Vương Phi cùng bọn ta hạ giới, khu trục cổ ma. Chúng ta chính là đã làm được hiện tại lại xảy ra chuyện gì tình này, thượng giới cũng không có cách nào đổ trách nhiệm lên đầu chúng ta, không bằng chúng ta. Thi Hùng trong mắt hiện lên một tia âm hàn, ấp á ấp úng đề nghị. Ta được biết, Thi Hùng ngươi năm đó chính là nhân loại linh thú, như thế nào nóng lòng chạy đến chấn ma tháp cứu ta. Chắc là muốn mượn trợ giúp của nghịch linh thông đạo, phản hồi linh giới đi. Bất quá, tu vi của ngươi cũng không vượt qua hóa thần kỳ, cho dù tiến vào bên trong đó cũng chỉ có thể bị không gian chi lực hóa thành hư ảo mà thôi hơn nữa sao ngươi biết ta biết nơi tồn tại của nghịch linh thông đạo lung mộng hốt nhiên cười lạnh hỏi vương phi nói đùa làm nhân loại linh thú đó là chuyện tình trước khi ta chưa khai linh trí về phần tại hạ như thế nào xuyên qua thông đạo cái này thỉnh vương phi yên tâm tại hạ chuẩn bị nhiều như vậy năm cũng là có vài phần nắm chắc mà vương phi thân là thiên khuê yêu vương phi tử chắc là biết chỗ tồn tại của thông đạo tại hạ lại không biết còn có người phương nào biết chuyện này nữa vạn niên thi hùng khuôn mặt lông lá lộ ra vài phần bồi tiếu nói hừ ta liền tạm thời tin tưởng ngươi đi nói thật cho ngươi biết chỉ có ta hoàn toàn thu hồi thân thể vốn có mới có biện pháp một lần nữa tìm được nghịch linh thông đạo vị trí cho nên không nên nghĩ chạy tới khai lưu ý tưởng cũng là đàng hoàng theo lời bản phi làm đi lung mộng không chút khách khí nói vâng chỉ cần Vương Phi thực hiện lời hứa, thật sự đáp ứng bọn ta đồng thời phản hồi linh giới. Tiểu nhân mấy người tự nhiên sẽ liều mạng vì Vương Phi tận lực. Thi Hùng hé khẩu, không chút do so dự truyền âm nói. Cái này được rồi, người trước tiên hộ pháp cho ta. Lung mộng vừa lòng gật đầu, lập tức nàng này phụ thân hoa thiên kỳ, đột nhiên lưỡng sát phong quyết, quanh thân hiện ra ngân mang khuấy động. Mà lúc này, hàn lập dưới sự chăm chú của thất diệu chân nhân, cũng không nói hai lời, lưỡng thủ nhất thời trả sát một đạo ích tà thần lôi đánh về phía dưới đem nhất đoàn ma khí đánh cho biến mất phía dưới cự lang đối mặt với chúng tu sĩ liên thủ ngược lại ma khí đại trướng ma khí trong miệng đen nhánh quang chủ phun ra không ngừng đem hoàng sắc kiếm khí huyết quang cùng công kích đè liên tiếp lùi lại mắt thấy ma khí càng ngày càng nhiều cơ hồ chiếm cứ hơn phân nửa không gian phô thiên cái địa có ý tứ đem chúng nhân vây khốn ngược lại lúc này bốn phía tế đàn thạch trụ dần dần trói mắt bắt đầu phát ra trầm thấp vù vù âm thanh mỗi một cây thạch trụ mặt ngoài đều hiện ra một cái xa lạ thượng cổ ký hiệu tỉnh có chút run rẩy nổi lên chú ý tới này một màn này người yêu đều âm thầm giật mình trong tay nâng đỏ đậm tiểu cổ thất diệu chân nhân thấy vậy sắc mặt trầm xuống mặc dù hắn cũng không có nghe được lung mộng cùng vạn niên thi hùng đối thoại nhưng một loại dự cảm không ổn lại dị thường rõ ràng hiện lên trong lòng người này cắn răng một cái rốt cục hướng tiểu cổ trong tay ném đi để tới giữa không trung đồng thời miệng phát ra tiếng quát chói tai, huyền thanh tử đạo hữu người còn chờ cái gì nữa, người mau đem kiện đồ vật kia lấy ra đi chứ, bằng không, đại hỏa thật sự rơi xuống đầu. chương 1057, Tam Bảo Liên Thủ Cổ kiếm trong tay lão đạo sau một phen công kích cuồng bạo, rốt cuộc đã an tính lại vài phần, lão hiển nhiên rõ rằng, nếu trong khoảng thời gian dài mà không đánh tan được ma khí, nguyên anh của một phu nhân kia hơn phân nửa là lành ít giữ nhiều. Hiện tại nhớ tới những lời thất diệu chân nhân nói khi nãy, trên mặt lão đạo bất chợt hiện lên vẻ tàn khốc không nói lời nào hai tay áo bảo rung lên nhất thời một thổ hoàng sắc tiểu ấn bắn ra trôi nổi lơ lửng trên đỉnh đầu lão đạo bảo vật này bốn mặt đều vuông vức cả vật thể ôn nhuận giống như ngọc nhưng mặt ngoài ẩn hiện tầng tầng ký hiệu màu vàng bạc lúc sáng lúc tối linh khí phát ra tuy rằng bình thản ổn định nhưng lại hàm chứa một lực lượng vô cùng cường đại hàn lập vừa thấy vật ấy sắc mặt liền khẽ đổi bình sơn ấn một tiếng nữ tử kinh ngạc phát ra hàn lập trong lòng khẽ động lập tức đưa mắt nhìn lại. Quả nhiên Lâm Ngân Bình ở một bên đang lấy tay che đôi môi đỏ mọng lại, thần sắc kinh ngạc, hướng về tiểu ấn nhìn chăm chú. Bảo vật này trong hội đấu giá dưới lòng đất năm đó đã từng thấy qua một lần, chính là một vật phỏng chế của thông thiên linh bảo bình sơn ấn. Ngày đó Hàn Lập tuy là nửa đường rời khỏi hội đấu giá, nhưng sau đó nghe nói, bảo vật này ở hội đấu giá đã được bán với một cái giá trên trời, do một tu sĩ vô danh mua đi. Không nghĩ đến là giờ đây nó lại rơi vào tay môn phái này môn phái này quả thực là có nhiều pháp bảo đại khí tài không hổ là chính đạo đệ nhất môn vừa thấy bình sơn ấn xuất ra thất diệu chân nhân phát ra một tiếng cuồng tiếu lập tức một ngón tay nhấc lên ngón trỏ hơi cong hướng về phần trên của tiểu cổ bắn ra phanh một âm thanh vô cùng nặng nề phát ra từ tiểu cổ cơ hồ cùng lúc tiểu cổ chợt lóe lên xích hồng quang mang một vòng hồng quang quanh tiểu cổ dần dần hiện rõ ra trung niên văn sĩ thấy vậy không chút do dự một ngón tay núi tiếp nhanh chóng bắn ra lại một âm thanh trầm bổng phát ra, hồng quang của thử luân nọ trói sáng thêm ba phần, kích cỡ đồng thời lớn hơn một vòng. Tiếng trống liên tiếp vang lên, một vòng luân màu đỏ rực dần dần xuất hiện tại giữa không trung. Với quang mang màu máu, kèm theo một hồi trống thanh âm trầm thấp, làm cho tất cả mọi người ở đây đều có thể cảm ứng được uy lực đáng sợ của nó. Ở bên kia, huyền thanh tử đã tung phiên thiên ấn lên, không rõ từ lúc nào trong miệng đã vang lên một hồi chú ngữ, từng đạo pháp quyết được đánh ra hóa thành một ngọn núi nhỏ cao hơn 20 trượng, được bao bọc bởi một tầng pháp trận phù, trải rộng phía trên mặt ngoài ngọc ấn. Bốn phía hiện lên hoàng hà chói mắt, linh khí lượn lờ xung quanh, tựa như trí bảo của Phật tiên gia. Ngay khi hai kiện bảo vật này vừa xuất hiện, nhất thời khiến mọi người đều chú ý đến, cả người hoa thiên kỳ phát ra ngân mang, khi cảm ứng được hai cổ linh áp kinh người đó, cũng không khỏi nheo mắt nhìn theo, trong mắt hiện lên tia dị sắc. Nhưng liền đó thần sắc bất động, lại nhắm hai mắt lại. Cự lang trên tế đàn đồng dạng thấy được cảnh tượng này, cơ thể chợt ngây ra một lát nhưng sau đó vẻ mặt dần trở nên ngưng trọng hắc hắc nghĩ rằng chỉ dựa vào hai chế phẩm là có thể đánh tan bản thánh tổ à rõ là mơ mộng hão huyền trong mắt cự lang chợt lóe ra ánh hàn quang một tiếng hừ lạnh từ miệng khẽ vang một mũi ô mang từ trong miệng xuất hiện hắc sắc quang cầu cũng từ đó chậm rãi bay ra trôi lơ lửng trước người dao động tới lui không ngừng tiếp đó từ trong miệng cự lang lần lượt phun ra một đảo ánh sáng màu đen kịt liên tiếp bắn vào quang cầu không rõ hình dáng giữa không trung quang cầu nhanh chóng phồng to lên trong nháy đã mắt biến thành hình dáng một tòa nhà cỡ vừa chậm rãi trôi nổi lơ lửng ngay trước đầu cự lang quang cầu đen thui này mang theo vẻ bí hiểm làm cho mọi người khi nhìn vào liền cảm thấy yêu dị trong lòng dùng mình không nguôi thể tích quang cầu không ngừng lớn lên giữa không trung đi huyền thanh tử sắc mặt trở nên âm trầm hướng tới cự ấn trên không khẽ ngựng trọng một chút rồi ra tay phát động công kích trước Bình Sơn ấn ẩn chứa vạn đảo ánh sáng mờ ảo, hóa thành một khỏa hoàng sắc hướng thẳng đến tế đàn phóng đi. Cùng lúc, Hồng Nhật Luân run lên, bám sát hạ xuống. Hai vật chất động dị thường, thanh thế kinh người, cùng hắc khí tiếp xúc ở một chỗ, một kích bạo phá thế tới như trẻ tre, ma khí quả nhiên cũng không thể ngăn cản được uy năng của nhị bảo này. Tuy chỉ là đồ phỏng chế lại của Linh Bảo, nhưng hai kiện này lại có thể phối hợp xảo diệu với nhau, uy lực một kích cũng không kém hơn là nhiều so với một kích thông thường của Linh Bảo chân chính cự lang thấy cảnh này không hề trần trừ liền phun ra một ngụm quang hà trực tiếp bao bọc lên đỉnh quang cầu to lớn nhất thời hắc sắc quang cầu rung lên mơ hồ phát ra tiếng kêu tựa như biển gầm ngay tức khắc bắn nhanh ra trực tiếp hướng đến nhị bảo trên cao mà nghinh tiếp những nơi quang cầu đi qua ma khí đều bị trực tiếp hút sạch vào trong thoạt nhìn thanh thế cực kỳ kinh người ba kiện dị vật trên không vô thanh vô tức rốt cuộc đã va chạm sau khi vang lên một tiếng nổ lớn làm cho cả không gian nơi đó nhoáng lên hắc quang Hoàng Hà, Xi Mang, ba loại linh quang ở giữa không trung đồng thời bạo liệt, linh áp phóng lên cao, trong nháy mắt đã hóa thành một bức tường linh khí vạch rõ giới hạn hai bên. Một bên tối đen như mực, tựa như tinh không vô cùng vô tận, bên kia lưỡng sắc hoàng hồng đan xen vào nhau chớp lóe, diễm lệ vô cùng phảng phất như đang ở một vùng ảo mộng nào đó. Tại giao giới giữa hai bên, truyền ra những tiếng ầm ầm vang dội như tiếng sấm, tựa như có vô số binh khí đánh mạnh vào nhau, lúc to lúc nhỏ, phân chia ranh giới rõ ràng có lúc hắc quang đã áp đảo nhị sắc hoàng hồng lúc khác nhị sắc hoàng hồng lại bước lui hắc quang hai bên nhất thời rằng co thoạt nhìn quỷ dị vạn phần nhưng loại cân bằng chỉ duy trì được trong vài khắc công phu sau khi hắc quang của cự lang liên tục phun ra đã nhập lại thành một đảo ánh sáng lớn rốt cuộc đã áp đảo được hoàng hồng quang mang làm cho chúng bắt đầu bị bước lui nhìn thấy cảnh này sắc mặt huyền thanh tử cùng thất diệu chân nhân đều biến động dữ dội hiển nhiên hai người không thể ngờ được sau khi đối phương mô phỏng thân thể lấy lại được một phần năng lực cùng thần thông liền có khả năng ngạnh kháng với hai kiện linh bảo phỏng chế của bọn họ thấy vậy hai người một bên vừa không ngừng thúc giục pháp quyết đem toàn bộ linh lực trên cơ thể mệt mỏi rót vào bình sơn ấn và xích minh cổ một bên vừa liếc mắt nhìn nhau đều thấy được vẻ kinh hoàng trong mắt đối phương phân thân của cổ ma thánh tổ này lơi hại vô cùng vượt xa những gì bọn họ đã đoán trước chẳng những vô số cấm ma lúc trước không có hiệu quả hiện giờ dựa vào bảo vật tương trợ cơ hồ cũng không thể ngăn được ý đồ của đối phương mà phong ấn tế đàn đang muốn lộ dạng này, tuy không rõ là cái gì, nhưng ngẫm lại cũng biết tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Ngay lúc hai người cảm thấy cực kỳ không ổn, Hàn Lập ở một bên vừa nhìn vừa suy nghĩ tới tình thế hiện tại, đột nhiên một tay vỗ tới eo lưng, một đoàn tam sắc linh quang bắn ra, xoay quanh một cái rồi rơi vào bên trong tay, chính là tam diễm phiến. Hắn nhìn vào trận chiến ở đằng xa tựa như uy năng của hai giới âm dương đang tranh đấu, khẽ hít một hơi vào. Thần niệm vừa động, nhân hình khôi lỗi đang ẩn nấp nhanh chóng độn tới phía sau. Tiếp theo Hàn Lập không chút do dự lấy hai tay trà sát vào nhau, bảo phiến cuồng trướng từ từ dựng đứng lên, trong nháy mắt đã hóa thành một đại phiến lớn mấy trượng hiện ra giữa không trung. Tuy không muốn gây xung đột với phân thân cổ ma thánh tổ đang ẩn thần trong cự lang, nhưng hắn hiểu rõ, dưới tình huống này không có chỗ để trốn thoát, nếu như hai người huyền thanh tử bị thua, hắn tuyệt đối cũng không có kết cục tốt đẹp gì cả. Cho nên khi mắt thấy hai người run rẩy, miễn cưỡng dùng uy lực pháp bảo chống đỡ, sau một hồi chắc không thể tiếp tục được nữa hắn rốt cuộc nhịn không được phải ra tay trợ giúp bọn họ phía trên cự phiến phát ra một trận vù vù lập tức quang diễm tam sắc đại phóng hàn lập cơ hồ đã rót toàn bộ linh lực của bản thân vào hiện tại cũng không phải là thời điểm giữ gìn sức lực nữa hắn còn hận không thể làm cho uy lực của phiến cao thêm vài phần tam diễm phiến khi kích phát đã xuất ra một lượng linh lực kinh người lập tức gây sự chú ý tới huyền thanh tử và trung niên văn sĩ cơ hồ hai người đồng thời quay đầu lại nhịn ngay khi thấy trong tay Hàn Lập là tam diễm phiến, huyền thanh tử liền chấn động, thất thanh kêu. Đạo hữu bảo vật này, ngươi. Nhưng Hàn Lập cũng không có ý định giải thích gì cả, bảo phiến trong tay nhất thời run lên, một cỗ quang diễm tam sắc từ mặt ngoài quạt tuôn ra không ngừng, ngưng trọng biến hình, hóa thành hình thể của một con tam sắc hỏa điều to năm trượng, hai cánh từ từ mở ra kèm theo tiếng phượng kêu thánh thoát, một đầu hướng về hoàng hồng nhị quang ở xa. Kết quả không khỏi làm cho huyền thanh tử cùng trung niên văn sĩ trong ánh mắt lóe lên tia giật mình tam sắc hỏa điều bạo liệt mở ra, một đoàn quang mang tam sắc xuất hiện tại hoàng hồng nhị quang, sau đó liên tiếp các kim ngân sắc phủ văn to lớn hiện ra quay cuồng, quầng sáng tam sắc chợt lóe lên rồi biến mất không thấy bóng dáng. Hoàng hồng nhị quang đột nhiên phồng to, đồng thời từng đợt kim ngân sắc quang diễm hiện ra, vốn đang ở thế hạ phong liền lập tức áp đảo lại hắc quang, lập tức quay ngược lại, hướng tới đỉnh đầu cự lan chậm rãi áp tới với khí thế mạnh mẽ. Lần này Hàn Lập sử dụng tam diễm phiến, Đối với ngân xí giả xoa cùng đám người Lâm Ngân Bình đã chứng kiến lúc trước thì không có gì để nói, nhưng vạn niên thi hung cùng Hoa Thiên Kỳ chưa từng gặp Hàn Lập nhiều lần, trong mắt hiển nhiên lộ ra ánh ngạc nhiên. Huyền Thanh Tử cùng thất diệu chân nhân vô cùng kinh hỉ. Tuy bọn họ không biết tam diễm phiến trong tay Hàn Lập rốt cuộc là loại phỏng chế của Linh Bảo nào, nhưng rõ ràng là uy lực không hề dưới bình sơn ấn cùng xích minh cổ. Lúc này hai người không suy nghĩ nhiều, vội vàng thúc giục pháp bảo của chính mình, làm cho Hoàng Hồng Nhị Quang một lần nữa biến lớn lên, chia ra chuẩn bị nắm chặt lấy cơ hội này, hợp lực của Tam Bảo mới có cơ hội giải quyết được phân thân của cổ ma thánh tổ này. Sau một kích này, sắc mặt Hàn Lập trở nên tái nhợt dị thường, ống tay lập tức phất một cái, thanh quang lóe lên, hiện ra một bình ngọc ở trong tay, nhanh chóng bỏ vào miệng vài giọt linh dịch, linh lực nguyên bản khô kiệt trong chốc lát lại tràn đầy như ban đầu. Sau khi làm xong hết thảy mọi việc, bỗng nhiên vang lên một tiếng sói chu thê lương, dùng mình một cái, Hàn Lập vội vàng ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy cự lang trên tế đàn, thân thể bị một tầng ô mang chói mắt bao vây, tiếng sói chu chính là từ bên trong phát ra, nhưng không người nào có thể nhìn thấy được tình hình bên trong. Cho dù là Hàn Lập sử dụng minh thanh linh mục, ánh mắt chấp động một hồi, cũng như vậy không thể nhìn thấu được tầng ô mang, điều này khiến hắn nhíu mày không thôi. Đột nhiên Hàn Lập cảm thấy ô mang tựa hồ như lóe lên, tiếp đó màn ngân sắc quang cháo trên người chợt nhoáng lên một cái, một đoàn hàn quang bạo liệt hiện ra, có một cái gì đó yêu dị chạm tới phía trên hắn ngay cả một cơ hội phản ứng cũng không có. Không tốt, trông thấy tình hình quỷ dị như vậy, trong lòng hàn lập lúc này chợt trầm xuống, không suy nghĩ gì, vẻ mặt chợt nhoáng lên một cái, nhưng ngay tức khắc trong tai đã chuyển đến âm thanh bạo liệt thanh thúy, tiếp theo hai tiếng phốc phốc chuyển đến. Thân hình hàn lập chấn động, bị một kích đánh bay ra ngoài. Di, một tiếng kinh ngạc từ giữa ô mang trên tế đàn truyền lại, lập tức vang lên một tiếng hử lạnh, lại có một vật gì đó chấp động. Chủ nhân mau tránh ra, đây là thiên Lan toản, Âm thanh kinh hoàng của Ngân Nguyệt trong thần thức của Hàn Lập vang lên. Cơ hồ cùng lúc đó, một bóng người chợt lóe lên phía trước Hàn Lập. Phanh phanh vài tiếng chậm chế truyền lại, thân ảnh người nó lập tức ngã lùi lại mấy bước, đúng là hình nhân khôi lỗi của Hàn Lập vốn đang ẩn nấp ở gần đó, trên người vốn bao phủ bởi thanh sam, hiện tại ở vùng ngực và đan điền lại hiện ra hai thanh đoàn nhận quái dị gâm vào, cắm hơn phân nửa vào thân thể khôi lỗi. Chương 1058, Ma tượng, Hàn Lập bị đánh văng ra xa 78 trượng cảm thấy một trận đau nhức từ bụng truyền lên, kinh sợ một lúc pháp lực trong cơ thể dần ngưng trọng, thân hình rốt cuộc cũng ổn định lại. Cúi đầu nhìn thân hình ở phía trước, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Vốn nguyên cương Tuấn biến thành ngân sắc quang cháo cùng với linh quang hộ thể đều bị xuyên thủng một lỗ lớn bằng một cái quyền đầu. Mà trên bụng tuy được bảo vệ bởi một lớp chiến giáp do phế kim trùng ngưng tụ thành nhưng đồng dạng cũng bị đục một lỗ, lộ ra tầng ô sắc của nội giáp. Mà nội giáp này lại bị nứt ra, hiển thị một lỗ dài mấy tấc một cây quái nhận màu bạc trói lọi cắm vào bụng. Trên mặt Hàn Lập thanh khí chợt lóe lên, trong miệng một tiếng trầm bổng vang lên, toàn bộ cơ thể hiện ra một tầng kim sắc dày đặc, chuôi quái nhận tựa như bị một lực lớn kích động, một tiếng siêu vang lên rồi lập tức bị bắn ngược ra, hướng không trung nhanh chóng văng đi. Thân hình nhoáng lên một cái, cánh tay vừa động, Hàn Lập liền bắt được quái nhận, nhìn thấy rõ ràng nguyên trạng của vật đó. Dài khoảng nửa thước, hơi gấp khúc, có vẻ sắc bén dị thường như nguyệt nha đao, nhưng nhìn kỹ vài lần, mới phát hiện ra đây là một cái móng vuốt của sói sắc bén vô cùng trong lòng hàn lập chấn động vội nhìn vào vết thương ở bụng chỉ thấy miệng vết thương dài hai ba tấc nhưng không có giọt máu nào chảy ra ngược lại huyết nhục trong suốt dị thường lại lộ ra trốn lận vào nhau như tơ vàng đây chính là hiệu quả do hắn tu luyện thành công minh vương quyết tầng thứ nhất làm cho cơ thể bình thường cơ hồ cứng rắn như thiết tinh nếu không cho dù hắn mặc thêm nhiều tầng bảo hộ thì một kích vừa rồi chỉ sợ đã trực tiếp xuyên thủng đan điền lập tức nằm im không đứng lên nổi rồi. Cái gọi là thiên lang toản này thật đúng là cực kỳ dọa người. Hàn lập trong lòng hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn than hình khôi lỗi phía trước mình. Bị hai cái trực tiếp đánh vào, ngũ sắc linh quang chấp động không thôi, tuy đã xâm nhập vào cơ thể được nửa thanh, nhưng dường như bộ dáng không có vấn đề gì. Thấy cảnh này, trong lòng hắn nhất thời buông lỏng, xem ra cơ ngân cùng với ngũ hành ngọc đem luyện chế thành thân thể khôi lỗi, quả nhiên không dễ dàng bị phá hủy. Ô mang là của cổ ma thánh tổ, hắn thấy công kích liên tiếp nhưng lại không có hiệu quả, trong lòng cũng giật mình vạn phần. Phải biết rằng, vừa rồi chính là thiên lang toản, một trong những thần thông lợi hại nhất của ngân lang. Mỗi một lần sử dụng, đều phải hủy đi tứ chảo ngân sắc, chính là lang chảo, mỗi cái đều là do ngân lang tiêu phí thời gian khổ tâm tu luyện, uy lực to lớn, tu sĩ hóa thần kỳ gặp phải cũng không dám xem thường. Đương nhiên bây giờ chỉ là do phân thân của cổ ma thánh tổ dùng ma khí thúc dục uy lực tự nhiên giảm đi rất nhiều nhưng cứ như vậy liên tiếp ba cái, đều bị một gã tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ đỡ được hết, cổ ma thánh tổ tự nhiên có chút run sợ. Ô mang trên tế đàn thu liếm lại, thân hình cự lang kia đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung, hiện ra một thân ảnh thon thả, là hắc bào nữ tử do cự lang biến thành. Nhưng lúc này toàn thân nàng không còn hắc bào nữa, mà thay vào đó là một tầng chiến giáp dữ tợn bao trùm. Chiến giáp này một màu tối đen, ngay mặt chính diện có khắc hình một cái đầu quỷ hai sừng, hai vai tứ chi đều có căn xích đen dài vươn ra ngoài, âm trầm chấp động hàn quang, làm cho người ta vừa thấy liền có cảm giác bị hàn khí xâm chiếm. Hắc bào nữ từ lạnh lùng liếc mắt nhìn hàn lập một cái. Đây là ma giáp đích thực, chỉ cần có được cơ thể để ma hóa, cổ ma có thể đem đại lượng chân ma khí nhập vào ngưng kết thành, chẳng những lực phòng ngự rất mạnh, hơn nữa có thể mượn ma khí hóa thành ma giáp, khiến cho thần thông tăng lên nhiều. Ở thời chiến tranh cổ đại, yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ chúng ta đã nếm trải không ít mùi vị đau khổ từ ma giáp này. Cũng may, loại thần thông này chỉ có một phần cổ ma mới có thể thi triển đa số cổ ma đều không có năng lực này nếu không trận chiến năm đó rốt cuộc có thủ thắng được không vẫn là một chuyện khó đoán chính là ngân nguyệt đang giải thích cho hàn lập một cách ngưng trọng chuyện này người cũng nhớ lại rồi à hàn lập có chút ngạc nhiên nói thần niệm đồng thời khẽ động hình nhân khôi lối liền chuyển động đem hai cây ngân nhận trên cơ thể nhổ xuống ngay sau đó miệng vết thương phát ra ánh sáng ngũ sắc lưu chuyển dần dần hợp lại nhau cơ hồ cùng lúc chiến giáp vệ kim trùng trên bụng sau một hồi mất máy chuyển động, liền hồi phục như lúc ban đầu. Về phần ngân sắc quang cháo kia, Hàn Lập đã thu lại, một lần nữa hóa thành một ngân sắc tiểu thuẫn chắn trước người. Ta cũng không rõ sao lại thế này, tựa hồ trí nhớ trước kia đang dần thức tỉnh, ban đầu có một chút mơ hồ gì đó, hiện giờ thì rõ ràng hơn, cũng còn rất nhiều chỗ chưa rõ. Ngân Nguyệt cười khổ trả lời một tiếng, ánh mắt Hàn Lập lóe lên không ngừng, trầm mặc không nói. Hình nhân khôi lỗi nhoáng lên một cái, đứng lên sóng vai cùng với hắn. Hắc bào nữ tử đang dõi ánh mắt theo Hàn Lập liền thu hồi lại, chuyển hướng nhìn lên hắc quang trên đỉnh đầu đang bị tam kiện dị bảo ép bước tới mức muốn vỡ tan. Trên mặt chợt hiện lên một tia cổ quái, đột nhiên bấm tay niệm thần chú, trong miệng liên tục vang ra các thanh âm chú ngữ thanh thúy, theo sau ngón tay ngọc dài, nhỏ nhắn bắn ra. Mười đạo hắc ti trong nháy mắt bắn vào tấm bia đá có khảm hóa long tỷ bên cạnh, lập tức một trận ô quang lưu chuyển, âm thanh vù vù vang lớn lên cột đá tế đàn bốn phía giường như cũng hưởng ứng theo, phát ra ánh sáng càng kịch kiệt. Hắc giáp nữ tử trên mặt lóe lên ánh tàn khốc, mái tóc trên đầu dựng thẳng lên, khuôn mặt trở nên dữ tợn dị thường. Ngay tức khắc, dưới chân tế đàn khẽ run lên, mặt ngoài hắc quang chớp động một lúc rồi từ từ vỡ vụn ra, mang theo vô số ma khí tối đen từ khe hở phóng lên cao. Trông thấy vậy, trong mắt hắc giáp nữ tử không khỏi lộ ra một vẻ điên cuồng, từ miệng phát ra những tiếng cười đắc ý. Sau đó hướng lên không trung, hô một tiếng phá một âm thanh sắc nhọn cực kỳ chói tai vang ra ở trên tế đàn hắc khí trong nháy mắt đã ngưng tụ đan vào nhau sau một trận quay cuồng đã hình thành một ma tượng màu đen cực lớn ma tượng này có kích thước cỡ như một căn lầu nhỏ dáng người đầy đủ đồng dạng cũng mặc chiến giáp mà chiến giáp này có hình dạng giống với hắc giáp trên người nữ tử kia ma tượng sau khi hiện ra mang bộ mặt của một gã thanh tú trên đầu hiện ra một đôi sừng hai mắt nhắm nghiền lại nguyên sát thánh tổ vừa thấy ma tượng ở trên không trung thì hung hộ pháp cho hoa thiên kỳ sắc diện lập tức đại biến, một tiếng thất thanh kêu lên. Hàn lập cùng đám người huyền thanh tử đồng dạng đều chấn động. Trong chốc lát này, ma tượng to lớn đã chậm rãi mở hai mắt, một đôi con ngươi như ngôi sao tử sắc giữa bầu trời vô tận, lập lè phát sáng. Đúng lúc này, hắc quang trên đỉnh đầu ma tượng rốt cuộc đã không chống lại được sự liên thủ của tam bảo, hoàn toàn bị phá vỡ, hóa thành vô số hắc mang, rơi xuống dưới. Hoàng hồng chi quang không ngăn cản hắc quang rơi xuống, vẫn tiếp tục cuồn cuộn áp chế, phô diễn ra bộ dáng đích thực, nhất thời trên tế đàn chỉ còn mỗi quầng sáng to lớn của hoàng hồng sắc, khí thế cực kỳ kinh người. Ma tượng giống như cảm ứng được dị tượng trên không trung, liền ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt lạnh như băng liếc một cái qua hoàng hồng chi quang trên đỉnh đầu, rồi tùy ý nhấc một tay lên, hướng về phía không trung vỗ nhẹ. Oanh, một tiếng thật lớn vang lên, một ma chảo cực lớn màu đen không biết từ đâu, đột nhiên xuất hiện giữa không trung, giống như một chảo từ đáy biển hướng về mặt biển, hắc quang chợt lóe lên, ngũ chỉ mang theo ngũ đạo ngân chảo đen tuyền xuất ra, ý muốn tiêu trừ hoàng hồng quang mang. Sau khi ngũ chảo hợp lại, ấn tỷ to lớn cùng với xích hồng tiểu cổ liền trở nên quỷ dị, đồng thời xuất hiện tại ngũ chỉ của nó. Trong một khắc thời gian, hoàng hồng chi quang dần dần bị phai mờ, tựa như bị thất tung vô ảnh. Mọi người nhìn đến cảnh này, không khỏi phải trợn mắt há hốc mồm, dựng đứng lên. Ma tượng cúi đầu nhìn nhị bảo trong tay, tử mang chấp động một cái rồi lặng xuống. Từ xa đang truyền lại thanh âm của nữ tử, mang theo vẻ băng hàn cùng vài phần hoang mang. Điều này, nơi này là nhân giới. Giờ phút này phía trên cao, Hoa Thiên Kỳ nhắm hai mắt lại, ngân mang trên người đã gần như ngưng kết thành hình một con cự lang ngân sắc, chỉ còn chờ đợi bộ dáng đích thực nữa thôi. Nhưng khi lang thủ nhìn thấy bộ dáng ma tượng ở phía xa, nhất thời cả kinh một lần nữa. Sau một lúc thân hình chấn động, hai mắt Hoa Thiên Kỳ trợn lên, trong miệng bỗng nhiên phát ra những tiếng thét chói tai đầy hoảng sợ. Hoa không thần niệm, đây đích thực là thần niệm của nguyên sát thánh tổ. Một tiếng này vang lên làm cho sắc mặt tất cả tu sĩ đều đại biến. Huyền thanh tử cùng thất diệu chân nhân khuôn mặt đã không còn chút máu, bởi vì vị ma tượng kia đã huyến hóa ra ma chảo, nhanh hơn cả xét đánh bên tai, bên trong năm ngón tay, ấn tỷ thổ hoàng sắc cùng xích minh cổ đang cương ngạnh bạo liệt như muốn thoát ra. Hai kiện phòng chế bảo thông thiên linh bảo cứ như vậy bị bóp chặt đến vỡ tan. Sau đó ma tượng cũng không thèm nhìn tới mọi người trên không, duỗi thân hạ xong trưởng xuống, chậm rãi nhìn hắc giáp nữ tử phía dưới. Sắc mặt hắc giáp nữ tử không chút thay đổi, cũng nhìn lại, sau khi hai người đối mặt, ma tượng mở miệng nói: "Không tôi, không ngờ ngươi vẫn còn sống, quả không uổng công năm đó ta tiêu phí một lượng lớn ma khí đem ngươi đưa đến nhân giới. Lần này thi pháp gọi ta đến, chính là thu thập mấy con kiến này sao? Ngươi không biết như vậy là quá lãng phí sao? Ngươi nên biết, trước sau cũng đã gọi ta về quá hai lần. Sau lần này" thần niệm ta tập trung trên lũ hồn ấn kia sẽ hoàn toàn biến mất. Trong khi đó để gọi được ta đã phải tiêu hao một lượng lớn ma khí, đủ để trực tiếp luyện hóa ra một đám tộc nhân thánh tổ. Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, nếu không có biện pháp khác, ta làm sao có thể dùng hạ sách này. Nếu không mượn trợ lượng ma khí phía dưới tế đàn, với tình huống hiện tại, ta căn bản là không có năng lực gọi ngươi về. Thì ra là thế, lần này ta cố hết sức mới ngượng tụ thành hình, nguyên lai like không phải do ngươi dùng ma khí của chính mình gọi ta về xem ra ta phải mau chóng động thủ với lượng ma khí này không biết ta có thể chống đỡ được bao lâu đây cự đại ma tượng hơi gật đầu nhìn vào tế đàn vẫn không ngừng hướng về hai chân hắn cuồn cuộn rót vào hắc ma khí liền nhàn nhạt nói sau đó ngẩng đầu nhìn về phía mọi người mọi người bị nhân yêu ma tượng lãnh khốc vô tình dùng con mắt màu tím đảo qua đều bất chợt giật mình một cái đồng thời đều tự cảnh giác vạn phần có vài người thậm chí đã bắt đầu di chuyển thân hình không một tiếng động thối lui về phía sau. Khóe miệng ma tưởng tựa như khẽ động, một tay liền được nhấc lên, xuất ra cái ma chỉ cực lớn, nhắm vào phương hướng của mỗi người nhẹ nhàng bắn ra. Âm thanh trầm nhẹ vang lên, một vật gì đó chợt lóe rồi lướt qua, nhanh chóng biến mất. Sư cầm thú đang ở cùng với ma vật có hình dáng đại ưng đang run rẩy không ngớt, bỗng nhiên trong miệng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể bành trướng ra. Một tiếng oanh vang lên, không hiểu sao hung cầm này lại tự bảo, chương 1059, Ma Uy vô song. Một màn này làm cho ngân xí giả dạ xoa sợ giật mình, không kịp nghĩ nhiều hai cánh run lên, thân hình nhoáng lên thi triển phong độn thuật, cùng với một cỗ thanh phong đã không còn thấy bong dáng. Nguyên sát thánh tổ ma tượng hư lạnh một tiếng, một tay không chút do so dự hướng phương hướng ngân xí giả dạ xoa biến mất đánh ra một chảo. Oanh một tiếng vang thật lớn, một ma chảo tầm một trượng, chấp động ô quang từ hư không trực tiếp hiện trên không trung, hướng phía dưới đánh xuống một đoàn thanh quang ngay tại ma chảo bạo liệt ra, phòng độn thuật dễ dàng bị phá, ngân xí dạ xoa thân hình ngay tại nơi ma chảo đánh xuống xuất hiện. Nhưng giờ phút này, một đôi ngân xí núi liền thân thể bị một đạo hắc khí nhàn nhạt trói buộc, mắt thấy ma chảo tiến sát thân hình, ngân xí dạ xoa kinh sợ quyết tâm liều chết để tìm đường sống. Tại đó, ngay khi ma chảo đến sát thân hình trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng thét, vô số hắc ti từ thân thể bắn nhanh ra, khi tách rời thân thể lập tức bạo liệt ra. Cho bụi chấp động, âm thanh ầm ầm vang lên, thanh thế rất dọa người. Nhưng lúc sau ở năm ngón tay hợp lại, hắc quang chợt lóe, cho bụi cùng âm thanh bạo liệt giống như gặp được khắc tinh trực tiếp yên diệt vô ảnh vô tung, mà quanh thân ngân xí giả dạ xoa những ngọn lửa ma màu đen bùng lên, cường ngãnh đem phi thi thân thể hóa thành một đoàn lớn cho tàn, ngay cả nguyên thần cũng không kịp chạy ra. Ma chảo chợt lóe, biến mất giữa không trung, liên tiếp hai gã yêu vật tương đương với nguyên anh hậu kỳ bị ma tượng không cần tốn nhiều sức giết chết, những người khác cuối cùng một tia hoài nghi cũng không còn sót lại ngay cả ma tượng không phải thần niệm vị nguyên sát thánh tổ kia biến thành cũng là cổ ma ma giới hoặc cổ ma thánh tổ hiện xuống giới này căn bản không phải thứ bọn họ có thể ngăn cản đồng dạng trong lòng mọi người đều phát lạnh đám người lập tức giải tán không một ai tiếp tục đứng tại chỗ đều ẩn ẩn nấp nấp bỏ chạy sợ mình bị ma tê hưởng chọn làm mục tiêu hàn lập đồng dạng không dám đứng ở tại chỗ sau lưng nổi sấm liền vội vàng hóa thành một đạo ngân hình cung lôi độn mà ra nhưng ngay khi thân hình chợt lóe xuất hiện ở ngoài hơn 20 trượng hắn trong tai đột nhiên truyền đến một âm thanh kinh hoàng của một nữ tử. Tuyết Linh đâu, mau đem nàng phóng xuất cùng ta dung hợp thành linh lung, chỉ có như vậy mới còn một tia hy vọng bảo trụ tính mạng của ta và ngươi. Chính là kẻ đang chiếm thân thể hoa thiên kỳ truyền âm nói, xem ra ma tượng xuất hiện cũng khiến cho một kẻ luôn tính trước mọi điều như yêu phi rốt cuộc phải cuống lên. Dung hợp, Hàn Lập vừa nghe lời ấy, trong lòng cả kinh, trên mặt sự trần chờ dâng lên. Nhưng liền lúc này, nơi tế đàn trên không mà tượng xoay chuyển ánh mắt nhìn thấy linh tê khổng tước phía xa xa cũng phát ra một tiếng kinh ngạc ồ linh tê khổng tước ngũ sắc linh quang không nghĩ tới nhân giới còn có linh cầm hiếm thấy như vậy tồn tại đúng lúc ta cần linh quang này dùng một chút ngón tay ma tượng không sai lệch hướng về phía xa xa thượng cổ khổng tước vốn bị thanh niên họ từ phụ thân lần này thanh niên thân họ từ tự nhiên cực kỳ sợ hãi một bên điều khiển linh cầm hướng một góc không gian hóa thành một đạo độn quang bỏ chạy một bên cắn răng đem Nguyên Anh trong cơ thể quán chú nguyên lực mạnh mẽ tới khổng tước trong cơ thể. Phốc suy, ngũ sắc linh quang trói mắt, màn hào quang hóa thành một tầng dày đặc giống như thực chất, đem khổng tước bảo vệ ở bên trong, hào quang giống như vầng thái dương, khiến cho con người không cách nào nhìn thẳng. Mà tưởng thấy vậy, khóe miệng lại toát ra một tia cười lạnh, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, nhẹ nhàng đánh ra một chảo. Oanh một tiếng vang thật lớn, ngũ sắc quang mang một bên lõm xuống, hào quang khổng tước nhất thời bị đánh bay, không chờ một lần nữa ổn định thân hình, nhanh như chớp một ma chảo cực lớn ở trên hư không chợt lóe ra, một chảo đã đem linh cầm khổng tước bắt được trong tay. Từ huynh, Lâm Ngân Bình thấy vậy, không khỏi hoa dung thất sắc. Nơi ma chảo, ma diễm bao vây, ngũ sắc hào quang tựa hồ đau khổ chống đỡ. Ma tượng thấy vậy, sát ý trong mắt hiện lên, hắc mang chấp động, ma chảo lập tức năm ngón tay hợp lại, nhất thời màn hào quang dường như bị đè ép biến hình, sau một tiếng gào thét ngũ sắc hào quang vỡ tán ra không thanh niên họ từ hoảng sợ hét lên một tiếng, nhưng bản thể linh tê khổng tước hiện ra, ở trong ma chảo bạo mở. Di, một tiếng, thanh niên họ từ nháy mắt bắt lấy cơ hội, lập tức từ ma chảo thuấn di ra, ngay sau đó mới ở hơn 20 trượng hiện ra. Ma tưởng tựa hồ sớm biết được vị trí chuẩn xác thuấn di ra, sớm đã hướng nơi này bắn ra. Lúc này đây, thanh niên họ từ ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp nói ra, Nguyên Anh liền quỷ dị tự bảo. Đường đường thiên lan thảo nguyên đại tiên sư, liền như bốc hơi khỏi thế gian này thấy rõ ràng hết thảy ngay cả huyền thanh tử cùng thất diệu chân nhân là chính ma đệ nhất tông môn trưởng lão cũng bắt đầu lộ ra vẻ kinh hoàng ma tượng này thần thông thật sự là quá lớn dưới ma uy này bọn họ ngay cả một chút năng lực để ngăn cản cũng không có nếu cứ như vậy chỉ sợ trong trước mắt mấy người sẽ bị giết sạch sẽ hàn lập sắc mặt phát lạnh nhưng ánh mắt còn có thể gắng giữ tính táo cũng mơ hồ có quang mang ẩn hiện ngươi còn muốn làm gì còn không thả tuyết linh ra đi thực không còn kịp rồi, đối phó ma tượng này, mà mộng long có lẽ có năng lực ngăn cản một trận. Yên tâm, hai người chúng ta cũng sẽ không biến mất. Qua một thời gian ngắn sẽ tự động tách ra, bên tai, nữ tử truyền âm không ngừng, vị yêu phi kia càng lúc càng lo lắng, liên tục thúc giục Hàn Lập đem ngân nguyệt thả ra, cùng nàng ta dung hợp. Hàn Lập sắc mặt âm trầm, Thủy Trung chưa đáp ứng. Được, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ ra, trong thần thức Hàn Lập đột nhiên vang tới tiếng nhàn nhạt của Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt, Ngươi nói bậy bạ gì đó, làm sao người biết, sau khi dung hợp còn hay không cơ hội phục hồi như cũ. Mà bây giờ thần thức của người bạc nhược hơn đối phương rất nhiều, sau khi dung hợp cũng là một người mới là chủ. Hàn lập cả kinh, không cần nghĩ ngợi lạnh lùng nói. Chủ nhân, giờ phút này đành bất chấp việc đó, ta cùng lung mộng nếu không dung hợp nguyên thần, chúng ta lập tức gặp đại họa sát thân. Nếu là như thế, còn không bằng mạo hiểm thử một lần. Ngân Nguyệt bình tĩnh nói, lập tức tay áo bào của Hàn Lập khẽ động, một con trồn bạc từ giữa bắn ra, thẳng đến chỗ Hoa Thiên Kỳ vò tới. Mà Hoa Thiên Kỳ thấy vậy, cũng đồng dạng mừng rỡ phi độn nghinh đón. Hàn Lập đứng ở tại chỗ, sắc mặt khó coi, nhưng môi mím chặt, cuối cùng không có nói gì nữa. Dù sao theo lời Ngân Nguyệt, đích xác mới là lựa chọn tốt nhất. Mà lúc này, sau khi Nguyên Anh thanh niên họ từ bị giết, Nguyên thần Linh Tê khổng tước vốn bị khống chế cũng muốn theo ma chảo phi độn ra. Kết quả chưa bay ra khỏi ma chảo, đã bị một mảnh hắc mang đón đầu bao lại, đương trường biến thành hư ảo. Xác tàn của khổng tước phù một tiếng, bị ma diễm bao vây lại, đảo mắt thi thể đã hóa thành cho tàn, nhưng ở ma trảo lại có một đám ngũ sắc linh hà hiện ra. Quang hà này trong suốt dị thường, quang mang minh mông, nhưng lại giống như thực chất bình thường. Một bên vừa hiện ra, liền lập tức bị ma trảo chế ngự, sau đó chợt lóe lên, tại chỗ đã biến mất không thấy đâu. Liền đó, ma trảo lại xuất hiện trên đỉnh đầu ma tượng, nắm lấy quang hà trên không trung không nhúc nhích. Ma tượng ngẩng đầu liếc mắt nhìn ngũ sắc quang hà một cái, gương mặt lại lộ ra vẽ vui mừng, miệng hé ra, phun ra một cỗ ma phong sành sạch giống như mực. Ngũ sắc quang hà này bị ma phong một quyền tiến tới, quay tròn trong ma phong nhanh chóng ngưng tụ thu nhỏ lại. Trong chớp mắt liền hóa thành một viên ngũ sắc linh châu to bằng ngón cái. Nhìn viên châu này, ma tượng ngẩng đầu thu vào tay, rồi xoay người ném cho hắc giáp nữ tử phía sau, miệng nhàn nhạt nói. Viên châu này đối ta có chút tác dụng, người lần sau tìm cơ hội, đem viên châu này nghĩ cách chuyển quay lại cổ ma giới. Đừng để mất, hắc sáp nữ tử nghe xong lời này, trên mặt chợt lóe tia ngạc nhiên, nhưng không chút do dự tiếp viên châu này, liếc mắt nhìn qua một cái, rồi thấy hắc quang chợt lóe hai tay hợp lại, viên châu này liền quỷ dị không thấy bóng dáng, cũng không biết bị đưa tới nơi nào. Làm xong hết thải cổ ma ánh mắt đảo qua, nhưng lại bỗng nhiên dừng ở ngân hình cung ẩn ẩn phát ra sau lưng hàn lập, trên khuôn mặt thanh tú lộ ra một ý niệm tàn nhẫn, lại nâng tay nhắm ngay hàn lập. Hàn lập trong lòng trầm xuống, thân niệm vừa động, thân hình khôi lỗi liền chợt lóe chắn trước người. lập tức một tay một chảo, nhất thời một tầng quang cháo màu bạc chói mắt đem Hàn lập cùng nó bảo vệ ở trong đó, mà tay kia thì bấm tay niệm chú trên người ngũ sắc quang mang chấp động không thôi. Hàn lập mình cũng bay nhanh một bàn tay vừa lật, chuôi tam diễm phiến liền hiện lên ở tại trong tay, tay kia thì hướng đỉnh cự kiếm điểm một chỉ. nhất thời cự kiếm vù vù một tiếng phóng xuất ra mấy trăm đạo kiếm quang ánh vàng rực rỡ vây quanh quang cháo màu bạc một trận xoay quanh bay múa, kiếm quang như núi, tựa như biến ảo thành một kim sắc cự liên vây quanh Hàn Lập nở rộ ra, diễm lệ lóa mắt cực kỳ. Mà cánh hoa sen mở ra, tiếng sấm nổi lên, tia điện sét chấp động. Hàn Lập phát ra một câu chú ngữ khó hiểu, nhất thời một tầng kim sắc quang mạc hiện lên ngoài thân, đồng thời trên da ẩn hiện ánh kim. Hắn để đề phòng, lại đem cả ngũ tử ma kim cương cháo uy năng cũng kích phát ra, công pháp minh vương quyết vận chuyển cực hạn, đem chính mình hóa thành kim cương chi khu. Liên tiếp mấy hành động này Hàn Lập cơ hồ trong chớp mắt liền hoàn thành, nhưng dù vậy, vẫn không có chút an tâm, hắn biết rõ. Những tầng phòng ngự tưởng không thể bị phá hủy này, vị nguyên sát thánh tổ giơ tay nhấc chân liền dễ dàng đập vỡ, cũng không phải là chuyện tình kỳ quái gì. Đối kháng với công kích mãnh liệt của đối phương, cũng không thể suy nghĩ lung tung được. Hàn Lập sắc mặt liền ngưng trọng, ích tà thần lôi, ma tượng mắt chợt lóe, nhìn Kim Liên phát ra tia điện xét, khẩu khí hơi có chút kinh ngạc, nhưng ngón tay không chút nào dừng lại, hướng hàn lập điểm hai cái. Bang bang hai tiếng kêu rõ ràng truyền đến, tiếng vang không lớn, nhưng sau tiếng vang đó, thanh trúc phong vân kiếm biến thành kim liên liền không hiểu tại sao xuất hiện một lỗ thủng thật lớn, tắc tắc gãy lìa mắt cuối cùng tại kim cương cháo biến thành một quầng sang. Kim quang chợt hiện, sau đó xuất hiện một tiếng vỡ giòn tan. Mà ngay trong nháy mắt công phu này, hàn lập lam mang chấp động rốt cuộc thấy rõ ràng là vật gì đánh tới, tam diễm phiến vung lên, đồng thời nghênh đón vật ấy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt khó có thể tin được. chương 1060, Ngao khiếu lão tổ. Phá tan màn ánh sáng do kim quang cháo biến thành rõ ràng là một viên châu màu nhũ trắng chỉ to cỡ quả đậu tầm, đúng là do thần niệm của nguyên sát thánh tổ áp xúc ngưng tụ, trực tiếp biến thành vật chất. Có thể làm được việc này thì có thể biết thần thức phải cường đại đến nhường nào. Trách không được tên ma vật này chỉ tùy ý một chút, ngay cả yêu thú cấp 10, tu sĩ hậu kỳ đều không thể mảy may ngăn cản. Trong lòng hàn lập hoảng sợ, tam diễm phiến trong tay chấp động ra vầng sáng ba màu, ngưng tụ quang diễm tạo thành một tấm lá chắn bằng lửa chắn trước người. Trên lá chắn này ba màu kim, ngân, hồng lưu chuyển chấp động, có vẻ thần bí dị thường. Tiếp đó, Hàn Lập không cần nghĩ ngợi hé miệng ra, một đoàn ánh sáng màu xanh bao quanh một cái đỉnh nhỏ bay ra khỏi miệng. Gần như cùng lúc đó, màn ánh sáng màu vàng rốt cuộc hoàn toàn tan vỡ, viên châu nhũ trắng lóe lên hiện ra trên tấm chắn bằng lửa. Một tiếng ầm vang lên, hỏa thuẫn chưa thể phát huy công dụng gì thì đã bị một kích phá vỡ, tam sắc hỏa diễm chẳng có chút tác dụng nào cả đối với viên châu, hạt châu ngay lập tức chui vào trong quầng sáng màu xanh. Đỉnh nhỏ trong quầng sáng xanh rung lên, vô số sợi tơ màu xanh được phun ra, kết thành lưới, viên châu kia bắn vào trong liền bị cản lại ngay ở quầng sáng màu xanh. Sắc mặt hàn lập mừng rỡ, còn ma tượng thì lại ngẩn ra, tử quang đại phát trong hai mắt, nhìn thẳng hư thiên tiểu đỉnh. Vẻ mặt huyền thanh tử cùng hùng thi ngạc nhiên, bọn họ đều nghĩ Hàn Lập nhất định sẽ giống như ngân xí quỷ giả dạ xoa trước đó, tự bạo mà chết trong nháy mắt. Trong tay huyền thanh tử thậm chí đã hé ra phá giới phù màu vàng nhạt, chuẩn bị mạo hiểm xem có thể phá tan bức tường ngăn cách không gian bỏ trốn hay không. Nhưng lại sợ làm như thế, sẽ lập thu hút công kích của ma tượng, cho nên vẫn còn trần trừ. Mà bên kia ngân nguy ớt đã biển thành tiểu hồ bay vụt đến bên người hoa thiên kỳ, lập tức một đoàn ánh sáng trắng từ trong cơ thể bạch hồ bay ra, sau khi lóe lên, liền nhập vào trong cơ thể hoa thiên kỳ lúc này thân hình hoa thiên kỳ run lên, ở giữa không trung đứng yên bất động. Lúc này thân hình hoa thiên kỳ run lên, ở giữa không trung đứng yên bất động. Có chút ý tứ, dĩ nhiên có thể ngăn cản một kích thần niệm của ta, để bản thánh tổ xem thử xem là bảo vật gì. Ma tượng lạnh lùng nói một câu, lập tức hướng về phía hàn lập ở xa xa, vẫy nhẹ vào không trung một cái. Một tiếng giọt, vang lên, một bàn tay to lớn đen nhánh như một ngọn núi nhỏ hiện lên trên đỉnh đầu của hàn lập, vô thanh vô tức hạ xuống. Trong lòng Hàn Lập phát lạnh, sau lưng vang lên tiếng sấm, muốn dùng lôi độn thuật chạy thoát. Nhưng mà ngay khi ngân quang hiện ra sau lưng, hắn đã cảm thấy không khí quanh thân ngưng trọng lại, trên người hiện ra vài đường khí màu đen, phong lôi xí không cách nào thi triển ra được một chút nào. Hàn Lập kinh hãi, thế mới biết lúc trước yêu vật tinh thông các loại pháp thuật là vậy, vì sao không thể trốn thoát. Đã rơi vào đường cùng, chỉ có thể sử dụng thần niệm thúc dục hư thiên đỉnh ở phía trước người, vô số sợi tơ màu xanh lập tức hướng không trung phá không nghênh tiếp, đồng thời hình nhân khôi lỗi khoát tay, sau một tiếng ầm ầm sấm dậy, một đạo thanh mang kèm theo từng tia điện xét màu vàng chấp động, đã nhanh chóng bắn đến bàn tay màu đen kia. Hư thiên đỉnh biến ra sợi tơ màu xanh tất nhiên cứng cắp vô cùng, nhưng cũng chỉ mới phóng ra được bí quyết tầng thứ nhất của thông linh bảo, hiển nhiên không thể phát ra nhiều uy năng. Kết quả là sau khi bị ma trường kiềm hãm, liền gãy ra thành từng khúc, mà mũi nhọn xanh biếc lóe lên đánh tới trên ma trường, kim hình cung chấp động đâm xuyên qua tạo ra một lỗ thủng lớn, nhưng liền đó hắc quang chợt lóe lên, lỗ thủng liền biến mất không thấy đâu nữa. Ma trưởng này vẫn cứ như không tiếp tục hạ xuống, đem thân hình hàn lập cứng rắn bắt vào trong tay, sau đó không chút khách khí dùng sức bóp chặt. Một tiếng phanh vang lên, thanh quang chấp động, thân thể hàn lập nổ tung ra. Lúc này ma tượng mới thỏa mãn buông lỏng năm ngón tay ra, trở tay lại chụp vào hư thiên đỉnh. Nhưng đúng vào lúc này, bỗng nhiên tiếng sấm vang lên, một đạo cầu vòng màu bạc chợt lóe lên vài cái, từ trong ma trưởng tuấn di đi ra, sau mấy lần chấp động thì đã hiện ra ở xa hơn 10 trường, hiện ra một bóng người, hiển nhiên là Hàn Lập. Chỉ là hắn hiện tại, sắc mặt tái nhợt dị thường, thần sắc tựa như bị tổn hao rất nhiều pháp lực. Mà tàn thi dưới ma chảo chợt lóe lên thanh quang, lại biến thành nhiều điểm linh quang ngưng tụ, hiện ra phù triện màu xanh, lại bất ngờ cuốn lấy hư thiên đỉnh biến mất tại chỗ, ngay sau đó hiện ra ở trên đỉnh đầu của Hàn Lập. Linh quang của phù triện này trở nên ảm đạm đúng là hóa linh phù Hàn Lập lấy được ở linh phù môn, Mặc dù phù triện này được Hàn Lập bồi luyện trong cơ thể mấy năm, nhưng để thật sự luyện hóa hoàn toàn thì vẫn còn quá sớm. Chẳng qua, Hàn Lập đã gia trì thêm vào hàng linh phù, hơn nữa phù này lại là thuộc tính Mộc, nếu không tiếc pháp lực cũng có thể miễn cưỡng thi triển thần thông của lá bùa này. Lúc này trong nháy mắt lúc ma trưởng chạm đến thân thể, hắn mới dùng lá bùa này biến thành hóa thân, mới thoát khỏi một kiếp. Một màn này làm cho những người khác tự nhiên lại sửng sốt. Nhưng sau khi ma tưởng thấy vậy, lại cười lạnh một tiếng lập tức nhấc một tay lên nhắm ngay Hàn Lập, đồng thời năm ngón tay hơi hơi cong lại. Trong lòng Hàn Lập trầm xuống, hôm nay dù pháp bảo của hắn có xuất ra hết, cũng không chắc có thể ngăn được một kích tiếp theo nữa. Rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể âm thầm cắn răng một cái, thúc giục chỗ pháp lực còn sót lại rót vào hư thiên đỉnh, khiến vật thể này hóa lớn, biến thành một thể lớn hơn một trượng chắn trước người. Đồng thời cả người kim hình cung, tử diễm niên cuồng xuất hiện, hóa thành linh quang hộ thể bao quanh cơ thể chính mình hình nhân khôi lối cũng chợt lóe lên hiện ra trước người hàn lập hai tay hợp lại giải sáng năm màu lưu chuyển không ngừng quanh thân sặc sỡ lóa mắt một mặt đã đem thân hóa thành pháp bảo phòng ngự ma tượng thấy những hành động liên tiếp của hàn lập từ mục lại hiện lên một tia khinh miệt năm ngón tay nhẹ nhàng bắn ra nhưng ở trong nháy mắt bỗng nhiên trước người ma tượng chợt lóe lên mấy cái mũi nhọn màu bạc lập tức một đoàn ánh sáng màu trắng từ hư không hiện ra nổ tung đúng là thần niệm của ma tượng mới vừa ra tay đã bị vật gì đánh tan mất Ma tượng nao nao, lập tức ở không trung giữa nó với Hàn Lập, một bóng người lóe lên, một hình dáng xinh xắn từ hư không hiện ra, một thân áo choàng màu bạc, đôi vành tai nhỏ nhọn, nhọn, lạnh lùng nhìn ma tượng. Đúng là một cô gái xa lạ có đôi vành tai nhỏ nhọn, nhọn, một thân mặc váy dài màu tuyết trắng. Ngươi là, ma tượng đánh giá người trước mắt, mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên. Ngân Nguyệt, Hàn Lập nhìn hình dáng nàng này, không khỏi hô nhỏ một tiếng. Nữ tử tóc bạc nghe được tiếng hô này của Hàn Lập, chậm rãi xoay đầu lại, lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ không chút biểu tình, cặp mắt đen lấy tỏa sáng làm cho Hàn Lập cảm thấy vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Nàng ngây ra liếc mắt nhìn Hàn Lập một cái, bỗng nhiên giơ tay hướng Hàn Lập hư không vẫy vẫy. Hàn Lập cả kinh, thân hình theo bản năng vội né đi. Một đạo ánh sáng trắng như tuyết từ không trung trên đỉnh đầu hiện ra chém xuống, cơ hồ chém sạt qua đầu vai Hàn Lập, ích tà thần lôi và tử la cực hỏa hình thành linh quang hộ thể nhưng lại vô thanh vô tức bị chém làm hai, không thể cản được chút nào hàn lập tựa như có thể cảm nhận được hàn ý lờ mờ theo đầu vai truyền đến sắc mặt hàn lập đại biến ta là đại công chúa bộ tộc ngân nguyệt linh lung ngươi với phân thân của ta đã làm những gì hẳn rất rõ ràng sau này còn dám dùng tên ngân nguyệt gọi ta ta sẽ giết ngươi nàng này điềm nhiên nói tuy rằng hàn lập vẫn chưa bị thương mảy may nhưng thần sắc khó coi dị thường sau khi nữ tử tóc bạc nói xong cũng không để ý tới hàn lập nữa mà quay người trở lại nhìn về phía ma tượng ở xa xa. Bộ tộc Ngân Nguyệt, người cùng thần sói ngao khiếu lão đầu lang kia có quan hệ gì? Ngoài suy nghĩ của chúng nhân, tên ma tượng này vẫn không vội vàng ra tay với nàng, ngược lại nhíu hai mắt lại hỏi một câu. Ngao khiếu yêu vương là gia tổ, ngân phát nữ tử tự nhiên trả lời, ngươi là cháu gái lão lang kia, ma tượng nhướng mày, hiển nhiên với câu trả lời này vượt ra ngoài dự đoán. Ngươi biết gia tổ, thần sắc linh lung nhất động, âm thanh có chút khác thường quen biết thì cũng không hẳn, nhưng hai lần viễn trinh đánh linh giới năm đó, đối với khiếu nguyệt yêu công của lão lang kia, ta cũng có vài phần bội phục. Ma tượng chậm rãi trả lời, nữ tử tóc bạc nghe được lời này, lòng mày nhướng lên, lại trầm mặc không nói. Người đã là hậu nhân của lão lang kia, ta cũng không có ý ý lớn hiếp nhỏ. Vậy đi, người có thể rời khỏi nơi này, ta sẽ không xuất thủ ngăn trở. Nhưng người phải lấy tên tổ phụ ngươi ra thề, sẽ không cản trở phân thần của bản thánh tổ làm việc ở giới này. Ma tượng trần chờ một chút, thanh âm chậm rãi nói ra. Hiển nhiên vị nguyên sát thánh tổ này, đối với vị ngao khiếu lão tổ kia cực kỳ kiêng kỵ. Thả ta rời đi, nguyên sát thánh tổ, ngươi không khỏi tự đại qua đó. Nếu là toàn bộ thần niệm của ngươi buông xuống dưới này, ta có lẽ sẽ xoay người bỏ đi. Nhưng chỉ với từng đấy chân ma khí lộ ra, nhiều lắm cũng chỉ được một phần mười thần niệm của ngươi đã là không tồi. Ta vì sao phải đi? Linh lung cười lạnh một tiếng, không khách khí nói. Mà tượng nghe được lời này của Linh Lung, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Chỉ là một tiểu bối hóa thần hậu kỳ, ngay cả thân thể cũng không có. Thế nhưng chẳng biết tốt xấu, cho dù chỉ có một phần người thần niệm, giết người cũng là dễ như trở bàn tay. Nhà đầu ngươi đã nói như thế, vậy không cần đi, bản thánh tổ cho ngươi hình thần câu diệt. Mà tượng tự hồ bị Linh Lung chọc giận, lúc này không hề do dự, một tay hướng nữ tử tóc bạc vẫy một chảo. Năm ngón tay mở ra, nhất thời phát ra tiếng xé gió suy suy vô số ánh tinh mang theo bàn tay to trung bắn nhanh ra trong nháy mắt một vùng lớn ánh sáng đẹp đẽ tràn ngập không gian khí thế kinh người vô cùng linh lung thấy vậy không nói hai lời hé miệng toát ra hơi thở thơm mùi đàn hương từ trong cặp môi thơm bay ra một khối vòng tròn nhỏ to cỡ bàn tay vòng này hoàn toàn đen nhánh nhưng sau khi có hơi phóng to ra trên mặt lại bỗng nhiên xuất hiện nhiều điểm ánh sáng từ bên trong có vẻ thần bí dị thường ánh tinh mang vừa bắn tới gần đó vòng tròn hơi chuyển động phát ra từng hồi ông ông âm vang đồng thời một lực hút vô hình từ trong vòng phát ra ánh tinh mang này nhìn không giống thứ tầm thường nhưng lại như con thiêu thân lao đầu vào lửa phương hướng biến đổi bắn vào trong đó trong nháy mắt ánh sáng mỹ lệ đầy trời đã bị càn quét không còn một chút nào nghịch tinh bàn ma tượng vừa thấy cảnh này thân hình chấn động kêu lên thất thanh thần tình có vẻ giật mình thi hùng vạn năm thủ hộ bên cạnh hoa thiên kỳ lúc này chỉ còn lại cái xác không vừa nghe đến âm thanh nghịch tinh bàn hai mắt nhất thời phát ra ánh sáng cắt gao nhìn vòng tròn ở trước người linh lung, trên mặt xuất hiện vẻ cổ quái. Mà đám người huyền thanh tử và thất diệu chân nhân từ sau khi nữ tử tóc bạc xuất hiện, cũng có chút run sợ, nhưng vừa nghe thấy tên nghịch tinh bàn, cũng không nhịn được sắc mặt biến đổi, liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó đồng dạng lộ ra tia tham niệm nhìn vòng tròn ở phía xa xa. Người cùng tứ đại yêu vương yêu tộc có quan hệ như thế nào, nghịch tinh bàn này chỉ có tứ đại yêu vương cùng tam hoàng trong nhân loại mới có tư cách có một cái. Sau khi nỗi khiếp sợ qua đi, khuôn mặt ma tượng hung dữ lớn tiếng quát. Trường 1061, đại chiến tái khởi. Ngươi cho rằng ta sẽ trả lời hay sao? Nữ tử tóc bạc lấy tay chỉ một cái, vòng tròn trước người liền dừng lại, lạnh lùng nói. Nếu ngươi là yêu tộc, dám chắc rằng không có quan hệ gì với tam hoàng của nhân loại, năm đó bảy đại yêu vương nhiều lần liên thủ đánh vào cổ ma giới của chúng ta, giết hại vô số người của thánh tộc chúng ta. Nếu ngươi có quan hệ cùng mấy người bọn họ, ta cũng không cần phải nể mặt khiếu ngạo lão tổ, đem người giết đi thì mọi việc đều được giải quyết xong thôi. Vẻ mặt ma tượng tràn ngập sát khí, tiếp đó trà sát hai tay, một cổ linh áp ngập trời bước ra bốn phương tám hướng, mà thân thể ma tượng vốn mơ hồ, nháy mắt đã hiện ra rõ ràng. Từng đạo tinh mang từ trong tay ma tượng bắn nhanh ra, nhưng mà không bắn về phía nữ tử tóc bạc, ngược lại chỉ bay vòng quanh thân của mình. Trong nháy mắt ma tượng từ một khối khí màu đen lại biến thành một gã khổng lồ trong suốt, nhưng hai mắt như cũ, vẫn phát ra từng tia sáng tím làm người ta cảm thấy sợ hãi. Đừng tưởng rằng chỉ một cái nghịch tinh bàn liền có thể lộng hành ở trước mặt bản thánh tổ, chúng ta cũng muốn nhìn xem, ngươi thật sự có thể tiếp được một kích này của ta không?" Trong miệng người khổng lồ phát ra những âm thanh lạnh lùng, một tay đưa lên, ánh tinh quang lưu chuyển trong lòng bàn tay, dường như có đồ vật nào đó đang muốn bay ra. Nữ tử tóc bạc linh lung nhìn thấy cảnh này, không có một chút nào kinh hoàng, ngược lại trên mặt hiện ra một nụ cười khẽ, hòa tan cả trời đông giá rét, trăm hoa đua nở, vẻ mặt lúc này cùng với vẻ lạnh lùng lúc trước khác nhau rất lớn. Giống như biến thành người khác vậy. Người cho là người còn có thời gian ở lại giới này sao? Người có ý gì? Đôi mắt tím của người khổng lồ trong suốt chợt lóe lên, hơi bị sửng sốt. Đúng lúc này, những cột đá vốn vẫn quay xung quanh tế đàn, đột nhiên có hơn 10 cái linh quang chợt tắt đi, ảm đạm không một chút ánh sáng, trận pháp cực lớn vốn vẫn đang được kích phát bỗng nhiên dừng lại. Hắc ma khí đang từ bên trong tế đàn cung cấp không ngừng cho ma tượng bỗng nhiên bị dừng lại. Người khổng lồ trong suốt vừa thấy cảnh này, nhất thời lộ ra vẻ kinh sợ. Bởi vì vừa rồi hắn dùng thần niệm hấp thụ thân thể cổ ma, đã đem chân ma khí ban đầu tiêu hao hết, giờ lại bị chặt đứt nguồn cung cấp ma khí như vậy, hậu quả sẽ như thế nào, hắn sao lại không biết. Lúc này miệng hắn phát ra một tiếng kêu to, đưa bàn tay lên, quang mang chợt lóe, một đạo vừa mới xuất hiện, tinh trụ đột nhiên phun ra. Nhưng tinh trụ này vừa mới phun ra được một nửa, thì nguyên sát thánh tổ bỗng phát ra vài tiếng giống không cam lòng, thân thể đang được tinh hóa vỡ ra từng mảnh nhỏ. Ẩn chứa bên trong thần niệm của Nguyên Sát Thánh Tổ lúc này đã không còn thân thể để chứa đựng, trời quang mây tạnh, trong nháy mắt hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Mà nửa thanh tinh trụ kia chợt lóe lên, lướt tới phía trước người nữ tử tóc bạc. Nhưng nàng sớm đã có sự chuẩn bị, nàng vung nhanh tay ra, một đạo pháp quyết màu bạc đánh lên vòng tròn ở trước người. Lập tức vòng tròn điên cuồng nở to ra, tinh quang lập lòe bất định, nửa thanh tinh trụ cũng bị hút vào trong. Nhưng hiển nhiên lần công kích này cũng không tầm thường tuy rằng chỉ là một công kích không toàn lực cũng vẫn làm cho nghịch tinh bàn kêu vang lên sau đó rung lên bị bắn về phía sau ở phía sau nét mặt linh lung liền biến sắc hiển nhiên tình hình này nắm ngoài dự liệu của nàng không kịp suy nghĩ vội dơ bàn tay ngân quang chợt lóe lên nhẹ nhàng bay tới lưng của vòng tròn nhưng mà vòng tròn này mới chỉ thoáng dừng lại một chút thì lập tức đại phát tinh quang nửa đoạn tinh trụ kia lại bất ngờ lóe ra từ trên lưng của tinh bàn hung hăng đánh lên phần bụng dưới của linh lung nữ tử tóc bạc hiển nhiên không ngờ tới được sẽ gặp phải chuyện này nên vô cùng hoảng sợ ngân quang quang hiện ra quanh thân nhưng đoạn tinh trụ này không gặp một chút khó khăn nào mà dễ dàng xuyên thủng qua thân thể nữ tử nàng kêu lên một tiếng đau đớn thân hình ngã xuống trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ nhưng một tay lại lập tức chợt lóe ngân quang nhanh chóng đặt trên miệng vết thương làm cho không người nào có thể thấy được rốt cục nàng đã bị thương như thế nào thì ra thân thể của nàng vốn là do thần niệm cường đại ngưng tụ mà thành Công kích bình thường căn bản là không cần phải để ý, nhưng đoạn tinh trụ vừa rồi cũng là do thần niệm cường ngưng tụ mà thành nên người nàng bị thương nặng cũng không có chút nào ngạc nhiên hết. Một màn vừa rồi làm cho mọi người hoa cả mắt và khiến cho họ ngây ngẩn cả người. Đám người Huyền Thanh Tử thấy tên ma tượng kia đã bị giải quyết, tự nhiên là hết sức vui mừng, mà phân thân của Nguyên Sát Thánh Tổ biến thành nữ tử mặc áo giáp đen thì phát ra tiếng kêu kinh ngạc khó mà tin được nó tốn biết bao nhiêu tâm cơ mới gọi về được thần niệm của bản thể thế nhưng lại dễ dàng bị đánh tan như vậy mà cột đá nào cũng cứng rắn dị thường không bị ai công kích hết thì tại sao lại mất tác dụng nữ tử mặc giáp đen vừa kinh sợ vừa nghi vấn đầy bụng nhưng khi ánh mắt của nàng đảo qua gốc của những cột đá bị hủy diệt thì lại biến sắc đột nhiên đưa tay hướng một trong những cột đá đánh ra một chảo cách không một hạt trâu nhìn như hoàn hảo không tổn hao gì đột ngột từ mặt đất mọc lên vang lên một tiếng ầm ầm rồi vỡ vụn ra rơi là tả xuống mặt đất Đám người huyền thanh tử thấy nữ tử mặc giáp đen hành động quái dị như vậy thì bất giác tất cả đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy mặt đất nước ra ngay chỗ cột đá gồ ghề, lởm chởm không đồng đều, rõ ràng như là bị cái gì đó cắn đứt. Mặt nữ tử mặt giáp đen trầm tĩnh như mặt nước, lập tức đưa tay hướng mặt đất đánh một kích. Một tiếng kinh thiên động địa vang lên thật to, một hố to sâu vài trường xuất hiện ra trong vụ nổ, mà ở trong đá vun bay ra khắp nơi, bất ngờ có nhiều điểm sáng màu vàng xen lẫn bên trong bay tung ra bốn phía. Bàn tay còn lại của nữ tử giáp đen thì hướng chỗ đó phất một cái, một ít kim quang bị đổi phương hướng, bị hút về phía bàn tay của nàng. Liếc mắt nhìn ánh vàng rực rỡ này một cái, cô nàng này giật mình hô lên danh tự, phệ kim trùng, trùng này là do ngươi sắp đặt từ trước sao? Nữ tử giáp đen thản nhiên siết tay, hung hăng chừng mắt hướng về phía linh lung, sắc mặt thay đổi liên tục. Nữ tử tóc bạc cười lạnh một tiếng, ngân quang ở trên bụng chợt tắt, thu bàn tay về, bụng của nàng vốn dĩ bị xuyên thủng thành một lỗ lớn thế nhưng giờ không còn sót lại chút gì nghịch tinh bàn chẳng lẽ đúng như lời thuật lại có thể xuyên qua các giới là bảo vật dùng để triệt tiêu đại bộ phận lực lượng linh hồn công kích ánh mắt huyền thanh tử vốn đang bất động nhìn vòng tròn bỗng nhiên mở miệng huyền thanh tử đạo hữu người nói cái này là có ý gì chẳng lẽ còn dám sinh tâm vọng tưởng sao trước người vạn năm thi hùng phiêu phù một thanh quang nhận màu máu âm trầm nói ha ha hùng đạo hữu nói đùa hiện tại ma vật chưa bị diệt, chúng ta như thế nào lại làm loại chuyện này? Đại địch vẫn còn trước mặt, lúc trước do phải dùng thần niệm để gọi về bản thể, khẳng định đã làm cho tên này tiêu hao không ít ma khí, giờ phút này trận pháp đã bị hủy, chính là thời cơ tuyệt hảo cho chúng ta giết tên ác ma này, các vị đạo hiếu, chúng ta đồng loạt động thủ đi, thất diệu chân nhân cười ha ha, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía nữ tử giáp đen. Phân thân của nguyên sát thánh tổ biến thành nữ tử giáp đen nghe vậy bỗng nhiên nở nụ cười lạnh, Người yêu ma này sao còn cười, hiện tại vị thánh tổ kia đã không còn ở dưới này, người còn cho là mình còn có thể chống đỡ được chúng ta sao? Trên mặt huyền thanh tử chợt lóe nét tàn khốc, quát lớn. Hắc hắc, nếu người thật sự là nghĩ như thế, đã sớm ra tay đánh bản thánh tổ rồi chứ đâu còn đứng nhìn ở chỗ quốc thế, hiện tại tình hình của ta đúng là không tốt, nhưng các người có năng lực chống đối với ta sao? Không kể bảo vật đều bị hủy, hiện tại ngay cả pháp lực cũng hơn thua không bao nhiêu, hơn nữa các ngươi thực sự nghĩ rằng mấy cây cột bị hỏng hơn nữa các ngươi thật sự nghĩ rằng phá mấy cây cột thì trận pháp không thể dùng được nữa hay sao mặt nữ tử giáp đen lộ ra vẻ quỷ dị nói sau đó thân hình đột nhiên nhoáng lên quỷ dị hiện ra ở trước tấm bia đá năm ngón tay mở ra đặt vào hóa long si khảm trên tấm bia đá vốn đang vì những cột đá bị phá hủy khiến tấm bia đá nằm im lìm bỗng nhiên chợt lóe lên hắc mang lại lần nữa rung lên hầu như cùng lúc đó tại cánh cửa nằm giữa những cột đá bị hủy ma phong đột nhiên nổi lên từ dưới đất trồi lên hơn 10 cây trụ khí màu đen, những cái trụ khí này phát ra âm thanh vù vù, một lần nữa những cột đá lại chấp động linh quang. Toàn bộ trận pháp lại được vận hành một lần nữa. Không tốt, cùng nhau xông lên ngăn cản tên ác ma kia. Huyền Thanh Tử vừa thấy cảnh này, thần sắc đại biến, không kịp suy nghĩ điên cuồng huy động thiên A thần kiếm ở trong tay, phát ra đạo đạo kiếm quang vàng đậm chém thẳng tới, cùng lúc đó liền độn quang, hướng tế đàn bay tới hùng thi và thất diệu chân nhân cũng không dám chậm trễ lúc này một huyết quang và một đoàn linh quang gào thét đánh tới búa lớn trong tay khuê linh vung lên từng đạo từng đạo ngân mang hình tròn lớn nhỏ bay ra mà ngay cả lâm ngân bình cũng vung tay áo thâm lên một đôi loan đao hồng nhận hóa thành hai đạo hỏa quang chém tới dường như vừa rồi sau khi bị nữ tử giáp đen gọi về ma tượng tàn sát một lúc tất cả tu sĩ cùng nổi lên lòng căm thù đối với kẻ cừu địch chung tất cả bọn họ đều lo sợ tên ma đầu này phá được phong ấn lại sẽ dùng khế ước triệu hồi về một cái gì đó đáng sợ như lúc trước cái loại thực lực khủng bố này thực sự là không thể đánh lại được làm cho tất cả đám tu sĩ nơi đây tuyệt không muốn nếm thử thêm lần nữa mà hai tên có cánh chim ưng do ma vật hóa thân kia cũng đồng thời đánh về phía mấy người trong lúc này xung quanh tế đàn ma khí quay cuồng linh quang bay loạn xạ một hồi đại chiến lại bùng phát nhưng vào lúc này vẫn còn có hai người vẫn chưa ra tay hơn nữa họ lại đang đối mặt với nhau ngươi nói cái gì sau khi hàn lập mới vừa nghe được đối phương bất ngờ truyền âm trong lòng trầm xuống ta nói ngươi cho ta mượn hư thiên đỉnh dùng một lát nữ tử tóc bạc vô cùng bình tĩnh nói ánh mắt nhìn thẳng hàn lập hư ta tại sao phải cho ngươi mượn đồng tử hàn lập hơi co lại hư lạnh một tiếng nói nữ nhân tóc bạc ở trước mắt tuy rằng không biết có được bao nhiêu trí nhớ của ngân nguyệt nhưng tuyệt đối đã thành một nữ tử xa lạ tự nhiên hàn lập cảnh giác vạn phần vì sao ư Tất nhiên là mượn đỉnh này để đem phân thân Thiên Lan Thánh thú ra dùng một lát. Cái gọi là Thiên Lan Thánh thú kia cũng là một đại nhân vật rất có danh tiếng ở linh giới. Phân thân được ngưng tụ này vừa đúng lúc có thể dùng làm thân thể tạm thời của ta, nếu không chỉ bằng thân thể thần niệm hiện tại hay thân thể nhân loại, cùng thân thể ngân lang của ta đánh nhau thì sẽ chịu không ít thua thiệt đâu. Nữ tử tóc bạc liếc xéo đám người Huyền Thanh tử một cái, lạnh lùng nói: "Không cho mượn, thật ra ngoài dự đoán của vị linh lung tiên tử này, ánh mắt hàn lập chợt lóe lên, lập tức từ chối. Ngươi nói cái gì, con mắt nữ tử tóc bạc phát lạnh đi, đột nhiên sát ý nổi lên. Nếu thần niệm thân thể của vị nguyên sát kia đã biến mất, ta nhìn không ra vì sao còn muốn tiếp tục đánh như vậy. Hàn lập nhìn chằm chằm nàng này, trả lời không chút khách khí. Đây là do ngươi muốn tìm cái chết, Linh Lung vừa nghe lời nói ấy của Hàn lập, nàng ta quá giận dữ bèn cười rộ lên, ngón tay ngọc nhỏ và dài vừa nhấc. Nhất thời theo đầu ngón tay toát ra tinh mang to lớn, lập lè lóe lên bất định, dường như tùy thời đều có thể bắn ra. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên ở hướng tế đàn, từ trong đám ma khí dày đặc một luồng sát khí mạnh mẽ gào rít truyền ra, một tên ma vật ba đầu sáu tay thật lớn mơ hồ hiện ra. Chương 1062, Già luân chiến ma. Nữ tử tóc bạc vừa thấy ma vật này xuất hiện liền biến sắc, tinh mang trong tay vừa lóe lên chợt biến mất, lớn tiếng hướng Hàn Lập quát. Nó mạnh mẽ đem ma công tăng lên đến cực hạn, ngươi nếu không đem đỉnh kia cho ta mượn, thì trong chúng ta không ai có thể cản nổi nó linh lung vừa nói xong câu này liền nghe trong sương mù phát ra tiếng giống to một đạo cột sáng thô to màu đen phá không bay ra vừa lúc đánh về phía lão đạo huyền thanh tử lão đạo kinh hãi cổ kiếm trong tay múa thành một đoàn vô số đạo kiếm khí màu vàng hùng dũng bay ra cuối cùng cũng miễn cưỡng ngăn chặn được thế nhưng đúng lúc này trong ma khí có một trận quay cuồng mãnh liệt một tam thủ ma ảnh khổng lồ bỗng nhiên từ trong ma khí lao ra chợt lóe lên sau đó biến mất không thấy bóng dáng. Huyền Thanh Tử đang ngơ ngẩn ở trên không trung, hắc mang lại lóe lên, không một tiếng động, tam thủ ma ảnh từ trong hư không hiện ra. Huyền Thanh Tử dù sao cũng đã từng tranh đấu, trải qua không biết bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ, kinh nghiệm tự nhiên phong phú vô cùng, cơ hồ ngay khi cự ma xuất hiện, liền lập tức cảm ứng được. Cổ kiếm trong tay không chút do dự hướng về phía sau chém tới. Đồng thời thân hình nhoáng lên một cái, cả người liền xoay tròn Thân hình hóa thành một luồng ánh sáng bay nhanh chạy trốn. Sau khi hai đầu ở hai bên của Tam thủ ma ảnh nhe răng cười một tiếng, liền mở ra cái miệng khổng lồ, hai đạo quang trụ màu đen liền phun ra, một đạo kiếm khí do cổ kiếm phát ra dễ dàng bị một đạo đánh tan nát, một đạo khác thì lại đuổi theo ánh tinh mang do huyền thanh tử biến thành, dễ dàng bao phủ nó vào bên trong. Bát quái kính và một cái ngọc bội biến thành màn hào quang dùng để hộ thân của lão đạo bị tan rã trong phút chốc, không thể ngăn cản được một chút nào. Lão đạo kinh hãi, Cổ kiếm ở trong tay vội vàng huy động, kiếm quang trói mắt bao bọc thân hình bên trong. Kết quả từ trong hắc quang một tiếng bạo liệt truyền ra. Chỉ thấy hoàng mang lóe lên vài lần, liền biến mất vô tung vô ảnh. Lão đạo sau khi hét thảm một tiếng, từ đó lặng ngắt như tờ. Mà như chỗ đó đã biến thành trống không, dường như ngay cả pháp bảo trên người cùng Nguyên Anh đều bị cột sáng làm cho hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Những người khác thấy vậy, không khỏi ngẩn ngơ. Vừa rồi song phương giao thủ trong thời gian dài như thế, lão đạo đều bình yên vô sự nhưng hiện giờ hai bên tranh đấu chỉ vừa mới bắt đầu liền dễ dàng bị giết cục diện này quả thật đã làm cho mọi người cảm thấy bị chấn động bất quá những người khác sau khi bình tĩnh trở lại cũng đã thấy rõ ràng hình dáng của cự ma ba đầu này tất cả đều cảm thấy phát lạnh trong lòng thoạt nhìn cự ma quả nhiên là do nữ tử giáp đen biến thành lúc này thân hình nàng cao ba bốn trượng đầu ở giữa cũng giống như lúc trước vẫn là khuôn mặt nữ tử tuyệt đẹp nhưng hai bên trái phải lại là hai cái đầu sói màu đen, đáng sợ dị thường. Hơn phần nửa thân thể cự ma được chiến giáp ngăm đen bao trùm, phần còn lại và tứ chi phủ đầy lông sói đen xì. Bàn tay bao phủ vảy màu xanh đen, lòng bàn tay trắng bóc, nhưng người ngón sắc nhọn dị thường, chấp động hắc mang âm hàn. Bất kể tên cự ma này ở dưới hình dạng nào, vừa rồi tung một kích đã giết chết huyền thanh tử, thực lực của nó làm cho người khác đều vô cùng khiếp sợ nhưng sau khi sử dụng một kích này tên cự ma cũng đã hao phí không ít nguyên khí tuy bề ngoài có vẻ như vẫn hoàn hảo nhìn không có gì khác thường nhưng cái đầu ở giữa sắc mặt lại tái nhợt ngay cả tử mang trong mắt cũng ảm đạm đi ít nhiều hai tên ma vật mình người cánh ưng vốn đang ở trong ma khí nhả khí phun mây sau khi ma vật ba đầu hiện thân cũng biến mất không còn thấy bóng dáng không biết có phải là do tên cự ma này sau khi biến thân rốt cuộc không thể duy trì nhiều ma khí như vậy thi hùng Văn Sĩ Trung Niên thấy tên cự ma trở nên yếu ớt như vậy, liếc mắt nhìn nhau một cái, không chút do so dự tiếp tục vây công đánh tới. Tuy rằng không biết tại sao tên cự ma này lại trở nên đáng sợ như vậy, bọn họ cũng không cam tâm đứng chờ để bị tiêu diệt từ từ như vậy. Trong nháy mắt huyết quang, ngân mang, hồng quang cuồn cuộn bay đến, đem cự ma bao vây bên trong, không cho nó có cơ hội để phục hồi. Mà vừa rồi sau khi thi triển ra uy năng cường đại, cự ma ba đầu dường như thật sự không có sức tạo ra công kích giống như thế nữa chỉ có thể miệng thổi khí đen, sáu tay múa loạn, miễn cưỡng ngăn cản mà thôi. Không đúng, nữ tử tóc bạc chính đang hướng Hàn Lập mượn hư thiên đỉnh bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Sau khi quát khẽ một tiếng, thân hình mơ hồ biến mất tại chỗ, lập tức thân hình nàng lại chợt lóe lên, hiện ra ở trên không trung, nơi tế đàn phủ đầy ma khí. Nàng chăm chú nhìn ma khí dày đặc bên dưới, một lát sau hai hàng lông mày nhướng lên, dưới sự bảo vệ của một tầng tinh quang, chui vào trong ma khí. Hàn Lập thấy vậy hơi ngẩn người vừa rồi hắn mạnh mẽ từ chối như thế tuyệt không sợ yêu phi linh lung này thực sự ra tay đối với hắn bởi vì lúc trước hắn đã âm thầm thử qua vẫn có thể thông qua phi kiếm trong cơ thể cảm ứng được sự tồn tại của khí linh xem ra mặc dù đối phương đã dung hợp nguyên thần của ngân nguyệt nhưng một bộ phận nguyên thần là khí linh của hắn thì vẫn không có chút thay đổi nào tuy rằng thần niệm đối phương cường đại hắn không thể nào khống chế được đối phương nhưng khẳng định nàng này cũng sợ ném chuột vỡ đồ quý có trời biết nếu nàng ta thật sự ra tay công kích làm bị thương nặng hoặc giết chết Hàn Lập thì không biết sẽ xuất hiện chuyện quái quỷ gì nữa. Dù sao loại chuyện một bộ phận nguyên thần trở thành khí linh của người khác, trước đây nàng cũng chưa từng nghe qua. Hiện tại Hàn Lập thấy nữ tử tóc bạc bỗng nhiên bỏ hắn mà đi, tự nhiên cũng cảm thấy nghi hoặc trong lòng, nhìn tế đàn bị ma khí hắc ám bao quanh, mặc dù hắn có minh thanh linh nhãn, nhưng cũng không cách nào thấy rõ cái gì. Hàn Lập nhướng mày, ánh mắt đảo qua cửa ma ba đầu đang cật lực chống đỡ thế công, không có lực hoàn thủ, lại nhìn cột đá vẫn hơi chấp động linh quang, ma khí trên tế đàn cũng không có gia tăng thêm được chút nào, lúc này trong lòng vừa động, lập tức không do dự hai tay hợp thành một thủ ấn, trà sát 10 ngón tay, kim quang chợt lóe, những tiếng sấm nho nhỏ liên tiếp vang lên. Hơn 10 đạo lôi điện bắn nhanh ra, mục tiêu là hơn 10 cây hắc khí đang biến ảo thành cây cột. Tia sét còn chưa có tới nơi, tiếng sấm sét đã vang trời, ở trong đó kim mang chấp động, nhưng những cột khí màu đen lại một lần nữa bị sụp đổ, dường như những cột khí màu đen chỉ là những ảo ảnh bình thường, không riêng gì hàn lập, những người khác thần sắc cũng đại biến, mà dường như cùng lúc đó trên tế đàn bỗng nhiên truyền đến tiếng quát to rét lạnh dị thường của nữ tử tóc bạc nguyên sát thánh tổ, chân thân của ngươi quả nhiên vẫn còn ở đây. hắc hắc, thiên luân hóa ma đại pháp của bản thánh tổ cũng không tệ lắm a, à, người này tư chất không tồi, không uổng công ta ngay từ đầu đã thi triển bí thuật đưa hắn vào trong vòng phong ấn, đáng tiếc thời gian để truyền chân ma khí vào quá ngắn ngủi không thể chân chính hóa thành hình dạng ba đầu giả luân chiến ma, nhưng một khi đã mặc ma giáp của ta vào, lại còn dung hợp làm một với hóa thân của ta, một kích toàn lực của nó cũng không thể kém hơn so với tu sĩ hóa thần kỳ, đáng tiếc chân ma khí của ma giáp có hạn. Nếu không chỉ bằng vào nó, cũng đủ để giết hết tất cả các ngươi. Trong tế đàn cũng truyền ra tiếng cười đắc ý của nữ tử giáp đen. Đám người thất diệu chân nhân, khuê linh, đang vây công cử ma ba đầu nghe thấy vậy, không khỏi không kinh ngạc. Đúng lúc này, quanh người cự ma ba đầu hắc quang phóng ra mạnh mẽ, vẫn là ba đầu nhưng tướng mạo hình dáng lại có biến đổi lớn. Một cái ở giữa biến thành gương mặt nam tử có một sừng, trong mắt quang mang hồng tím chấp động, nhưng khuôn mặt rõ ràng chính là quái nhân đầu to lúc trước biến mất, hai đầu hai bên là gương mặt của cự ma thân người cánh ưng, có vẻ như đây là ba cự ma bị dung hợp thành nhất thể. Nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này, cho dù là một kẻ từng trải như thất diệu chân nhân, đã gặp qua không biết bao nhiêu sự vật đáng sợ, giờ phút này cũng lộ vẻ sợ hãi, thế công trên tay hơi bị chậm lại. Ngay khi hình dáng cự ma hiện ra, cái đầu ở giữa liền ngẩng lên kêu to một tiếng, chiến giáp màu đen trên người điên cuồng bành trướng, trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân cự ma, ngay cả ba cái đầu đều được chiến giáp bao phủ kín mít, đồng thời sáu cánh tay huy động, hai thanh trường đao màu đen, hai thanh trường mâu màu đen, hai thanh kiếm đen đồng thời hiện lên trong cả sáu bàn tay. Sau đó cự ma này hừ lạnh một tiếng tràn ngập sát ý, đột nhiên đánh về phía đám người thất diệu chân nhân. Mà đúng lúc này, ở trong ma khí phía xa xa lại truyền đến vài tiếng buồn bực, tiếp đó một loạt các tiếng nổ liên tiếp nổi lên, toàn bộ tế đàn đột nhiên rung chuyển mạnh mẽ. Nguyên sát thánh tổ, người muốn làm gì? Trong ma khí truyền đến âm thanh kinh sợ của nữ tử tóc bạc. Ta muốn làm gì ư, chỉ cần có thể phá hủy phong ấn, nhiệm vụ của bản thánh tổ đã hoàn thành. Không có linh giới nhúng tay vào, nhân giới này làm gì có năng lực tiếp tục giam cầm chân ma khí, việc nó trở thành một phần của cổ ma giới chúng ta chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi thanh âm châm biếm của nữ tử giáp đen vừa dứt, ma khí xung quanh tế đàn giống như bị nam châm hấp dẫn, bỗng điên cuồng hướng về phía trung tâm tế đàn ngưng tụ lại. Chỉ trong vài cái hô hấp, ma khí ở xung quanh không còn sót lại chút nào, tất cả ma khí cũng không vào tế đàn mà nhập vào một người, đó là vị nữ tử giáp đen kia, trên người của nàng không còn thấy bóng dáng ma giáp nữa, thế nhưng trên tay nàng đã hình thành một đầu lâu màu đen sáng bóng. Mặt ngoài đầu lâu hắc mang chấp động, cả vật thể lùi lõm bất định, nhưng nhìn cẩn thận thì bên trong giường như còn có ngũ sắc linh quang chấp động. Mới vừa rồi tất cả ma khí chính là bị đầu lâu này hút vào trong nó. Hàn lập nhìn thấy cảnh này, trong đầu linh quang chợt lóe, nhất thời nhớ tới khi thần niệm thân thể của nguyên sát thánh tổ buông xuống, ngũ sắc linh quang lấy từ trên người linh tê khổng tước, lẽ nào đúng là vật ấy sao? Mà nữ tủ giáp đen lại mang hình thái kỳ dị, cả người ma khí quay cuồng, một tay nắm quang cầu, một tay niệm thần chú. Ở trên người nàng dần hiện ra một cái quang ảnh mờ mờ, Rõ ràng là cùng ma tượng lúc trước giống nhau. Quang ảnh này lại hành động giống như hành động của nàng. Một tay để chống cũng nâng lên, một tay niệm thần chú. Lúc này, thân hình yểu điệu của Linh Lung lại hiện ra một bên tế đàn, ngửa đầu nhìn trời, trên mặt ngọc tràn đầy vẻ phẫn nộ. Hàn Lập kinh ngạc quay lại nhìn, lúc này mới phát hiện ra vốn dĩ đang ở trên không trung cùng bát linh thước rằng co, hắc phong kỳ lúc này lại xảy ra biến hóa kinh người. Linh bảo này hóa thành cự mãng màu đen, cũng không biết từ khi nào lại hóa thành một vòng gió xoáy mờ mịt, viên cầu này dường như lầu các bàn khổ, bên trong vô số lốc xoáy màu đen xoay tròn không ngừng, làm cho người ta sau khi nhìn vào, liền cảm thấy đầu váng mắt hoa. Hai viên cầu màu đen một lớn một nhỏ, quỷ dị xuất hiện ở hai nơi cao thấp, hàn lập nhất thời có một loại dự cảm không tốt. Cho dù hắn không biết nữ tử giáp đen đang muốn làm cái gì, nhưng nhìn hai viên cầu ẩn chứa vô tận ma khí cùng linh lực này, đã khiến người khác kinh sợ, quyết không thể để cho chúng nó có thể tự do hành động. Trong giây phút Hàn Lập vừa có quyết định, lập tức thần niêm trợt động, khôi lỗi bên cạnh chợt vẫy tay một cái, một đạo ô mang bắn ra, mục tiêu chính là phong cầu trên không trung. chương 1063, lốc xoáy, cái bắn nhanh ra ngoài kia là một khẩu phi đao dùng hắc tùy toàn luyện chế, phi đao này độn tốc cực nhanh, xem như pháp bảo tốt nhất của Hàn Lập. Bên này vừa mới thả ra, bên kia đã hung hăng đánh lên trên phong cầu. phảng phất như một cái chảo nóng để vào một bát nước lạnh, Lưỡi phi đao chợt lóe lên rồi trực tiếp nhập vào trong đó, phong cầu chợt sống lại, lốc xoáy màu đen bên trong rung lên mãnh liệt, đồng thời phát ra tiếng động ầm ầm, mặt hình cầu cũng bắt đầu lùi lõm không quy tắc, linh áp hỗn loạn đáng sợ gần đó giống như núi lửa sắp bùng nổ, hết sức căng thẳng. Một màn này làm cho tiếng cười to đắc ý của Hắc Giáp nữ tử ngừng lại. Mà nữ tử tóc bạc sau khi hơi cân nhắc rồi lại nhớ ra cái gì đó, trong đôi mắt đẹp hiện ra sự vui vẻ, nhẹ nhàng thở ra. Không có khả năng, chỉ là một thanh phi đao làm sao có thể quấy nhiễu Hắc Phong Kỳ? Nữ tử toàn thân một màu đen thốt lên với vẻ không tin. Nhưng chính mắt thấy phong cầu trên đầu sắp bị nổ tung, lúc này không một chút chần chừ mà nâng hai tay bấm niệm thần chú, lại hướng quang cầu màu đen trên tay mình nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo pháp quyết màu xám không bắt mắt bắn vào trong đó. Một tiếng phốc suy vang lên, quang cầu thoáng run lên, rồi lập tức rung lên phun từ bên trong một cây trụ có ánh sáng màu đen chợt lóe lên lập tức nhập vào trong phong cầu trên không trung vốn đang rung động mạnh bỗng nhiên phong cầu yên tĩnh lại sắc mặt hàn lập trầm xuống nhân hình khôi lối cùng lúc thúc giục pháp quyết phi đao hắc tỷ toàn đang nhập vào trong phong cầu bắt đầu điên cuồng phát triển hình thể hắc quang chấp động tại trong phong cầu nổi lên một trận va chạm loạn xa không đầu không đuôi phong cầu vừa mới an tĩnh lại trở nên bất ổn ngươi muốn chết hắc giáp nữ tử thấy vậy tự nhiên nổi giận cực kỳ không chút nghĩ ngợi rất hướng đúng ngay chỗ hàn lập trào một cái vào hư không một linh áp cố cực kỳ khổng lồ trong nháy mắt phủ xuống đầu Hàn Lập. Hàn Lập dùng mình, khi đang muốn thi triển phép thuật tránh né, thì linh lung vốn đang lơ lửng trên tế đàn đã sớm ra tay trước một bước. Nàng này hướng chỗ Hàn Lập đứng nhẹ nhàng vỗ một cái. Oanh một tiếng, một cái ma chảo màu đen cùng một cái bàn tay màu trắng cùng đánh tới một chỗ, nổ tung ra trên không trung, lập tức mấy đạo hắc mang và bạch quang xoắn vào nhau, phát ra những tiếng suy suy xe gió. Có ta ở đây, người cho là có thể dễ dàng giết hắn sao? Nữ tử tóc bạc phát ra một tiếng cười khẽ, một đôi mắt sáng như sao nhìn chằm chằm nữ tử giáp đen không chớp mắt nói: "Hắc giáp nữ tử mặt trầm như nước, yên lặng không nói gì cả." Nàng biết rõ rằng mặc dù nữ tử tóc bạc không có thân thể, lúc trước còn bị thần niệm bản thể của mình đánh một kích làm bị thương không nhẹ. Nhưng nếu thật sự muốn đánh bại tên đại địch này, không có tốn hơn nửa khắc thời gian, tuyệt không dễ dàng thành công. Vốn dĩ muốn đợi thêm chốc lát nữa, nắm chắc thêm được vài phần, nhưng xem ra không thể chờ đợi được nữa hắc giáp nữ tử liếc mắt một cái nhìn đại phong cầu tựa hồ tùy thời đều có thể mất khống chế trên không trung hít một hơi thật sâu thì thao lẩm bẩm hai câu bỗng nhiên thân hình nhoáng lên một cái thân thể lại giống như làn khói nhẹ theo gió tản đi xa biến mất không thấy bóng dáng linh lung ngẩn ra nhưng lập tức hai mắt toát ra nét tàn khốc tóc bạc trên đầu bỗng nhiên không gió mà tự động bắn nhanh ra vô số lưới bằng chỉ bạc hướng về một vùng không trung nào đó bên cạnh phong cầu chụp tới nhưng không chờ ngân ti hạ xuống một cỗ khí đen từ bên dưới thoát ra, nhanh chóng ngưng tụ lại thành hình, hóa thành một con hắc lang hai đầu to chừng một trường. Con sói này thấy ngân ti khắp không trung thì biến sắc, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Nhưng lập tức trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, nhẹ nhàng dung thân mình. Nhất thời từ bên trên lưng phát ra tiếng xe gió dường như giống như cung mạnh nỏ cứng, một lượng lớn mũi nhọn màu đen nhỏ bé bắn nhanh ra, trực tiếp nghênh đón vô số ngân ti kia. Hai người va chạm nhau trên không trung, bộc phát ra tiếng chói tai của binh khí chém nhau, Nhân cơ hội này, con sói đen lùi thân hình lại, một đầu chui vào bên trong phong cầu. Trong phong cầu, một chút run rẩy, tiếng nổ vang trời bỗng chốc biến mất, trong ngoài đều yên tĩnh lại. Cơ hồ cùng lúc đó, thông qua nhân hình khôi lỗi, Hàn Lập lập tức cảm thấy phi đao màu đen vốn đang di chuyển linh hoạt, bỗng nhiên chỉ trệ lại dường như mắc vào đầm lầy không thể thoát được. Hàn Lập dùng mình, thần niệm nhất động, trong nháy mắt nhân hình khôi lỗi phát ra toàn bộ linh lực, mạnh mẽ thu hồi phi đao ma tùy toàn, nhưng từ trong phong cầu phát ra tiếng hử lạnh lẽo theo gió bay tới, lập tức phi đao chấn động, nhưng lại mất đi mối liên hệ với phân niệm khôi lỗi. Hắn thật sự cả kinh, đây không phải chuyện nhỏ, không kịp suy nghĩ nhiều hai tay chập làm một, mạnh mẽ dương lên lần nữa, hai cỗ kim hồ to bằng miệng bát phun ra, cùng lúc xoay quanh các phi kiếm đang rung lên mạnh liệt, sau một hồi nổi xét, bỗng nhiên vô số kim hình cung từ trên tất cả phi kiếm bật lên cao, hồ quang nháy mắt ngưng tụ thành hình, hóa thành một con kim sắc điện dao dài hơn 20 trượng quanh thân dao long này điện quang lóe ra không ngừng, dơ nanh múa vuốt, trong cơ thể phát ra tiếng sấm trầm thấp. Ngoại trừ một ít lôi điện dùng để sử dụng phong lôi xí, Hàn Lập đem tất cả ít tà thần lôi trong thanh trúc phong vân kiếm kích phát ra hết, thanh thế cường đại, làm cho tất cả mọi người đều bị giật mình. Hàn Lập không trì hoãn chút nào, điện dao vừa hình thành, liền lập tức hùng hổ đánh về phía quang cầu màu đen nhỏ hơn bên dưới. Quả cầu màu đen này cùng phong cầu to lớn trên không không giống nhau, hoàn toàn là dùng ma khí tinh thần ngưng tụ lại mà thành, bị nhiều ích tà thần lôi như vậy đánh chúng thì cho dù nó có cổ quái như thế nào cũng lập tức tan tành mây khói. Nữ tử tóc bạc đang thao túng chỉ bạc của mình cùng tế mang màu đen rằng co không dứt vừa thấy điện dao này, trong miệng không khỏi bật lên tiếng kinh ngạc. Tuy rằng nàng dung hợp nguyên thần của Ngân Nguyệt, nhưng cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy ích tà thần lôi dường như phát ra toàn bộ lực lượng. Uy thế của dao điện làm cho nào có chút giật mình. Ở trong phong cầu, Hắc Lang hai đầu đang dùng một vật dạng keo bán trong suốt vây khốn Hắc Tỷ toàn phi đao, thấy vậy cũng kinh hãi, hai mắt hóa thành đỏ sậm, hai cái đầu sói đồng thời trực tiếp phun ra hai cột sáng đỏ rực. Trong nháy mã y điện dép vào huyết trụ va chậm cùng nhau, nhất thời điện quang loạn xạ, huyết tinh bắn ra bốn phía, nhưng lại mạnh mẽ đem nhiều ích tà thần lôi như vậy chặn lại. Ngươi dám hủy thân thể của ta, linh lung vừa thấy cột sáng màu máu, dựng thẳng đôi mày thanh tú giận dữ quát lên. Cột máu kia hiển nhiên là do phân thân của nguyên sát thánh tổ trực tiếp kích phát thân thể máu huyết ngân lang phun ra, điều này không thể không làm cho chủ nhân của thân thể đó là nữ tử tóc bạc nổi lên giận dữ. người sẽ lập tức tan thành mây khói, còn có tâm tư bận tâm khối thân thể này. trong phòng cầu truyền ra tiếng cười lạnh của nữ tử giáp đen, nhưng nghe âm thanh coi bộ rất là yếu ớt. vừa nghe lời này, vẻ giận dữ trên mặt linh lung hiện biến mất không thấy, ngược lại trầm mặc xuống người ít tự đại đi. trình độ thần niệm của người cũng bất quá chỉ là hóa thần kỳ mà thôi, thông thiên linh bảo là loại bảo vật ra sao? người thực nghĩ đến có thể kiếp nổ hắc phong kỳ sao? Cho dù dẫn nổ, có thể đánh tan phong ấn hay không, vẫn là hai chuyện khác nhau. Có làm được hay không, người chẳng phải lập tức sẽ biết sao. Nữ tử giáp đen thấy phía dưới quang cầu rốt cục đem tất cả ma khí đều phun vào quả cầu này, khi đó cười âm trầm, lập tức thi triển thần thông. Cả phong cầu phát ra hắc mang lóa mắt tiếng rít nổi lên, ở bên trong tất cả lốc xoáy quỷ dị dung hợp lại thành một thể, hình thành nên một cơn lốc xoáy đường kính hơn 10 trượng, bên trong hắc quang chấp động, thân ảnh cự lang hai đầu xuất hiện ở trung tâm lốc xoáy, hai cái đầu này cùng phun ra quang mang kỳ dị màu đen bao vây lấy một cây cờ nhỏ đen nhánh, đúng là kiện linh bảo hắc phong kỳ. Theo lốc xoáy thành hình, một cỗ linh áp kinh người từ bên trong tỏa ra, phun ra một giải sáng năm màu. Giải sáng đi qua nơi nào, không gian xung quanh nơi đó hiện ra nhiều điểm bạch quang, hướng trung tâm lốc xoáy bay vút vào, hơn nữa càng ngày càng nhiều, thanh thế kinh người dị thường. Mà kiện linh bảo bát linh thước đã biến thành hoa sen bạc dường như cảm ứng được cái gì, quang hoa chợt tắt thông linh dị thường, một lần nữa biến thành một cây thước gỗ xanh biếc, sau một tiếng kêu nhỏ, ngay khi ảo ảnh tám con linh thú vây quanh, liền hướng phía trên bắn nhanh đi, trong chớp mắt biến mất trong không trung mây mù vần vũ không còn thấy bóng dáng. Vừa thấy tình hình này, thần sắc linh lung đại biến, không cần suy nghĩ hai tay bắt quyết, miệng mở ra phun một cái vòng tròn ra, đúng là nghịch tinh bàn. Ngón tay điểm một chỉ vào bảo vật này, nhất thời vật ấy quay tròn, lớn lên vài thước. Tay ngọc của nữ tử tóc bạc, năm ngón chia ra đặt trên lưng của vòng tròn, lập tức cả người nàng nổi lên quang mang trong suốt dị thường, mà trên vòng tròn tinh quang màu vàng đại thịnh dường như vô số tinh thần từ trung tâm vòng tròn trào nhanh ra. Hắc lang hai đầu ở trong trung tâm lốc xoáy thấy vậy, bốn mắt hiện lên vẻ khinh thường, tựa hồ căn bản không đem hành động của nàng đặt vào trong mắt. Mà lúc này, sau khi một vùng lớn bạch quang nhập vào lốc xoáy, làm cho không gian xung quanh lốc xoáy ông ông cộng hưởng. Có nhiều chỗ bắt đầu xuất hiện biến dạng vặn vẹo như là một tờ giấy trắng bành phẳng đột nhiên nhân lại mà càng gần lốc xoáy sự biến dạng không gian càng hiện rõ ràng mà hàn lập thấy tình hình như vậy hít một hơi sâu đã từng chứng kiến qua sự lợi hại của vết nứt không gian lúc này thân hình nhoáng lên hướng không gian bên cạnh bay đi con dối hình người như hình với bóng bay theo đương nhiên đồng thời với hành động của hắn không quên truyền âm vài câu trong miệng đang cùng ma vật ba đầu do quái nhân đầu to biến ra khuê linh và lâm ngân bình đồng thời biến sắc Bỗng nhiên không nói một lời bắn nhanh thân hình, nhắm phía sau mà phi độn bay đi. Thi hùng vạn năm cùng thất diệu chân nhân tự nhiên đã sớm nghe hát Lang và Linh Lung đấu khẩu lại thấy lốc xoáy màu đen quỷ dị, tự nhiên là biết tình hình cô ổn, nhị nữ bên này vừa hành động, một người một yêu này lập tức hóa thành một đạo huyết quang và một đạo thanh hồng đào tẩu. Bỗng nhiên trước mắt không còn địch nhân nào làm cho ma vật ba đầu ngẩn ra, nhưng lập tức thân hình nhoáng lên như chớp, ngay sau đó quỷ dị hiện ra ở phía trước thất diệu chân nhân đang độn quang lục kiện binh khí trong tay vung lên. Từng trận hắc quang, âm thanh bạo liệt vang lên, mạnh mẽ chặn thất diệu chân nhân lại. Thất diệu chân nhân tự nhiên nổi lên sợ hãi, đem bảy cái bảo vật phát huy tới cực hạn, hóa thành bảy đoàn quang cầu xoay chuyển không ngừng liều mạng chiến đấu, đồng thời thân hình chấp rộng đánh tới, muốn nhanh chóng bỏ rơi ma này. Nhưng không biết là thời gian quái nhân đầu to biến thành ma vật quá ngắn hay là hạn chế khi nhân loại biến thành cổ ma, tên ma vật này đầu óc dường như không tốt lắm, dường như liền nhận thức chuẩn một người văn sĩ trung niên, không tiếc pháp lực liên tục thuấn di đem thất diệu chân nhân quấn chặt lấy, khiến hắn không thể rời tế đàn quá xa. Trong lòng văn sĩ trung niên đại trầm, chương 1064, hắc động, lúc này linh lung khống chế nghịch tinh bản phát huy đầu tiên. Chỉ thấy ở bên trong tinh quang chợt lóe, vô số quang đoàn to bằng nắm tay tuôn ra, giống như hang vạn ngôi sao rơi xuống, trong nháy mắt cắt không gian ra thành từng đạo kim sắc tàn ngân, giống như thác nước chảy ngược, ngân hà đảo dòng nhưng lại cấp cho người xem một cảm giác say mê sảng khoái quái lang hai đầu đang đứng ở trung tâm lốc xoáy nhìn thấy công kích này cũng không thèm để ý tới vẫn đang điên cuồng thúc giục lốc xoáy màu đen làm cho nó hấp thụ quang điện màu trắng càng lúc càng nhiều tự thân áp xúc cũng nhanh hơn một ít nhưng sau một khắc hắc lang liền trở nên ngạc nhiên bởi vì tinh quang màu vàng nhanh chóng tiếp cận đỉnh lốc xoáy nhưng lại không có va chạm xảy ra sai lầm ư cho cười có thần niệm điều khiển làm sao có thể xuất hiện loại chuyện vớ vẩn này được, cự lang hai đầu kinh ngạc trong lòng, nhưng bỗng nhiên cảm thấy được cái gì đó, một đầu quay trở lại nhìn thì nhất thời cả kinh. Liền đó một cái đầu khác bay nhanh tới phun chú ngữ ra liên tiếp, làm cho giải sáng năm màu từ trong lốc xoáy phun ra lập tức cuộn lại, đã đem tinh quang màu vàng đang bay tới mạnh mẽ cản trở lại trong không trung. Thế nhưng từ trong miệng linh lung truyền ra một âm thanh lạnh lùng. Hiện tại mới phát sát ra, đã muộn rồi, hắn đã bị ta thả ra âm thanh vừa dứt thì ở hơn 10 trượng phía sau lốc xoáy, các đoàn tinh quang cùng hội tụ, liền đó một bóng người ở bên trong chấp động vài cái, ngưng tụ thành hình, sau khi nhoáng lên vài cái, người này bay ra khỏi tinh quang, vẻ mặt kinh nghi xem xét bốn phía, nhưng lại làm ra bộ dạng lấm la lấm lét. Hàn lập mới vừa bay tới chỗ bên cạnh, vừa lúc quay dầu nhìn lại, thấy người này liền chấn động. Là hắn, người này như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này? Hàn lập cảm giác mình có chút hồ đồ thoạt nhìn người này có vẻ mặt khá tròn trịa, lại chính là người vừa mới tiến vào núi Côn Ngô, đã bị ma hồn và linh lung ngưng hợp thành linh hồn mới trục xuất tới không gian huyền diệu, hướng chi lễ. Khi đó sử dụng Dung Linh Đại Pháp tạo thành linh hồn mới, bởi vì có thân thể ngân lang chống đỡ, lại đồng thời tinh thông các loại bí thuật của cổ ma và linh giới, thần thông vượt xa ma hồn và linh lung, dường như là cao hơn mấy lần so với thời kỳ toàn thịnh của hai người, thậm chí đã tiếp cận tới tu vi đáng sợ luyện hư sơ kỳ lúc này mới có thể thân vẫn ở bên trong phong ấn nhưng vẫn cách không đem linh lực truyền ra ngoài phong ấn trực tiếp phong ấn tạm thời hướng chi lễ mà không gian huyền diệu này là một loại bí thuật thời thượng cổ đã sớm thất truyền ở nhân giới thật ra bản chất là đem một người tới nhốt ở một khe không gian tạm thời do một lượng lớn linh lực tạo ra mà thôi cái khe này không thể tồn tại lâu hơn nữa chính người thi triển phép thuật này cũng không thể tự mình tiến vào trong đó mà bởi vì tính chất của cái khe nên cũng có nhiều cách gọi khác nhau tỉ như khốn tiên lung mộng yểm các Tất nhiên hiệu quả khi đối địch lại phụ thuộc vào tu vi của mình và địch thủ để phân định. Như tu sĩ cấp thấp bị tu sĩ cấp cao dùng phép thuật này bao vây thì 89 phần là tiêu rồi. Ngoại trừ chờ một ngày khe không gian tự động biến mất, hoặc là có pháp bảo cực kỳ sắc bén khác mạnh mẽ loại bỏ bức tường không gian ngăn cản, nếu không chỉ có thể thành thật ở bên trong, yên lặng ngồi chờ phép thuật này giải trừ. Chẳng qua ngoại trừ một ít tình huống đặc thù, tính thực dụng của pháp thuật này cũng không lớn. Dù sao tu sĩ cấp cao nếu muốn đối phó với tu sĩ cấp thấp, có rất nhiều thần thông khác có thể thi triển dễ dàng, tội gì phải vận dụng bí thuật hao tổn nhiều pháp lực và thần niệm này. Nếu là tu sĩ cấp thấp thi triển đối phó với tu sĩ cấp cao, người ta lại có thể bằng thần thông của mình dễ dàng đánh vỡ bức tường không gian ngăn cản. Kể từ đó, nhưng thật ra du sĩ cùng cấp thi triển ra nhiều hơn một ít, nhưng nếu nắm bắt thời cơ và vị trí không chính xác, cũng rất khó đem đối phương hút vào trong khe hở chuẩn xác được. Hơn nữa nếu muốn thi triển pháp thuật này thì ít nhất cũng đạt tới cảnh giới hóa thần trung kỳ. Nhiều hạn chế như vậy cũng là một trong những nguyên nhân khiến loại bí thuật này thất truyền ở nhân giới. Nhưng thật ra giải trừ pháp thuật này cần thần niệm và pháp lực cũng không ít. Mượn thêm lực của nghịch tinh bàn, linh lung cũng có thể miễn cưỡng giải trừ được. Hướng chi lễ tuy rằng không biết phép thuật này, nhưng cũng là đã nghe nói qua một ít. Cho nên khi bị nhốt ở không gian huyền diệu, vẫn thành thật tính tỏa bất động trong khe hở. Bởi vì chỉ cần động đậy, tám chín phần sẽ rơi vào trong ảo giác. Nhưng mới vừa rồi còn đang buồn bực, một khắc sau tự nhiên hiện ra ở nơi đây, ngoại trừ sự mừng rỡ trong lòng còn có chút khó hiểu. Giờ phút này hướng chi lễ chấp chấp đôi mắt nhỏ, mơ hồ xem xét xung quanh. Nhưng lúc này, bốn mắt của cự lang hai đầu hiện lên vẻ hung ác, không trần trừ cùng mở hai miệng, lúc này hai đạo quang trụ màu đen đánh lên hắc phong kỳ ở trước người, nhất thời cây cờ này chấn động, bỗng nhiên phun ra vô số tim mang màu đen, từ trung tâm lốc xoáy bay ra bốn phía. Vốn dĩ lốc xoáy màu đen đã thu nhỏ lại hơn một trượng, cả vật thể dừng một chút, tiếp đó điên cuồng hướng về phía trung tâm thu nhỏ lại, trong nháy mắt hóa thành một lỗ thủng tròn có đường kính gần một xích. Trung tâm lỗ thủng này tối đen như than, không chút ánh sáng, trái lại quanh thân lúc lớn lúc nhỏ không ổn định, cũng không dừng cắn nuốt tất cả. Không gian xung quanh vốn dĩ đã vặn vẹo mạnh mẽ, liền lập tức xuất hiện dấu hiệu sắp bị xé rách ra. Cảnh tượng quỷ dị như thế, thật sự đáng sợ chỉ sợ cũng chỉ có hắc phong kỳ loại linh bảo chứa không gian thần thông mới có khả năng làm ra chuyện không thể tin được này ánh mắt hướng chi lễ tự nhiên lập tức bị tình huống quỷ dị của hắc động hấp dẫn lúc này sắc mặt đại biến kêu lên không tốt cuống cuồng hé miệng ra một khối lệnh tiến hình tam giác đỏ hồng phun ra bên ngoài cơ thể sau khi chợt lóe lên toàn thân bảo vật này bốc lên kim sắc hỏa diễm kim quang đại phóng biến ảo thành một con kim sắc hỏa thú cả người con thú này mặc giáp đầu có hai sừng bị tầng tầng ngọn lửa màu vàng bao phủ, hình dáng tựa như trâu mà không phải trâu, giống như hổ nhưng không phải hổ. Chỉ vừa hiện ra nhưng con thú này cũng không chút trần chờ nhảy tới, hóa thành một đạo đỏ vàng, nhằm lỗ thủng màu đen bắn tới. Mà cùng lúc đó, trường bào không một chút bắt mắt của hướng chi lễ linh quang đại phát, một vòng bảo hộ màu tím mờ ảo từ phía trên hiện ra, sau đó mới khẩn trương nhìn lỗ thủng màu đen kia. Kết quả lọt vào tầm mắt chính là con hỏa lang chưa kịp bổ vào mục tiêu thì bên trong hắc động truyền ra tiếng cười điên cuồng của nữ tử giáp đen. Lập tức lỗ trống chợt trầm xuống, lại quỷ dị thuấn di tới không trung bên trên tế đàn, sau đó nhất thời co rút lại, nổ tung ra. Ở trong mắt hàn lập, cùng lúc lỗ đen trên tế đàn phát nổ, vô số đạo thô to đến mấy trượt, và rất nhiều khe nhỏ màu đen trong nháy mắt hiên ra ở xa xa, trực tiếp phát ra tiếng hét chói tai như vạn con chim cùng hét, hướng bốn phía kéo dài ra như tia chớp. Từ xa nhìn lại, ở phương xa dường như giống một tấm gương bị đánh nát, làm người ta cảm thấy ghê sợ. Sắc mặt Hàn Lập có chút trắng bệch, chẳng lẽ lại một lần nữa trải qua khe không gian sụp đổ hay sao? Nhưng không gian sụp đổ ở tầng thứ 8 chẳng qua là chạm vào cấm chế vốn dĩ do tu sĩ cổ đại giặt ra mà thôi, cho nên hữu kinh vô hiểm. Nhưng lúc này rõ ràng là không giống, vừa thấy cái khe xuất hiện liền không theo một quy tắc nào hết, chẳng những lớn nhỏ không đồng đều, hơn nữa hắc mang nhẹ nhẹ chấp động, hiện ra bộ dáng cực kỳ không ổn, cho dù may mắn bị cái khe to này hút vào trong thì tám chín phần là chỉ có một đường chết, trừ phi có thể giống như lần trước, may mắn là cái khe có cùng hướng với một cái tiểu không gian, nếu không tuyệt không thể quay về. Mà ở hắn thấy, ở gần đế đàn nhất là thất diệu chân nhân đã bị bảy tám cái khe hở to bảy tám thước bay qua, thân thể và bảo vật hộ thân liền biến thành bảy tám khúc, lập tức thay người và nguyên anh đang chạy trốn tức thì bị một đạo khe hở thô to bao phủ, ngay cả tiếng kêu cũng không phát ra, liền từ đó biến mất không thấy trong thế gian này nữa nhưng làm cho Hàn Lập âm thầm kêu khổ chính là, đồng thời có nhiều cái khe hở lớn nhất không đồng đều, trong nháy mắt đi tới trước mặt, nhưng lại vừa mới từ các phương hướng đem tập trung lại ở trung tâm, căn bản muốn tránh cũng không tránh được. Mà lúc này dường như lại có tiếng kêu thảm phát ra, nghe âm thanh hình như là của Khuê Linh. Nhưng Hàn Lập lúc này ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không có thời gian xem xét đến tận cùng. Lúc này cắn chặt răng, đồng thời độn quang như nghĩ ra cách đối phó lúc nguy cấp này chủ động nhằm về phía một cái khe kích thước chỉ có mấy tấc bay đi, đồng thời huyền phù hư thiên đỉnh trước người, lại trực tiếp nhằm cái khe bay đến. Hàn lập đã rơi vào đường cùng cũng chỉ hy vọng thông thiên linh bảo này có thể ngăn cản cái khe này ca tới. Một màn làm cho hàn lập mừng rỡ xuất hiện, cái khe nhỏ chém vào hư thiên đỉnh, một giải sáng màu xanh hiện ra, tiểu đỉnh phát ra một tiếng ông, cái khe sĩ nhiên dừng lại. Hắn không cần suy nghĩ, độn quang chợt lóe vòng qua cái khe này. Sau đó quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi mình đứng ban đầu, đồng thời bị mấy đạo khe hở chém qua, đã hóa thành một mảnh đen tuyền. Điều này làm cho sau lưng của hắn toát mồ hôi lạnh. Bất quá lập tức cái khe màu đen đột nhiên run rẩy, bên trong hắc mang đại phóng, điều này làm cho sắc mặt Hàn Lập bóng khó nhìn, mới vừa nhẹ lòng lại khẩn trương lên. Nhưng chuyện kế tiếp làm cho Hàn Lập ngơ ngẩn, sau khi hắc mang chấp động, nhưng lại giống như khi chúng nó vừa mới xuất hiện vậy, một ít biến nhỏ lại, phảng phất như thời gian vặn vẹo giống nhau, đều hướng về phía sau co rút lại. Trong nháy mắt, xung quanh Hàn Lập không còn sót lại bất kỳ cái khe nào, dường như một màn vừa rồi chẳng qua chỉ là ảo ảnh mà thôi. Trong lòng Hàn Lập thả lỏng, lúc này mới nhớ tới tiếng kêu thảm vừa rồi, vội vàng nhìn hướng vị trí Khuê Linh đứng. Chỉ thấy nơi này rông như lúc ban đầu, duy chỉ có phụ nhân xấu xí là không thấy bong dáng. Trong lòng Hàn Lập rung mình, thần niệm vừa động xem xét bổn mạng yêu bài, quả nhiên yêu bài này biến mất không thấy yêu này thật sự bị cái khe thôn vệ rồi hàn lập thầm thở dài một hơi cũng không cảm khái nhiều nữa ánh mắt quét qua toàn bộ không gian nhìn xem tình hình hiện tại rốt cuộc ra sao kết quả lại phát hiện lâm ngân bình và thi hùng tuy rằng không giống như hắn chạy tới vùng biên để trốn nhưng chưa bị thương chỗ nào thi hùng cả người đều được một đoàn huyết quang trói mắt bao quanh thân sắc chấn định mà lâm ngân bình lại tái nhợt mặt mày bởi vì vừa rồi có nhiều cái khe bay sát qua người nàng nàng có thể sống sót thật là chuyện may mắn cực kỳ cũng không biết, có phải hay không cái gọi là Thiên Lan Thánh thú thật sự thần thông quảng đại cực kỳ, có thể âm thầm phù hộ vị thánh nữ này. Chương 1065, đào thoát. Tuy nhiên Hàn Lập đối với hai người chỉ liếc mắt nhìn qua một cái, sau đó lại nhìn ra phía xa xa trên mặt mang vài phần khẩn trương. Vừa rồi phân thần của Nguyên Sát Thánh tổ dẫn bạo thanh hắc phong kỳ, rõ ràng cho thấy chủ yếu nhầm vào phong ấn là chính. Mà phía trên phong ấn lại đang bị một đoàn hắc sắc quang mang một lần nữa bao phủ. Mặc dù không thể nhìn rõ bên trong, nhưng đại bộ phận các cột đá ở bốn phía đều bị phá hủy do vừa rồi không gian bị phá rách. Chỉ còn hơn một nửa đứng chờ trọi ở đó, hiển nhiên là pháp trận đã bị phá hủy hoàn toàn. Hai mắt Hàn Lập đang nheo lại nhìn kỹ, thì xa xa đoàn hắc sắc quang mang liền chớp động vài cái, sau đó kịch liệt thu nhỏ lại rồi bỗng nhiên quỷ dị biến mất không thấy. Sau khi nhìn rõ tình hình, làm cho đồng tử của Hàn Lập không ngừng co rút lại. Tế đàn lúc trước cao hơn trăm trượng, giờ phút này chỉ có cao khoảng năm sáu chục trượt giống như một nửa bộ phận phía trên bị một cái kình thiên cự nhận chém mất chỉ còn lại một nửa mà ở phụ cận tế đàn lại đang có một người và hai kiện bảo vật đang lơ lửng ở đó một người lúc này toàn thân đang được bao bọc trong một tử sắc quang cháo chính là hướng chi lễ nguyên bản quang cháo lúc đầu hào quang trói mắt nhưng hiện giờ thì ảm đạm như sắp vỡ vụn dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể phá vỡ toàn thân hướng chi lễ đầy mồ hôi sắc mặt tái nhợt, giống như vừa trải qua một trận đại chiến kịch liệt. Còn hai kiện pháp bảo, thì một kiện là một cái nghịch tinh bàn có đường kính khoảng một thước, đang chuyển động quay tròn ở trên không trung, toàn thân được một đoàn kim quang giống như vật chất bao bọc, có vẻ thần bí khó lường. Vật còn lại chính là một kiện pháp bảo đen tuyền chỉ còn một nửa đang huyền phù ở trên không trung. Pháp bảo này hình dáng vô cùng cổ quái, làm cho Hàn Lập hơi ngẩn ra, nhưng sau một lúc liền lập tức nhận ra, đó chính là một nửa thanh hắc phong kỳ, Linh bảo này đại bộ phận sau khi bị bạo dẫn đã bị biến mất, hiện chỉ còn lại một phần còn có hắc quang chấp động, tựa như vẫn chưa bị hoàn toàn phá hủy. Hàn lập lại nhìn qua mọi nơi, nhưng lại không nhìn thấy linh lung cùng thân ảnh của hắc lang đâu cả, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bỗng nhiên nghịch tinh bàn đang chuyển động phía trên, đột nhiên từ giữa trung tâm của nó phun ra một cỗ kim quang. Một cái thân ảnh cũng từ trong kim quang hiện ra, sau đó lạnh lùng hướng hắc phong kỳ nhìn lại, đúng là linh lung. Đồng dạng tại nửa thanh hắc phong kỳ cũng xảy ra dị biến, một cỗ hắc khí cũng từ trong đó tuôn ra, lập tức ngưng tụ hóa thành một con hắc lang hai đầu to chỉ có vài thước hiện ra. Lúc này lớp lông trên người hắc lang trông vô cùng ảm đạm, bốn mắt thì vô thần mệt mỏi. Bên kia hướng chi lễ vừa thấy hắc lang, sắc mặt liền trần xuống, hít sâu một ngụm lương khí. Nguyên bản sắc mặt đang vô cùng tái nhợt liền chợt tỏa sáng, tiếp theo không nói hai lời liền vung tay một cái, hai tay chắp lại hướng hắc lang đánh ra một cái. Phốc, phốc hai tiếng vang nhỏ vang lên, hai đạo kim sắc cùng hồng sắc kiếm quang theo đó lao ra. Sau khi rời tay liền hóa thành hai thanh cự kiếm dài hơn 10 trượng, tựa như hai con thần long đan sen vào nhau lao thẳng tới hắc lang một chảm chém xuống. Hướng chi lễ cuối cùng cũng rất là cơ trí, mặc dù vừa rồi không biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng vị này rõ ràng thấy con hắc lang toàn thân đầy ma khí kia, nhất định chính là ma vật bị trấn áp trong trấn ma tháp. Vì vậy phải thừa dịp thời điểm đối phương đang suy yếu mà tiên hạ thủ vi cường lúc này hắc lang sắc mặt hiện ra vẻ giận dữ lập tức song thủ nhất tề giơ lên từ đó phun ra một cỗ hắc sắc quang trụ thoáng cái hướng cự kiếm quang đánh tới nhưng sau khi song phương vừa va chạm xong thì rõ ràng đã rơi vào thế yếu hiển nhiên vừa rồi nó dẫn bạo hắc phong kỳ đã tiêu hao gần hết ma khí nhưng hắc lang dường như cũng không có sợ hãi ngược lại âm trầm hướng xuống phía dưới tế đàn sau đó miếng há ra từ trong đó phát ra một tiếng giết như xuyên kim phá thạch đứng ở phía xa trên mặt hàn lập hiện một tia kinh ngạc bởi vì một màn không thể tin được xuất hiện. Tế đàn cao mấy chục trượng kia trong nháy mắt vỡ vụn ra. Giống như trò chơi xây lâu đài cát trên bãi biển, ở trong tiếng giết bị sụp đổ không còn. Cơ hồ cùng lúc đó, từ trong tàn tích của tế đàn bỗng nhiên toát ra một cỗ hắc sắc ma khí giống như mực, nhanh chóng lan tràn ra xung quanh bốn phía. Không tốt, phong ấn đã được mở ra, vạn niên thi hùng quá sợ hãi thét lên, linh lung vừa thấy cảnh này, vẻ mặt nhất thời âm trầm xuống. Hướng chi lễ tuy rằng không rõ ràng lắm về chuyện tình trước đây, nhưng vừa thấy ma khí từ phía dưới tuôn ra nhiều như thế, tựa hồ ngay lập tức như nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt trong chốc lát trông cũng cực kỳ khó coi. Hàn lập mắt thấy ma khí toát ra nhiều như vậy, khóe miệng giật giật vài cái, cũng không nói câu gì, hướng kim sắc cửa kiếm đang lơ lửng ở trên đầu bắt lấy, sau một tiếng vù vù, liền hóa thành một đạo kim hồng, hướng vách bình chướng cách đó không xa chém xuống liên tục không ngừng. Âm, âm những tiếng động liên tục phát ra trên bức bình chướng kim quang trói mắt bạo liệt ra. Ngay lập tức trên bức bình chướng cũng đồng thời chịu vô số các mũi tên màu xích hồng liên tục công kích, đúng là hình người khôi lỗi trong tay cầm lôi hỏa cung phóng ra đầy trời hỏa tiễn. Trong phút chốc cả vách bình chướng đều khẽ rung lên, nhưng khoảng cách để nó bị phá hủy thì vẫn còn chưa đủ. Hàn lập mặt trầm như nước, một tay liền lật chuyển, tam diễn phiến liền hiện ra ngay trong lòng bàn tay. Nhưng không đợi hắn quạt ra một phiến, thì một đạo huyết quang trói mắt cùng hai đạo loan nguyệt phi đao đồng thời bay tới, cùng hướng vách bình chướng đánh tới. Hàn lập ngẩn ra, ánh mắt liền đảo qua, thì ra là vạn niên thi hùng cùng Lâm Ngân Bình cùng nhau phi độn tới vùng phụ cận với thần tình lo âu đồng thời ra tay. Xem ra bọn họ đều rất rõ ràng, nếu không sớm trước một bước đánh tan vách bình chướng này để thoát ra, thì tuyệt đối không thể có cách nào ngăn cản ma khí kia ăn mòn. Vô luận tâm tư muốn mượn lực lượng đạt tới phi thăng giới hạn của Linh Lung để đoạt thông thiên linh bảo, cũng không bằng việc bảo vệ tính mạng của mình. Hàn Lập cũng không nói lời nào trong tay tam sắc hỏa diễm quang mang đại phóng, một con tam sắc hỏa điều từ trong phiến kêu to bay ra, đánh lên phía trên vách bình chướng. Sau một khắc, tam sắc quang mang hiện ra, các màu ký hiệu chớp động không ngừng, trên vách bình chướng phát ra những tiếng nổ đinh tai nhức óc, rồi cũng bắt đầu vặn vẹo biến dạng. Đồng thời các bảo vật khác cũng đồng loạt điên cuồng công kích lên. Mắt thấy dưới các loại bảo vật công kích, vách bình chướng vặn vẹo tới cực điểm, nhưng thủy chung nó vẫn chưa bị phá hủy. Hàn Lập sắc mặt âm trầm, một bên nhanh chóng lấy ra bình ngọc sau đó uống một giọt linh dịch để khôi phục pháp lực, một bên tâm niệm. Xoay chuyển muốn thi triển thủ đoạn khác, đúng lúc này, một đạo hoàng mang chợt lóe lên rồi lướt tới, sau khi hoàng quang chợt tắt liền xuất hiện một chiếc hoàng sắc phù lục, dán ngay lên trên vách bình chướng. Nhất thời một tầng hoàng quang trong nháy mắt bao phủ vách bình chướng, Hàn Lập sửng sốt chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thì một đoàn kim quang chói mắt đang bao quanh một cái gì đó, như lưu tinh từ trên không trung bay xuống. Một con quái thú bị tầng tầng kim diễm bao phủ, tại phụ cận bức bình chướng chợt lóe lên rồi huyễn hóa hiện ra. Không gian bức bình chướng đột nhiên rung động mạnh, rốt cuộc cũng bị phá toái mở ra. Một luồng bạch quang từ bên ngoài chiếu vào, xuyên qua bức bình chướng. Hàn Lập thấy vậy thì cực kỳ vui mừng, không cần nghĩ ngợi nhiều thân hình liền chấp động, nhất thời hóa thành một đạo kinh hồng trực tiếp theo đó bay ra. Ngay khi lỗ hồng xuất hiện, hình người khôi lối cũng đồng dạng chấp động cũng biến mất không thấy. Trước mắt sáng ngời, Hàn Lập tự hiện ra trong một gian đại sảnh có chút quen thuộc, mấy đạo độn quang khác cơ hồ cũng bay theo sát ngay sau Hàn Lập hiện ra. Tại đây, ở trên không trung, tất cả đều hiện ra thân hình. Trừ bỏ vạn niên thi hùng cùng Lâm Ngân Bình thì còn thêm một người, đó chính là người vừa mới đứng ở phụ cận tế đàn. Hướng chi lễ, mà đại sảnh này, lại chính là tầng thứ bảy của Trấn Ma Tháp. Hàn Lập có phần hơi giật mình khi nhìn thấy hướng chi lễ, lúc này hướng chi lễ lại hướng Hàn Lập cười hắc hắc, tựa hồ muốn mở miệng nói cái gì đó. Nhưng đúng lúc này một đạo kim quang quang trụ trực tiếp từ trong bức bình chướng phóng ra, sau đó lập tức nhanh chóng hội tụ thành một quang đoàn thật lớn. Trong quang đoàn một bóng người chấp động, chính là một ngân phát nữ tử đang cầm trong tay nghịch tinh bản xuất hiện ở trong đó. Tiểu lão đầu đang định mở miệng, lập tức khép lại, những lời trong miệng muốn nói, lập tức nuốt xuống. Mà lỗ thủng trên bức bình chướng cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt khép lại không còn thấy tâm tích đâu cả. Trong đại sảnh mấy người đều trầm mặc không nói, đều cảnh giác với nhau, nhưng lại nhất thời đều đưa mắt nhìn nhau dò xét. Hừ, các người đứng được ra ở đây làm gì, tên ma vật kia sau khi mà nó hấp thu đủ ma khí, mấy người chúng ta đứng ở đây cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Linh lung ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn hướng chi lễ cùng hàn lập sau đó mở miệng nói trước. Người là lung mộng tiền bối, hướng chi lễ trần chờ một chút rồi không khẳng định hỏi. Dù sao lúc trước đưa hắn tiến vào trong huyến diệu thiên tượng chính là lung mộng cùng ma hồn dung hợp thành tân hồn mới, hiện giờ linh lung cho hắn cảm giác so với lúc trước tự nhiên là không giống nhau người biết cũng không ít việc không biết có phải do côn ngô nhị lão để lại lời nhắn cho các ngươi chỉ có điều cái tên lung mộng chỉ là một phần của ta mà thôi linh lung không chút khách khí nói việc quan hệ phức tạp như vậy hiển nhiên làm cho hướng chi lễ hai mắt mở to nhất thời có chút mơ hồ đôi mi thành tú của linh lung nhất thời khẽ nhíu lại nhưng môi vẫn khẽ nhúc nhích truyền âm qua nói mấy câu với hướng chi lễ đầu tiên hắn khẽ giật mình tiếp theo lại như bừng tỉnh, sau đó hai mắt một lần nữa vội vàng mở to nhìn linh lung, rồi dùng thần thức xác định. Thử xem ngân phát nữ tử trước mắt, sau khi thấy không có một chút ma khí nào tồn tại, thần sắc mới buông lỏng, vội vàng liền ôm quyền nói. Chúc mừng linh lung vương phi, hôm nay đã được cởi vây, việc liên quan tới vương phi năm đó, quả thật nhị lão đã để lại lời nhắn cho bọn vãn bối biết. Có vài lời chỉ bảo lưu lại, việc năm đó, nhị lão cũng chỉ là chuyện bất đắc dĩ, dù sao thời điểm đó nguyên thần của lung mộng tiên tử lại cùng ma hồn dung hợp thành một thể bọn họ cũng không dám như vậy bỏ phong ấn để tiên tử rời đi hư việc này đợi ta trở lại linh giới mới nói tiếp tốt nhất là người suy nghĩ làm như thế nào để khống chế ma khí này đi thân thể của ta chỉ cần bị rơi vào trong chân ma khí này không quá ba ngày thì thân thể sẽ hoàn toàn bị ma hóa trở thành ma thể đến khi đó ma vật kia khôi phục thần thông lúc trước lại có tế đàn cùng vô tận ma khí tương trợ một khi nó ly khai khỏi nơi này muốn chuyển hóa ra một đại quân ma nhân cũng không phải là việc khó lúc đó cả nhân giới sẽ lại tiếp tục trở lại thời kỳ thượng cổ đại chiến lúc đó hỗn loạn chắc ngươi cũng tưởng tượng được linh lung lạnh lùng nói không cần vương phi nói vãn bối cũng biết một ít đừng nói chân ma khí đáng nhất sợ chính là ma vật sau khi khôi phục tu vi kinh người lúc trước nhân giới chúng ta chỉ sợ cũng không có người nào có thể ngăn cản được hắn nhưng tiên tử trong tầng thứ 9 ma khí đã tràn ngập khắp nơi, chúng ta cho dù muốn nhân dịp suy yếu mà đánh chết đối phương, chỉ sợ cũng không có năng lực này, nay ma vật lại được ma khí cuồn cuộn không ngừng bổ sung, chỉ cần đối với chúng ta nó cố ý trốn tránh, thì hai ta cũng sẽ không làm gì được nó, hơn nữa mấy tên môn đồ thái nhất môn của ta mang phá giới phủ tới đây cũng chỉ còn có hai quả mà thôi. Hướng chi lễ than nhẹ rồi hai tay hạ xuống, cười khổ nói. Ngân phát nữ tử nghe xong lời này, cũng biết lời nói của đối phương là thật. Cũng không khỏi trầm ngâm suy nghĩ, nếu là như vậy, chẳng lẽ không còn cách nào có thể đem ma khí kia một lần nữa phong ấn lại sao? Lâm Ngân Bình nghe đến đó, nhịn không được mở miệng nói. Chuyện nào có thể dễ dàng như vậy, pháp trận phong ấn lúc đầu đều đã bị phá hủy, mà hóa long thì có thể khống chế côn ngô sơn cấm chế. Tại khi ta ly khai nơi này đã bị ma một trường bóp nát. Nếu không, có thể cướp được nó thì còn có phương pháp, có thể dùng hóa long thì khởi động pháp trận khác, lại tiếp tục đem ma khí trấn áp xuống dưới, nhưng hiện giờ. Hướng chi lễ lắc đầu thở dài nói, lời này vừa nói ra, làm cho trong đại sảnh lại lâm vào trong trầm lặng. Đã có pháp trận dự phòng tình huống này, với tài trí của thượng của tu sĩ sẽ không chỉ có mỗi một cái pháp khí hóa long tỷ để khống chế pháp trận này. Hàn lập đang trầm mặc không nói gì, đột nhiên bình tĩnh mở miệng nói, chương 1066, nghịch linh thông đạo. Nghe Hàn lập nói như vậy, hướng chi lễ ngược lại có chút ngẩn ra, nhưng lại lắc đầu nói quả thực pháp trận cũng có pháp khí dự phòng năm đó để khống chế cấm chế của côn ngô sơn các cổ tu sĩ đã chuẩn bị một kiện pháp khí khác để dự phòng nhưng pháp khí này cùng với hóa long tì bất đồng từ thời thượng cổ nó đã bị thất lạc ở đâu không rõ nghe nói nó được giấu trong một địa phương nào đó ở trong núi này nhưng cũng không biết nơi hạ lạc của nó ở đâu chỉ có một nhánh hậu duệ của côn ngô tam lão mới biết mà thôi nhưng nhánh hậu duệ này đã sớm mai danh ẩn tích không rõ tung tích từ lâu bọn ta đã bỏ ra rất nhiều thời gian đi tìm kiếm mà không thấy một nhánh hậu duệ khác hừ thì ra là thế ba tên kia thật đúng là quá cẩn thận linh lung hừ nhẹ một tiếng lập tức hiểu được dụng ý của côn ngô tam lão lâm ngân bình cùng thi hùng nghe hai người đối thoại cũng đều lộ ra vẻ lo lắng hàn lập đồng dạng cũng trao mày lại thuận miệng hỏi thêm một câu kiện pháp khí đó là bảo vật gì chẳng lẽ cũng là một cái hóa long tỳ khác cái đó cũng không phải mà là một tấm bia đá tên là khiếu thiên tinh bi nếu mà có thể có được tấm tinh bi này thì ta có thể mở ra được pháp trận dự phòng hướng chi lễ lơ đãng trả lời thiên tinh bi hàn lập trên mặt không hề biến đổi nhưng trong lòng bỗng nhiên cả kinh lập tức nhớ tới lúc trước tại sơn môn lấy được một tấm bia đá mà trên tấm bia đá có vài cái văn tự ghi tên giống như vậy cơ hồ đồng thời hắn lập tức cảm ứng được một đạo ánh mắt đảo qua trên người hắn chính là linh lung dường như vô ý đưa mắt nhìn qua Hàn Lập trong lòng có chút hồi hộp, quả thật không có cách nào sao? Trước tiên bọn ta có thể rời khỏi nơi này, có lẽ ma vật kia không tới mấy ngày có thể phá vỡ không gian này thoát ra. Nhân cơ hội này, chúng ta tập hợp tất cả các tu sĩ ở phụ cận Nam Cương, sau đó bố trí một cái đại trận, tạm thời đem Côn Ngô Sơn một lần nữa phong ấn lại. Tiếp đó lại tập hợp toàn bộ các tông môn của Đại Tấn lại đây. Nhân lúc ma vật chỉ có một mình, cho dù nó có hấp thu ma khí, thần thông có lợi hại đi chăng nữa nhưng dưới sự công kích của ngàn vạn tu sĩ đồng loạt ra tay thì cũng có thể tiêu diệt được nó về phần chân ma khí thì dù sao nó cũng chỉ là vật chết cùng lắm thì đem phụ cận ngàn dặm quanh đây trở thành cấm địa sau đó mới chậm rãi tìm cách giải quyết là được hướng chi lễ dù sao cũng là hóa thần kỳ tu sĩ nói mấy câu đã đưa ra được phương pháp xử lý hướng đạo hữu lời này rất là có đạo lý vậy cứ thế mà làm đi ta quay về vạn yêu cốc rồi hướng cốc chủ bẩm báo việc này chuyện này cũng không phải chỉ là việc của nhân loại tu sĩ chúng ta yêu tộc cũng sẽ phái người trợ giúp các ngươi một tay thi hùng thở phào một cái có chút thành khẩn nói Ừ nếu mà quý cốc xuất thủ tương trợ phần thắng tất nhiên sẽ tăng lên vài phần đặc biệt là xa đạo hữu của quý cốc tiểu lão nhi từ khi tu đạo tới nay vẫn ngưỡng mộ đại danh đáng tiếc mấy lần muốn gặp mà vẫn chưa có cơ duyên gặp mặt tựa hồ lần nào tới xa đạo hữu cũng đều đang bế quan hướng chi lễ mừng rỡ nói Vạn niên thi hùng nghe vậy chỉ cười khan vài tiếng, cũng không có trả lời thêm tiếng nào. Nhưng sau khi con mắt hơi xoay chuyển, bỗng nhiên quay đầu hướng Linh Lung cung kính nói. Linh Lung Vương Phi, cốc chủ của chúng ra ngày trước đối với Vương Phi cũng có chút quen biết. Hắn là, khi nói tới đây trong miệng thi hùng lại không phát ra thêm tiếng nào. Mà môi lại khẽ nhúc nhích truyền âm tới. Linh Lung nguyên bản thần tình lạnh nhạt, nhưng khi nghe được vài câu. Thần sắc khẽ động, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Là hắn ta nói hắn làm sao lại biết ta bị giam ở dưới chấn ma tháp. Linh lung thì thào nói nhỏ vài tiếng, tựa hồ như nhớ lại chuyện cũ. Ánh mắt lúc này lại hiện ra vẻ tịch mịch, nếu Vương Phi đã biết thân phận cốc chủ của chúng ta. Không bằng trước tiên hãy tới vạn yêu cốc cư ngụ trong đó một đoạn thời gian. Vạn yêu cốc của chúng ta có đủ loại linh cầm dị thú, nhiều không sao đếm xuể. Có thể cho Vương Phi tha hồ lựa chọn một cái thân thể thích hợp. Thi Hùng chân thành nói, đi vạn yêu cốc, ta không có hứng thú mà ta cũng sẽ không rời khỏi côn ngô sơn, một lúc nữa, ta sẽ lại một lần nữa trở lại không gian vừa rồi. Ngân phát nữ tử nói ra, làm cho mọi người thiếu chút nữa tưởng mình nghe nhầm lời nói vừa rồi. Vương Phi còn muốn quay lại, như vậy làm sao có thể được? Vạn niên thi hùng thất thanh nói, đúng vậy, nhưng mà ta không phải đi một mình, người này có ích tà thần lôi đối với ta có tác dụng, vì vậy hắn sẽ theo ta cùng nhau quay lại không gian vừa rồi linh lung nhìn hàn lập lướt mắt một cái, ngón tay thản nhiên chỉ vào hắn rồi nói hàn lập thần sắc khẽ động nhưng trên mặt lập tức không một chút thay đổi linh lung tiền bối chẳng lẽ nói dẫn sao cần gì phải mạo hiểm như vậy hướng chi lễ kinh ngạc rồi liếc mắt dò xét hàn lập một cái nhịn không được hỏi bộ dạng xem ra không hy vọng nàng một lần đi mạo hiểm ta và các ngươi không giống nhau vốn ta chính là từ linh giới hàng lâm xuống nhân giới cho dù sau này ta có hồi phục tới hóa thần hậu kỳ thì bản thân ta cũng không có khả năng độ kiếp phi thăng nếu ta muốn trở về linh giới, chỉ có cách duy nhất là thu hồi lại thân thể chân chính của ta. Sau đó thông qua nghịch linh thông đạo trực tiếp phản hồi về linh giới. Trước tiên ta sẽ chuẩn bị tốt thiên phú thần thông của ngân tộc chúng ta. Nếu ta có thể tới gần được ma vật thì ta có thể nắm chắc hơn 50% cơ hội có thể đoạt lại thân thể. Linh lung lạnh lùng nói, cái, này, Vương Phi vẫn là nên cân nhắc thêm một chút nữa được không? Vạn niên thi hùng lộ ra vẻ trần chờ dáng vẻ tựa hồ như là cực kỳ khó xử. Hướng chi lễ đứng ở bên cạnh cũng vội vàng khuyên can. Ngân phát nữ tử dùng ngón tay thon thon khẽ vuốt nhẹ mái tóc dài ở trên đầu vai. Khóe miệng nhếch lên lộ ra vẻ châm chọc, ta biết các người muốn từ trong miệng ta để biết nơi hạ lạc của nghịch linh thông đạo. Sợ rằng nếu ta mà đi vào trong không gian kia sẽ đem luôn bí mật chôn vùi trong đó, có phải trong đầu các người có ý niệm đó không? Vừa nghe lời này xong, thi hùng lộ ra vẻ ngượng ngùng, còn hướng chi lễ thì thần sắc không đổi, luôn miệng nói hiểu lầm, một chút cũng không thể hiện tâm tư khi bị nói toạc ra. Được rồi, mặc kệ các người muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ, năm đó phần đông nhân yêu thông qua thông đạo hạ giới. Nhưng chân chính biết rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chỉ sợ cũng không có mấy người biết mà thôi. Nghịch linh thông đạo ở linh giới cũng không phải những tu luyện giả bình thường có khả năng tiếp xúc qua. Cái gọi là nghịch linh thông đạo thực ra nó căn bản không phải tồn tại chân thật cụ thể, nó cũng không có một vị trí chuẩn xác nhất định. Ngân Phát nữ tử nhẹ nhàng nói một câu làm cho hướng chi lễ cùng thi hùng vẻ mặt trở lên ngây dại. Ánh mắt hàn lập chấp động vài cái, dường như rất lưu tâm tới đối thoại của mấy người, nhưng thần thức lại lặng lẽ tiến vào trong chữ vật túi. Âm thầm kiểm tra tấm thiên tinh bi kia, bên cạnh Lâm Ngân Bình nhất thời lại bị thông tin nói về nghịch linh thông đạo dẫn dắt, hết sức chăm chú lắng nghe. Không tồn tại chân thực cụ thể, đây là ý gì, hướng chi lễ trong lòng như mơ hồ đoán ra được điều gì đó. Thần tình ngưng trọng tiếp tục hỏi, rất đơn giản, nghịch linh thông đạo chẳng qua là do linh giới chúng ta nhờ vào thiên lực nhất thời mở ra thông đạo mà thôi năm đó sau khi thông đạo đưa nhân yêu chúng ta hàng lâm xong thì sớm đã không còn tồn tại nữa linh lung lạnh lùng nói không có khả năng nếu thật sự là như vậy thì tại sao sau khi thượng cổ đại chiến kết thúc rõ ràng vẫn có người có thể trở về được linh giới nếu không có nghịch linh thông đạo thì bọn họ làm sao có thể về được thi hùng căn bản không muốn tin tưởng vào việc này trong miệng vội vàng hỏi ngươi đã quên năm đó khi cổ ma giới mới bắt đầu xâm lược nhân giới, lúc ấy thượng cổ tu sĩ của nhân giới làm cách nào liên hệ với linh giới chúng ta để cầu viện. Linh lung thờ ơ nói, truyền giới hương hướng chi lễ đôi mày khẽ nhíu lại nói. Đúng vậy, lúc ấy trước khi rút lui khỏi nhân giới. Tự nhiên là trước đó lần thứ hai lại đốt lên hương này để thông chi cho linh giới. Trên linh giới lại một lần nữa mở ra thông đạo, không nói hiện nay các người có thể có hương này hay không. Cho dù là có, ngươi cho rằng linh giới sẽ vì mấy người các ngươi lại mở ra thông đạo lần nữa sao phải biết rằng mỗi một lần mở ra nghịch linh thông đạo phải tiêu hao cao dai linh thạnh với một số lượng vô cùng lớn cho dù nhân loại các ngươi cùng yêu tộc của chúng ta cùng nhau liên thủ cũng cảm thấy ăn không tiêu trong lời nói của linh lung cơ hồ làm cho thi hùng vỡ nát hy vọng cuối cùng vậy vương phi người sau khi thu hồi thân thể thì làm như thế nào có thể phản hồi lại linh giới hướng chi lễ lại một lần nữa bắt được điểm mấu chốt bình tĩnh hỏi ta thân là phi tử của thiên khuê lang vương bản thân lại là công chúa của ngân nguyệt lang tộc tự nhiên so với các nhân sĩ của hạ giới và yêu tộc khác có sự bất đồng tại chân thân cùng thần niệm của ta đồng thời lưu lại ấn ký của nghịch tinh bàn chỉ cần ta có thể trở về và nhập vào trong thân thể của ta sau đó kích phát huy năng của ấn ký cho dù có cách qua một giới trưởng lão trong tộc ta đã thiết lập một cái pháp trận chuyên môn cho ta dùng nếu sau khi ta kích phát lực lượng của nghịch tinh bàn thì pháp trận sẽ mạnh mẽ mở ra một cái nghịch linh thông đạo nhỏ đón ta trở về. Lại nói thông đạo này cũng chỉ có thể cho một mình ta thông qua mà thôi. Nếu những người khác muốn mượn thông đạo này mà tiến vào, rồi ấn ký không phù hợp lập tức sẽ bị lực của thông đạo nghiền nát không còn một mảnh. Nếu năm đó ta không phải gặp phân thần của Nguyên sát thánh tổ chiếm cứ thân thể còn bị nó bức cho thần niệm chia lìa, thì ta đã sớm trở về linh giới rồi, đâu còn có thể dừng tại nhân giới đến bây giờ. Linh Lung không có một chút tức giận nói, ấn ký, hóa ra nghịch tinh bàn trong tay người không phải là thực thể. Ta nghe nói linh bảo này ở trong linh giới cũng là một loại bí bảo, vì sao uy lực so với trong tưởng tượng lại thấp như vậy, thì ra là thế. Thi Hùng nhìn khối viên bàn trong tay Linh Lung có chút thất hồn lạc phách. Trên mặt hướng chi lễ nụ cười cũng thu liếm lại, thần sắc nhất thời xa sầm xuống. Cho dù ai cũng vậy, một việc mà bản thân mình đặt hết tâm tư và hy vọng trong mấy trăm năm, trong một lúc lại tan thành bọt nước, chỉ sợ biểu tình cũng không thể tốt hơn được. Hàn lập vào lúc này, trong lòng lại đề cao cảnh giác. Thân hình lặng yên lùi về phía sau vài bước, hắn cũng không biết sau khi mộng đẹp của bọn họ tan biến, có thể làm ra những chuyện điên rồ như thế nào. Chẳng lẽ ngoại trừ việc tiến giai lên hóa thần hậu kỳ thì không còn có cách nào khác để phi thăng linh giới. Hiện giờ tình huống thiên địa linh khí của nhân giới, Vương Phi hẳn cũng biết. Có thể tu luyện tới hậu kỳ thì cơ hồ không có khả năng. Thi Hùng thở dài một hơi, tràn đầy một tia hy vọng cuối cùng hướng ngân phát nữ tử nói. Đương nhiên cũng không phải, ngoại trừ nhóm nhân giới có thể mở ra nghịch linh thông đạo. Các ngươi còn có thể thông qua một loại phương pháp khác cũng có thể tiến nào linh giới. Chỉ có điều loại phương pháp này trên lý luận thì có thể thành công, nhưng từ xưa đến nay thật sự có thể thành công thì cũng không có mấy người. Xem ra nếu đi theo con đường này thì cử tử nhất sinh, không biết các người có muốn nghe không? Linh lung nhìn ánh mắt tha thiết của hai người, sau đó nàng khẽ cười rộ lên, nhất thời lúc này trông nàng có phong thái mị hoặc vô cùng có thể nói phong tình vạn trùng làm cho hàn lập đứng một bên chăm chú nhìn một trận miệng lưới khô cứng nhất thời cả kinh hắn vội vàng vận hành đại diễn khuya lúc này mới ổn định lại tinh thần trong lòng hắn không khỏi một trận hoảng sợ đương nhiên là muốn nghe cho dù có nguy hiểm đi nữa cũng còn tốt hơn việc ở nhân giới này khoanh tay chờ chết hướng chi lễ tinh thần phấn khởi vội vàng tiếp lời nói vạn niên thi hùng cũng gật đầu không ngừng nói cho các ngươi một chút không phải là không được nhưng ta muốn làm một cuộc giao dịch ta cần phải mượn của các ngươi vài loại đồ vật để có thể hỗ trợ cho ta trong quá trình đoạt lại thân thể ngân phát nữ tử trong mắt chợt lóe lên vẻ rảo hoạt nói mượn đồ hướng chi lễ cùng vạn niên thi hùng không khỏi ngẩn ra